Lan Nhiên nói, Lệ Quỳnh, mấy mươi năm gần đây sự tưởng tượng của nàng càng phong phú đấy. Nàng không nghĩ cậu ta đã cứu thoát nữ nhi của chúng ta, nó lại đem thân đền ơn sao? Lương Lệ Quỳnh rầu rĩ nói, ai tưởng tượng phong phú? Thiếp vừa mới thấy tên họ Hoàng đứng trước cửa phòng của Mỹ Mỹ, không có gì ám muội mới là lạ. Lan Nhiên cười nói, nàng canh chừng cả đêm chỉ để xem ai gõ cửa phòng của Mỹ Mỹ. Ta còn tưởng nàng vì ái nữ của nàng, sợ nữ nhi lại bị thái hoa tặc bắt cóc, nàng đặc biệt để ý âm thầm bảo hộ, nguyên lai là nàng có thâm ý khác. Tại sao nàng không coi tiếp tục? Gương mặt Lương Lệ Quỳnh đầy phẫn hận nói, hắn ẵm Mỹ Mỹ tiến vào trong phòng, thiếp còn coi cái gì? Lan Nhiên nói, nếu là như vậy, nàng không nên hoài nghi nữa, nhận định trực tiếp là hắn. Kỳ quái, nàng bỏ đi như vậy, không sợ nữ nhi lại phải chịu đựng sự tổn thất nữa sao? Lương Lệ Quỳnh tức giận nói, nữ nhi đã gặp phải sự tổn thất lớn nhất trong đời, còn phải sợ cái gì nữa? Thiếp vẫn thấy không thoải mái chút nào, đường đường là một tiểu thư khuê các sao lại thích một tên giang hồ lãng tử. Chúng ta không có dạy nó võ công không phải là vì để cho nó tránh không tiếp xúc với người trong võ lâm sao? Sau này làm sao chúng ta giao phó với Hoàng thượng đây, còn 3 tháng nữa là nó được 18 rồi, nếu Hoàng thượng đòi người thì làm sao? Lan Nhiên thở dài nói, đích xác đây là một vấn đề, nhưng nữ nhân của Hoàng thượng đã quá nhiều, thiếu Mỹ Mỹ của chúng ta chắc không có chuyện gì đâu. Lương Lệ Quỳnh nói, cái gì mà không có chuyện gì, chuyện của nam nhân các người chẳng lẽ chàng không biết? Chỉ hiềm là có nữ nhân quá ít, cái tên tiểu tử đó có một vị hoàng hậu hiền đức, 7 vị hoàng phi, 2000 giai lệ ở hậu cung, rồi sao? Không phải là mỗi năm đều muốn tất cả các địa phương trên toàn quốc siêu tầm mỹ nữ để tiến cung đó sao? Năm trước thấy Mỹ Mỹ nhà chúng ta, đã cử người tới nhắc nhở là 18 tuổi phải tiến cung, cái gì mà hắn không có? Lan Nhiên nói, hoặc giả hoàng thượng quên mất Mỹ Mỹ nhà chúng ta. Lương Lệ Quỳnh nói, Mỹ Mỹ và thiếp là cùng một dạng mỹ nhân được điêu khắc ra, làm sao hắn có thể quên được? Lan Nhiên không nói lên lời. Lời nói gì đây, tuy chỉ nói Mỹ Mỹ là nhất đại mỹ nhân, tức là rõ ràng nói mình là mỹ nhân làm cho mọi người khó quên. Hắn còn nói được lời gì? Nếu nói không quên thì là đúng ý nàng, nhược bằng nói quên thì là không nể mặt của nàng. Lời nói nào cũng không được, Lan Nhiên lập tức chuyển đề tài, phụ thân có gọi ta tối đến tới phòng ông ấy một lần ta đi đây, nàng ngủ trước đi không cần chờ ta. Lương Lệ Quỳnh nhìn bóng lưng Lan Nhiên nói, chàng đừng nghĩ thiếp không biết gì, chàng muốn đến chỗ của hai con hồ ly tinh kia. Từ lúc hai đứa nó vào nhà này đến nay, thiếp không có một ngày hạnh phúc. Chàng đi phong lưu khoái hoạt, đương nhiên là không muốn thiếp chờ chàng rồi. Lan Nhiên lắc đầu, bỏ đi ra. Lương Lệ Quỳnh khóa trái cửa, rồi ngồi xuống một lúc thật lâu ở trên giường, liền đứng dậy, mở cửa đi ra, đi về hướng phòng của La Mỹ Mỹ. Vừa mới bước tới trước cửa phòng của La Mỹ Mỹ, Lương Lệ Quỳnh nghe được âm thanh rên rỉ sung sướng, chuyện này càng khiến nàng giận dữ hơn. Vừa mới muốn quay người bỏ đi, thì lại nghe tiếng La Mỹ Mỹ la lối, hỗ đản. Người cưỡng gian ta, ta phải thiến ngươi, không muốn đâu. Lương Lệ Quỳnh nghe thấy lời đó, trong lòng chấn động, một cước đạp thẳng vào cửa phòng. Hai cánh cửa phòng vừa bật ra, thì thấy là Mỹ Mỹ đang ngồi nhún nhảy trên người của Hy Bình đạo lý gì đây hả trời? Rốt cuộc ai đang cưỡng gian ai? Lương Lệ Quỳnh giận dữ quát, Mỹ Mỹ, hạ xuống ngay cho ta. Hai người đang ở trên giường không ngờ ở vào thời khắc này lại có người xông vào. Mà lại chính là thân mẫu của La Mỹ Mỹ cục diện trở nên rắc rối rồi đây. Gương mặt hồng hào của La Mỹ Mỹ trở nên đỏ dần ngây người nhìn mẫu thân của mình một lúc, đột nhiên nằm úp người xuống ngực của Hy Bình giấu mặt mình cào cổ hắn, thở hổn hển nói, là mẹ thiếp, dâm côn, người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hy Bình cũng ngây người nhìn Lương Lệ Quỳnh, người nữ nhân này không già như số tuổi của nàng ta, ngược lại còn rất trẻ, gương mặt của nàng so với La Mỹ Mỹ có 4-5 phần tương tự. Chỉ là phong vận có mấy phần thành thục hơn, chuyện này làm hắn hưng phấn một cách không có lý do, hạ thể hắn đột nhiên to ra làm cho Mỹ Mỹ phải rên nhẹ lên một tiếng. Hắn ho khan một vài tiếng rồi nói, nhạc mẫu tới đúng vào lúc này, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Quả nhiên đúng là bản sắc bất cải, da mặt càng dày thêm chứ không giảm. Lương Lệ Quỳnh lúc này không biết phải làm thế nào, nàng vốn biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng khi tiến vào phòng, thì lại thấy nữ nhi mình đang ở thế chủ động lại càng không thể liệu được Hy Bình đối với nàng lại rất ư là tự nhiên.
Nàng nhìn thân thể của hai người đang quấn lấy nhau ở trên giường, ngây người ra nhìn, một lúc lâu mới nói, chuyện này là hành vi anh hùng của ngươi sao? Anh hùng hòa mỹ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Hy Bình ôm La Mỹ Mỹ đặt xuống giường, cự vật của hắn thẳng đứng ngạo nghễ, hắn bước xuống giường hướng bước về phía Lương Lệ Quỳnh nói, nhạc mẫu đã tới, thôi thì để con cưỡng gian một lúc. Ngươi, Lương Lệ Quỳnh vừa mới nói thì quyền đầu của Hy Bình đã hướng ngay tới mặt của nàng mà chào đón. Nàng thật sự kinh tâm, lập tức tránh ra, xuất ra một cước ngay bụng của Hy Bình, đá cho hắn bay vô tường, hắn liền như con cá chết nằm trên đất, không động đậy. Lương Lệ Quỳnh chăm chú nhìn vào hạ thể của Hy Bình đến xuất thần, không thể hiểu tại sao cái vật này của hắn lại to và dài đến như vậy. La Mỹ Mỹ trách móc nói, mẹ, sao mẹ đá huynh ấy chết? Lương Lệ Quỳnh nói, đá chết có phải tốt không? Anh hùng cái gì, cẩu hùng thì có, con nói, con bị hắn cưỡng gian cách nào thế? Con luôn kêu là bị hắn cưỡng gian, theo mẹ thấy thì con thông gian với hắn hoặc là con cưỡng gian hắn. Tại sao nữ nhi của Lương Lệ Quỳnh ta lại có thể không biết vô sĩ là gì? Sau này làm sao con nhìn mặt người khác đây? La Mỹ Mỹ giãy nảy lên, giận dữ nhìn mẫu thân mình nói, mẹ hỏi nhiều vấn đề quá, làm sao mà con trả lời được? Cho dù hắn không đúng mẹ cũng không nên đá chết hắn, mẹ ác lắm mẹ làm nhi nữ của mẹ thống khổ. Ai bảo hắn tệ như vậy chứ? Mẹ hoài nghi hắn ban đầu làm thế nào mà cứu được con? Với sức hắn, làm sao cứu nổi con? Đúng là cái đồ bị thịt. Lương Lệ Quỳnh bước tới thân thể của Hy Bình tiếp tục nói, con không phải nói muốn thiến hắn sao? Mẹ hiện tại thay con thiến hắn. La Mỹ Mỹ giật mình la lên, đừng mà. Thủ trưởng của Lương Lệ Quỳnh đã hướng tới hạ thể thẳng đứng của Hy Bình đánh ép xuống một cái, liền nhìn thấy dương căn trúng trưởng của Hy Bình hoàn hảo không có tí gì là tổn hại không nhị được nhìn vào bàn tay mình tự nhủ, không lẽ là ta chưa xuất hết toàn công lực. Nàng không thể nào tưởng tượng được toàn thân Hy Bình nơi kiên ngạch không thể phá vỡ nhất là hạ thể của hắn, công phu của hắn tu luyện theo thiên địa tâm kinh, cho nên chỉ tu luyện nơi phần thân thể đó thôi cũng đạt đến toàn thân đã tu luyện. Từ khi được nguyên âm của các nàng xử nữ của dã mã tộc kích phát và thấm nhuần, dương vật của hắn biến thành kiên ngạch không thể phá vỡ, đạt đến cảnh giới cửu dương chi tiên, bởi vậy trước đây Diệu Ý có dùng thanh kiếm sắc bén để chém hắn nhưng không gây tổn thương một phân hào nào. Cũng bởi vì thiên dương địa âm chân khí tự lưu chuyển trong thân thể của hắn mà sinh ra kháng lại ngoại lực. Ban đầu kiếm của Vưu Túy cũng không đâm vào, thì Nhu Vân nhiều lần ám toán cũng không xong. Lương Lệ Quỳnh đang ngây người, đột nhiên cảm thấy kình khí bức nhân chạm ngay mặt mình, rồi thì người choáng váng bất tỉnh nhân sự đổ người xuống đất. Hy Bình thu quyền lại, nói, đừng có trách ta, tại bà bức ta xuất quyền. La Mỹ Mỹ ở trên giường nói, tử dâm côn, người giả chết. Ngươi đánh mẹ ta đến hôn mê, ngươi thế nào đối xử với mẹ ta như vậy? Còn không mau làm mẹ ta tỉnh dậy. Hy Bình bước đến bên giường ngồi xuống nói, nàng muốn ta làm bà ta tỉnh dậy. Ta không có đau bên người, nếu như bà ta tỉnh lại thấy gương mặt mỹ nhân của mình bị biến thành đầu heo làm sao mà bà ta không lấy mạng ta. Phương pháp giả chết chỉ sử dụng được một lần mà thôi, lần thứ hai là chết thật đó, nàng không muốn ta chết chứ. Đến đây, để ta tiếp tục hành hạ nàng. Hành hạ nàng tới chết. Hắn lại ôm lấy thân thể trần truồng của La Mỹ Mỹ trên giường, hạ thể hai người lại dính vào nhau. La Mỹ Mỹ thở nặng nhọc nói, tử dâm côn, ta không muốn, ta phải coi mẹ ta. Yên tâm đi, bà ta không chết đâu, điều này ta có thể khẳng định, ta làm việc gì cũng rất thận trọng. Mẹ kiếp, cái gì mà thận trọng, chỉ có hắn mới có những lời như thế. La Mỹ Mỹ cũng hết cách. Chỉ không đầy một vài giây là bị Hy Bình làm cho rên rỉ điên cuồng, không có thời gian quay đầu lại nhìn mẹ mình, dần dần cảm thấy hồn mình bay lên, người bồng bềnh, cuối cùng cũng giống như mẹ mình hôn mê bất tỉnh. Một khắc trước lúc mà nàng hôn mê, dương tinh của Hy Bình lập tức xuất ra vào nội thể của nàng. Hy Bình rút ra từ nội thể ướt nhẹp của nàng, hôn lên mặt nàng nói, mẹ nàng tự nhiên xông vào bất thình lình, đột nhiên không thể không cho bà ta một quyền. Để cho bà ta nhớ rằng sau này mỗi khi tiến vào phòng người khác thì phải gõ cửa. Hắn bước xuống giường mặc lại quần áo, sau đó ngồi xuống giường, thay La Mỹ Mỹ đắp mền lại, nhìn xuống gương mặt sưng phù thâm tím của Lương Lệ Quỳnh đang nằm trên đất, thở dài một tiếng, ôm nàng đặt lên giường chung với La Mỹ Mỹ. Hắn nói, nếu không phải bà là nhạc mẫu của ta, lại có một ông chồng tốt, ta sẽ cho bà nếm hậu quả của việc thiến ta. Bây giờ là hôn trước, coi như trừng phạt. Nói xong, hắn cúi xuống thật, hôn lên đôi môi hồng thuận của Lương Lệ Quỳnh.
Hốt nhiên, hắn đảo trong mắt, bước xuống giường và lăn người vào gầm giường. Đúng lúc này, ở cửa phòng đang mở tiến vào một người trung niên nhỏ thó thấp lùn. Trong ánh đèn mờ mờ, người trung niên này cỡ khoảng 4-50 tuổi, tướng mạo bình thường, nhãn tình thì giống trộm cướp, trong mắt đảo một vòng khắp phòng, cuối cùng thì dừng lại trên giường. Hừm, là Mỹ Mỹ, công nhận nàng can đảm thiệt, ngủ mà không khóa cửa, giống như nàng đang đợi ta tới để sủng ái nàng. Nói xong, hắn khóa trái cửa lại, nhẹ nhàng bước tới giường, hốt nhiên cười nói, ha ha, mẹ con cùng một chỗ, rất tốt. Ý, chuyện gì thế này? Mặt của Lương Lệ Quỳnh giống như bị ai đánh, là ai làm? Nàng La Mỹ Mỹ này đúng là đẹp hơn mẹ nàng nhiều, chả trách cái tên đồ đệ tệ hại của ta lại mất cái mạng nhỏ vì nàng. Không hổ nhất đại tuyệt sắc, chỉ là thân thể không còn là xử nữ nữa, đáng tiếc ôi đáng tiếc. Tên đồ đệ của ta chết cũng làm con quỷ phong lưu. Ở dưới gầm giường Hy Bình nghe được thì minh bạch người này là sư phụ của Thái Hoa Lãng Tử, Dương Long Quân, nhưng hắn nghe thì rất bực mình. Cái người này nói tiếng Trung Nguyên so với Đại Ni còn khó nghe hơn, không phải khẩu âm Trung Nguyên nói không có suôn sẻ, khẩu âm dị quốc rất là nặng, nhưng không biết là người nước nào, chỉ tịnh là không phải người Trung Nguyên. Làm sao lại tới đây để hái hoa, lại còn muốn hái La Mỹ Mỹ của hắn. Tay của Dương Long Quân xoa lên mặt của La Mỹ Mỹ một vài cái, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, cả đời này bẻ hoa vô số, nhưng chưa thấy ra thịt tươi mắt như vậy, thật sự tuyệt diệu không thể tả, tuyệt diệu. Tay hắn tiếp tục vuốt xuống cổ của La Mỹ Mỹ, không thể kiềm chế được nữa vuốt ve một hồi, sau đó mới tung tấm mền ra, nguyên tấm thân lõa lổ đầy xuân sắc của La Mỹ Mỹ xuất hiện trước mắt hắn. Hắn kinh ngạc hô lớn, thân hình tuyệt đẹp, thân hình tập trung mọi ưu điểm của mỹ nữ, lão phu vốn muốn đem nàng ra bên ngoài mới hưởng thụ, bây giờ xem ra ở đây hưng phấn hơn. Các tiểu nương này, lại nằm trên giường thoát y sẵn chờ ta, không phải, nhìn những dấu vết trên thân thể cô ta, chắc vừa mới cùng nam nhân nào đó làm hảo sự, lão phu không thèm cũng nàng so bì, không cần biết nàng qua tay bao nhiêu nam nhân, đối với ta mà nói, nàng vẫn mê hoặc, vẫn còn mới. Sau khi lão phu thưởng thức xong sẽ kết liễu nàng, lão phu không thể là nam nhân duy nhất của nàng, nhưng sẽ là nam nhân cuối cùng trong đời nàng. Ha ha, đối với sự sát hại tên đồ đệ hỗn đản của ta, ta sẽ từ từ tra hỏi từ miệng của tiểu nha đầu này, không phải lo lắng, từng đứa một, lão phu đã lâu không có vui đùa với các người, hiện tại vui đùa với nàng trước, tiểu mỹ nhân. Nói xong, muốn nằm lên người của La Mỹ Mỹ mà hôn, đột nhiên cảm thấy y phục bị túm lại. Toàn thân bị nhấc bổng lên, nghiêng đầu nhìn lại là một gương mặt rất anh tuấn với nụ cười đầy tà khí. Hắn giật mình hỏi, ngươi là ai? Hy Bình cười lạnh nói, ta là người đã tống khứ tên đồ đệ hỗn đản của ngươi xuống địa ngục để bẻ hoa dưới đó, ngươi có muốn thưởng thức mùi vị của địa ngục quỷ nữ không? Dương Long Quân không một chút gì là sợ hãi nói, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lại đem thân tới nạp mạng. Hy Bình nói, câu này phải nói ngược lại, là ngươi tự đem thân tới nạp mạng. Dương Long Quân, tên đồ đệ của ngươi cảm thấy rất tịch mịch, hắn có báo mộng cho lão tử để ta tống ngươi xuống địa ngục chỉ giáo cho hắn vài thế hoặc là giúp đỡ hắn, hắn nói quỷ nữ ở địa ngục thật sự là lợi hại, một mình hắn không thể nào chống chọi được. Nói xong, Hy Bình thả một tay ra, một tay còn nắm lấy Dương Long Quân, quyền đầu lập tức xuất phát nhắm ngay mặt của Dương Long Quân mà tiến tới. Thế mạnh như cuồng phong. Thân hình của Dương Long Quân tung lên, chỉ nghe tiếng y phục xé nát. Thân thể của Dương Long Quân bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào cửa sổ, phá vỡ luôn cửa sổ, rớt vào trong bóng đêm. Trên tay Hy Bình còn lại là một mớ y phục, hắn nhấc chân đi ra ngoài, đến cửa sổ, cũng nhảy một cái, ra khỏi phòng. Hắn còn chưa đứng vững, cảm thấy hậu bối đau kịch liệt, giống như bị người ta đá trúng, không thể khống chế thân hình ngã về phía trước, toàn thân vừa tiếp xúc với mặt đất, sau đó liền cảm thấy có một bàn chân thúi đang đạp lên lưng hắn. Trong lòng hắn bạo nộ, hét lớn một tiếng, vận kình lên lưng, chấn khai cái bàn chân thúi ra khỏi người, đứng bật dậy, xoay người lại nhìn thấy người lùn một khúc là Dương Long Quân, hắn nói, ngươi dám lấy chân ngươi đạp lên người lão tử. Lão tử mà không biến ngươi thành một mớ bầy nhầy, lão tử không phải họ Hoàng. Dương Long Quân kinh miệt cười lớn nói, với sức ngươi. Với sức của lão phu ta cũng đã quá dư rồi, trong bóng tối, có rất nhiều bóng người đang phi thân đến. Dương Long Quân cười âm trầm nói, trợ thủ tới hả, cũng tốt, giải quyết luôn một lần đỡ mất thời gian. Tối nay ta cho các người nếm mùi vị đao pháp lệ hại của bọn võ sĩ chúng ta.
ngữ khí của hắn thật chứa đầy mùi vị tàn khốc. La Niên bước vào tẩm thất của La Tùng vẫn còn đang thức. Kỳ quái là cả bốn người thê thiếp của La Tùng không có một ai ở trong phòng. La Niên nói, nghĩa phụ cho gọi con tới có chuyện gì dạy bảo. La Tùng cười nói, Niên Nhi, lại đây ngồi cạnh cha, hai cha con mình trò chuyện. La Niên ngồi xuống giường rồi hỏi, nghĩa phụ có nhận thấy Mỹ Mỹ đã không còn là xử nữ nữa không? La Tùng nói, kẻ sáng mắt đều có thể nhìn ra được chuyện đó, cha tuy đã già, hai mắt hơi mở nhưng cũng còn nhận ra được. Chuyện này đã xảy ra rồi không thể nào vãn hồi được nữa, như vị đại phu vô kế khả thi trước căn bệnh tuyệt chứng vậy. Chuyện của Mỹ Mỹ đối với chúng ta mà nói là hết đường lựa chọn, bởi vậy chúng ta hãy coi như không biết, có phải tốt không? La Niên nói, nghĩa phụ nói đúng, nhưng về phía hoàng thượng chúng ta cũng rất khó mà giao phó. La Tùng thở dài, đó là số mạng, có lẽ Mỹ Mỹ không tiến cung thì là một sự may mắn, Mỹ nữ của hoàng thượng rất là nhiều, có rất nhiều thiếu nữ ở trong cung cả đời chưa từng thấy qua mặt hoàng thượng. Hữu hạnh mà được hoàng thượng sủng ái cũng là điều đau khổ, ngay cả hoàng hậu cũng còn tịch mịch. Hoàng thượng chỉ sủng ái phi tử thôi, nhưng phi tử của hoàng thượng thì cũng rất nhiều. Nữ nhân không có nam nhân giống như nam nhân không có người trò chuyện, có thể hạnh phúc sao? La Niên nói, con cũng không muốn cho nhi nữ của mình phải đau khổ, nhưng bản thân mình là một thần tử, lệnh của vua đã ban ra thì không dám cãi, chuyện này đúng là số mệnh của gia đình ta. La Tùng nói, hy vọng hoàng thượng khi thấy Mỹ Mỹ không còn là xử nữ nữa sẽ phóng thích nó. La Niên nói, con chỉ sợ hoàng thượng trách tội chúng ta, nhân vì ngài đã muốn chúng ta bảo vệ tốt cho Mỹ Mỹ, chúng ta lại để cho ngài thấy Mỹ Mỹ có sự mất mát. Mà còn là cái quý nhất của nữ nhân, trinh tiết. La Tùng nói, chuyện đã như thế này, chỉ có thể nói là bị thái hoa tặc hủy đi sự thanh bạch. La Niên giật mình nói, nghĩa phụ. Cha cũng nhận thấy là Mỹ Mỹ không phải bị thái hoa tặc hủy đi sự thanh bạch. La Tùng cười nói, nếu thâm tâm của nó không nguyện ý, thì mặt mày của nó không có xuân sắc như vậy. La Niên cũng cười đáp, nghĩa phụ chỉ nhìn qua những sự việc như vậy mà biết hết mọi việc. La Tùng nói, cái tên tiểu tử nhà ngươi, tuy cha không ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy, nghĩa phụ của con đã nhìn nữ nhân mấy chục năm, có loại nữ nhân nào mà chưa thấy qua, còn phải để con dạy cha sao? Nói thật lòng, con không nên nạp thiếp, ở bên cạnh cha có ba nữ nhân rất tốt, con hãy thay cha thỏa mãn những nàng đó đi. La Niên vội vàng nói, những nàng đó trên danh nghĩa là can tương của con, nhi tử nào dám có ý tưởng phân hưởng. Huống hồ những nàng đó là do hoàng thượng an bài bên cạnh nghĩa phụ, con lại càng không dám. Còn nữa, con chỉ mới nạp có hai người tiểu thiếp thôi, Lệ Quỳnh đã lãi nhãi cằn nhằn không ngừng rồi, con còn dám để ý tới nữ nhân khác sao? Nghĩa phụ, cha đừng làm khó con, ba người cũng đủ làm con mệt rồi, con không phải là hoàng thượng tuyệt đối là người thu tàng mỹ nữ, tàng chữ hàng ngàn mỹ nữ, có nhu cầu thì lập tức có người hầu hạ ngay, không có nhu cầu thì trong cung không ai có thể rung động nổi. Nếu con mà có thu nạp số mỹ nữ như vậy, chỉ không bồi tiếp một thời gian, bọn họ cảm thấy tịch mịch sẽ nghĩ đến chuyện ngoại tình, thì chắc chắn cái sừng sẽ mọc trên đầu một cách oan uổng. La Tùng nói, nam nhân có một vài chỗ đích xác không như nữ nhân. La Niên đồng cảm nói, sự thực là vậy. La Tùng cười cười rồi nói, chúng ta nói chuyện tránh sự, con có biết cha gọi con tới vì chuyện gì không? La Niên nói, xin nghe nghĩa phụ dạy bảo. La Tùng nói, chuyện bắt đầu vào thời của vị hoàng đế trước, vào thời điểm cha chưa nhập cung, trong hoàng cung phát sinh một sự kiện mà mọi người đều biết là đại sự. Số là có một vị đái đao thị vệ cùng một người cung nữ có ý đồ tư bôn, bị hoàng thượng phát giác. Trong quá trình truy sát hai người, nàng cung nữ bị loạn tiễn bắn chết, ba ngày sau, vị đái đao thị vệ đó đột nhập vào trong cung cướp đi vật tiến cống của Ba Tư là thánh hỏa đao, đồng thời cướp luôn thi thể nàng cung nữ, kết cục bị 3.000 binh sĩ vây hãm. Hắn vác xác của người cung nữ trên vai, huy đao đột vây, chém chết khoảng hơn 1.000 tinh binh, thụ thương chạy trốn, từ đó không còn thấy tung tích. Thánh hỏa đao cũng mất tích theo. Hoàng cung đã âm thầm điều tra 3 năm, nhưng cũng không truy ra được điều gì, đành phải bỏ qua, đại khái hoàng thượng cũng từ từ quên đi. La Niên kinh hoàng nói, ý của nghĩa phụ muốn nói là liệt dương chân đao của Tư Cẩu chính là thánh hỏa đao. La Tùng nói, sau 12 năm xảy ra chuyện này thì cha nhập cung, thời điểm đó cha mới có 10 tuổi, sau này phát hiện ra giá đao của thánh hỏa đao, cha mới hỏi hoàng thượng tại sao chỉ có giá mà không có đao. Hoàng thượng chỉ nói đó đích xác là thanh đao tốt,
Mỗi lần cầm thanh đao lên là trong thâm tâm cảm thấy mình như đang thống lãnh toàn thiên hạ cùng với cảm giác vô cùng an toàn. Ngài rất thích thanh đao này, chỉ tại nó không thuộc về ngài. Ngoài ra hoàng thượng không nói thêm một lời nào khác, tuy nhiên cha vẫn ghi nhớ tên và hình dáng của thanh đao đó. Cho đến đời của vị hoàng thượng hiện tại, sau 5 năm tại vị, đã ra lệnh cho ta âm thầm lưu ý trong giang hồ coi thanh đao đó có xuất hiện hay không, lại cho Mục Thu, Chu Mỹ Tĩnh và Dương Đình Lưu hiệp trợ cho cha. Cha nghĩ ngài muốn qua thanh đao đó coi có hậu nhân nào của vị thị vệ đó tồn tại hay không, để thu hồi lại trấn quốc chi đao của hoàng gia, nhân vì thanh đao đó đã tạo ra một huyền thoại. Dưới đao phong của nó đã huyết tẩy hơn 1.000 hoàng gia tinh binh, thanh đao đến từ Thái Dương thần của Ba Tư, mang tên là Vô Địch Thánh Hỏa Đao. La Niên kinh ngạc thở dài thốt, chẳng lẽ có chuyện thần kỳ như vậy? La Tùng những tưởng muốn trả lời thì nghe bên ngoài có tiếng động lớn, hai người cùng đưa mắt nhìn nhau. La Tùng nói, Niên Nhi, chúng ta ra xem có chuyện gì. La Tùng và La Niên cùng rời khỏi phòng đi về hướng phủ cầm viện của La Mỹ Mỹ. Vừa bước vào trong sân thì đã thấy có rất nhiều người đang đứng đó, hạ nhân đã thắp đèn treo lên sáng rực cả một vùng. Một người đàn ông trung niên lạ mặt đang từ từ rút từ sau lưng ra một thanh binh khí đao không ra đao, kiếm không ra kiếm, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, lãnh khốc nói cho các ngươi nếm mùi lợi hại võ sĩ đao của ta. Thi Bình đứng trước mặt hắn cười nói, cây đao của ngươi giống như người ngươi trông thật buồn cười, nhỏ hơn cả kiếm mà dám gọi là đao. Cho ngươi biết. Giảng cứu về đao là một loại lực phách, một khi xuất ra làm cho người đối diện cảm thấy một loại áp lực trầm trọng lên người, như vậy mới xứng đáng gọi là đao, ta cho ngươi kiến thức thế nào là đao. Tứ Cẩu, đưa đao cho ta. Gương mặt Đại Ni vụt biến sắc, kinh dị nhìn Tứ Cẩu, rồi nhìn Hy Bình, hai chân dường như đứng không vững. Tứ Cẩu ứng tiếng hòa theo, đưa liệt dương chân đao cho Hy Bình. La Niên và La Tùng cũng kinh ngạc nhìn Hy Bình, nguyên lai chủ nhân chân chánh của thanh đao lại là tên nam nhân này. Dương Long Quân nói một cách nhạo báng, ngươi cũng sử dụng đao. Hy Bình thành thật trả lời, không phải, thật ra thì đao sử dụng ta mới đúng. Một khi mà đao sử dụng ta thì thường thường là có giết người, đương nhiên, người không phải là do ta giết, ngươi nên biết là cái mạng của ngươi không còn bao lâu đâu. Dương Long Quân cười điên cuồng nói. Bọn người Trung Nguyên các ngươi thật là thú vị, nhưng sự thú vị cũng cho thấy là bọn các ngươi quá ấu trí. Ta tới Trung Nguyên đã 3 năm, cũng đã thưởng ngoạn qua nhiều nữ nhân, có rất nhiều người hận ta muốn chém ta chết, tuy nhiên ta gian dâm vợ con của bọn chúng mà ta vẫn sống rất là thoải mái. Ngươi đừng có ba hoa, ta bội phục bọn Trung Nguyên các ngươi nhất là sự ba hoa, ngoài điểm đó ra mọi thứ đều là vứt đi. Đương nhiên đại gia ta đây rất thích đao, cũng không đến độ thân thiết với nó cho lắm, thật đáng tiếc. Thân thiết quá độ, mạng ngươi cũng không còn. Gương mặt Hy Bình hốt nhiên trở nên lãnh tuấn như thiếc, nhãn tình đầy tà mị, nói về ba hoa, ta thừa nhận mình rất là ba hoa, nhưng mà một khi ta nói phải giết ngươi, tuyệt không phải là ba hoa. Hét lên một tiếng lớn, liệt dương chân đao lãnh nhiên xuất ra, khí thế như sát hồn. Đao ánh hỏa quang, như thiêu đốt, lôi thanh đầy trời. Dương Long Quân hai tay cầm đao, đao chỉ về phía trước. Thế đao phủ toàn bộ người của Hy Bình, không lường trước được lôi kiếp thần đao chỉ có một chiêu đao chi phách, mà là thế sát thủ. Thần đao như màu tuyết, sáng rực một vùng, sát khí rất thịnh. Dương Long Quân hét lên một tiếng lớn, sát. Phi thân về hướng Hy Bình, thế như trẻ tre. Ánh tà mị trong mắt của Hy Bình càng đậm, toàn thân kình khí bạo phát, tay cầm liệt dương chân đao như một ngọn đuốc đang cháy, đột ngột bước tới tiếp chiêu. Không sợ, không hối hận. Thề chết mới thôi. Hai người chạm nhau, võ sĩ đao của Dương Long Quân ngân quang thấu xạ, tấn công dũng mãnh vô bì cùng với liệt dương chân đao tương kích. Mọi người không thể ngờ rằng chiêu đao của Dương Long Quân lại có cái thế khứ vô hồi, so với tốc độ của Hy Bình bất phân cao thấp. Hai người đều cùng sử dụng khoái đao, loại đao pháp chỉ có công mà không có chiêu thủ. Chỉ thấy ngân quang cùng hồng quang xoắn lấy nhau tạo nên những tiếng sấm sét. Cũng có thể ẩn ước nghe được tiếng kim loại va chạm nhau, trong nhất thời, không biết ai hơn ai. Võ sĩ đao của Dương Long Quân thật sự là một bảo đao, bị liệt dương chân đao của Hy Bình chém hơn 100 nhát, chẳng lẽ không có tổn hại một phân một hào nào sao? Triệu Tử Hào cả kinh thở dài nói, không biết đây là đao pháp của nước nào lại cùng với đao pháp của Hy Bình cùng một dạng, toàn là chiêu thức lấy mạng, không có tới nửa chiếu nào là hoa mỹ. Độc Cô Minh nói. Hắn và Hy Bình coi như là đã gặp kình địch, chỉ có thể nhìn thấy ai nhanh, ai tàm độc hơn,
nhưng nếu hắn gặp bàn cổ liệt thiên đao của Triệu huynh thì sẽ sợ bị từ bên ngoài đánh vô, hơn nữa hắn không thể đến gần huynh một cách dễ dàng, trong khi đó huynh lại có thể ở khoảng cách xa chém chết hắn. Triệu Tử Hào cũng không khách sáo cười nói, có lẽ thế. Đao mang của Dương Long Quân đại thịnh, người đột nhiên biến mất trong bóng tối, mọi người cùng thất kinh. Thi Bình Định người lại tại đương trường, nhãn thần kinh dị. Hoa Tiểu Ba la lớn ý, không thấy người, hắn trốn đâu rồi. Đúng lúc này, Thi Bình cảm thấy sát khí tập kích ở dưới chân, những muốn ra chiêu để chống đỡ nhưng không còn kịp, võ sĩ đao của Dương Long Quân như từ dưới đất chui lên chém một nhát ngay ngực hắn. Y phục rách nát, máu nóng tuôn trào. Thân thể Hy Bình văng ra sau, ngồi bệt xuống đất, vết thương trước ngực của hắn dài khoảng 10 phân, máu chảy lai láng. Nhiều bóng người phi thân tới bảo vệ lấy Hy Bình, Dương Long Quân bị Lôi Long, Triệu Thị huynh đệ, Độc Cô Minh và Vi Túy vây khốn. Hoàng Đại Hải đỡ lấy người Hy Bình, hoang mang hỏi, đại ca, vết thương của huynh ra sao rồi? Hy Bình nhịn đau cười nói, chỉ bị thương ngoài da, chưa chết đâu, làm sao huynh lại chết dưới đao pháp thối nát của kẻ khác chứ? Hoa Tiểu Ba vội vàng chạy tới nói, tỷ phu, để đệ băng bó cho huynh. Thi Bình xua tay nói, để đó đi, chảy có tí máu có nhằm nhò gì đâu, ta mà không để cho hắn chảy hết máu, ta không phải là Hoàng Hy Bình. Lão tử cả đời đánh nhau chưa thua bao giờ, ta không thể chỉ mới có bị thương chảy máu chút xíu mà đã nhận thua, lão tử không phải là loại người đó. Dương Long Quân đang bị vây khốn, nói tiểu tử, nếu ta mà không đánh giá ngươi thấp, người còn được ngồi đó mà lớn lối. Nói tới cái mạng còn chưa tuyệt của ngươi, dường như đã luyện thành thân kim cương, nếu không một đao của ta đã chặt đứt ngươi ra làm hai đoạn rồi, bất quá mạng ngươi cũng không còn lâu đâu, ta giải quyết xong năm người này rồi tống tiễn ngươi xuống dưới mà gặp đồ đệ ta. Còn đám nữ nhân này, không chết được, chậc chậc. Lưu lại để lão phu hưởng dụng. Thi Bình thở nặng nhọc nói, các ngươi đừng giết hắn, hắn là của ta, ta mà không giết hắn, thề không là người. Tiểu tước quỳ bên cạnh hắn khóc lóc nói, đại sắc lang. Thi Bình nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thi Nhu Vân, dáng nhịn đau cười nói, nàng khóc là vì ta sao? Thi Nhu Vân hốt nhiên lao vào lòng Hy Bình, hắn rên lên một tiếng, gương mặt đầy thống khổ, cố gắng nhịn cơn đau ở ngực nói, quả nhiên là tiến bộ nhiều, đã biết cách tìm mua một thanh chủy thủ sắc bén, ngoan nào, tránh sang một bên. Thi Bình ly khai Thi Nhu Vân trong một sát na, mọi người hiển nhiên đều kinh hãi. Một thanh chủy thủ cắm trước ngực của Hy Bình, cắm sâu độ chừng 1/3. Tứ cẩu bạo nộ, cổ hắn nổi đầy gân xanh, nắm lấy Thi Nhu Vân ở ngay tai, hét lớn, ngươi làm gì vậy? Hy Bình lập tức nói, đừng đánh nàng, nàng thật đáng thương. Nói xong hắn vùng đứng lên, lớn tiếng hét, các người lập tức tránh ra, càng xa càng tốt. Năm người đang vây hãm Dương Long Quân cùng nhìn Hy Bình, nhưng không có hành động gì, gương mặt Vi Túy đẫm lệ. Thi Bình lại lớn tiếng hét, lập tức tránh ra, không nghe gì sao. Tránh ra. Hắn đưa tả thủ ra lượm lại thanh đao rơi dưới đất, hai tay nắm chặt lấy đao. Hồn phách trở về. Trong mắt của hắn tựa cười mà không phải cười, ánh tà mị càng lúc càng đậm đặc biến đắc vô hạn, trong mắt từ từ xuất hiện màu máu đỏ. Mọi người bất giác tự động lùi ra xa, năm người đang đứng ở trong kinh hãi nhìn hắn, hốt nhiên đồng thời phi thân thối lùi ra xa. Để lại một khu vực lớn cho hai người. Dương Long Quân không thể nạp tin được, chăm chú nhìn Hy Bình, hai tay cầm chắc võ sĩ đao chuẩn bị chiến đấu, thanh âm run run nói, ngươi gọi là Hoàng Hy Bình. Không có hồi đáp, lôi thanh chói tai, thiểm điện bạo phát, xuyên suốt bóng tối. Gương mặt Dương Long Quân giống như xác chết, ngửa mặt lên hét lớn, Hoàng Hy Bình, âm thanh như xé rách màn đêm. Thân ảnh của Dương Long Quân vội vàng thối lui, muốn dở lại trò cũ, ẩn thân vào bóng tối. Lôi điện bạo phát, thanh chủy thủ đang cắm trước ngực của Hy Bình bị kình khí ở trong nội thể hắn bức bắn ra ngoài, một vòi máu phun ra từ ngực hắn. Cả thân thể hắn như tựa trên gót chân, sử dụng chiêu đao chi phách như thiểm điện chém tới Dương Long Quân đang vội vàng thối lui. Dương Long Quân mở to hai mắt, cử đao lên đương đầu với thế đao chém xuống như thiên quân vạn mã. Huyết quang tản mát, lôi điện tiêu thất. Thi thể của Dương Long Quân bị phân thành hai mảnh bay ra hai bên. Máu tươi rơi vãi đầy dưới đất, võ sĩ đao bị chặt gãy thành hai đoạn, rơi vào vũng máu. Hy Bình cười lạnh nói, ta đã nói qua, giết ngươi tuyệt không phải là ba hoa.
Vừa nói xong thì liệt dương chân đao trong tay hắn đột nhiên rơi xuống đất, tấm thân to lớn của hắn đang đứng thẳng cũng lảo đảo ngã xuống. Tiểu tước phóng người tới bên cạnh hắn, khóc lóc thảm thiết nói, đại sắc lang, chàng không thể chết. Hai mắt của Hy Bình mở ra một chút xíu nói, nàng cùng đi với ta chứ. Tiểu tước lộ vẻ thống khổ nhưng đầy tình thâm nói, chàng đi đâu, tước nhi theo đến đó, ngay cả xuống địa ngục. Dã Mai Côi lau đi những giọt máu trên mặt hắn. Xuân Yến khóc lóc nói, Bình nhi, con đừng có hù nương, nương không cho con chết. Hy Bình dáng nhịn đau cười nói, đánh nhau bị thương là điều không tránh khỏi, nương có bao giờ thấy con nói đến chết chưa? Nương yên tâm đi, con chỉ chảy có chút máu, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể đánh nhau tiếp, lúc trước không phải cũng như vậy sao? Chỉ hại nương phải chảy nước mắt, lần này thì không thể lau nước mắt cho nương được. Hoàng Dương lau nước mắt trên mặt của Xuân Yến rồi nói, nhi tử chúng ta không phải là thằng chết hiểu, nàng khóc vội vàng quá. Hy Bình nói, chỉ có cha là tin tưởng con, Đại Hải, trở về Trường Xuân Đường cho mau, đừng hỏi huynh vì sao, huynh muốn ngủ, đừng có tranh luận với huynh. Hắn nhắm mắt lại, không nói một lời nào nữa. Không biết hắn có phải hôn mê không? Hoa Tiểu Ba vội vàng băng bó lại những vết thương của Hy Bình, gã biết thân thể của Hy Bình có khả năng tự động cầm máu và làm vết thương liền lại, nhưng vết thương này quá lớn, không thể trong chốc lát có thể liền lại được. Tất phải cần tới ngoại lực trợ giúp để cầm máu, nếu không gã vô phương có sự thuận lợi như vậy. Tỷ phu của gã thật là một người cường tráng, vết thương như vậy mà cũng chẳng thèm để ý. Hoa Tiểu Ba gã tin rằng không tới một vài ngày là tỷ phu của gã khang phục lại như trước, không còn một vết sẹo nào trên người. Cái thân thể của người nam nhân này Hoa Tiểu Ba gã không thể dùng y học để giải thích được, thân thể của hắn tự động trị liệu với tốc độ mà những dược vật trị liệu thần hiệu nhất cũng không thể so sánh nổi. Hoàng Đại Hải ôm Hy Bình ở dưới đất lên rồi nói, thu thập mọi thứ, tức tốc quay về Trường Xuân Đường. Trường sau sẽ ra sao? Cộng sau khi Vũ Lâm Tứ Đại gia ly khai La Phủ, La Tùng cho La Niên mang La Mỹ Mỹ tiến. Cung, La Mỹ Mỹ có khi nào trở thành phi tử của Hoàng đế không? Bằng cách nào mà một đoạn ly kỳ cố sự bị lộ ra? Cộng trên đường trở về, đi qua Vạn Diệu Am, nguyên lai Vạn Diệu Thần Ni từng yêu thầm Hoàng Dương. Nhưng người tình đầu của Hoàng Dương lại là Độc Cô Tuyết tức Diệu Ý lại có mang với Hy Bình, chuyện này phải giải quyết ra sao? Cộng Đại Ni cùng với một nữ tử bí mật đàm thoại, lộ ra một bí mật kinh nhân, có âm mưu nào đang tiến hành? Cộng Hoa Lôi vì không thể cùng Hoàng Dương kết hợp nên trở thành si khờ, nàng có khang phục lại không? Cộng Bảo Nguyệt của Minh Nguyệt Phong bị Hy Bình kéo khăn che mặt xuống, nàng là nữ nhân như thế nào? Chuyện xảy ra giữa nàng và Hy Bình sẽ như thế nào? Người của La Phủ nhìn đám người Võ Lâm Tứ Đại gia đã đi xa, khuất dần trong bóng tối. La Tùng nói, chúng ta quay trở lại tìm Mỹ Mỹ. La Niên ứng lời, cũng hay, Lệ Quỳnh cũng ở trong phòng Mỹ Mỹ. Ông ta đi bên cạnh La Tùng, sau lưng là đám quần nữ quấn theo. Tiến vào phòng của La Mỹ Mỹ, nhìn cảnh mẹ con bọn họ đang nằm ở trên giường, La Mỹ Mỹ toàn thân trần trụi cứng đờ. Khiến La Tùng hai người không khỏi thất kinh. La Niên nhanh chóng bước đến bên giường, nhìn Lương Lệ Quỳnh bị Hy Bình đẩy quá mạnh, kinh phẫn dị thường, đưa tay kéo chăn che lên thân thể lõa lổ của La Mỹ Mỹ, tiếp đến lay Lương Lệ Quỳnh tỉnh lại, hỏi, Lệ Quỳnh, bà tại sao lại nằm trên giường của Mỹ Mỹ? Có phải là bị hoa tặc nhân đêm tối tấn công không? Lương Lệ Quỳnh phồng mang trợn mép gầm lên, Hoàng Hy Bình đâu? La Niên nhíu mày, nói ta đang hỏi bà cơ mà. Bà lại hỏi đến anh ta là sao? Lương Lệ Quỳnh ngồi dậy, giận dữ quát, đưa gương cho ta. Tiểu tước liền mang gương đồng đến cho bà ta. Bà ta nhận lấy, vừa soi vào đã lập tức ném xuống đất, chửi rủa, Hoàng Hy Bình, cái tên dâm tặc nhà ngươi, dám làm cho ta trở thành ra thế này, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. La Niên kinh hãi nói, là Hoàng Tráng Sĩ đã làm bà trở thành như thế này sao? Lương Lệ Quỳnh lửa giận ngút trời. Nói, ông còn dám đến trước mặt ta nói một lời hắn là tráng sĩ nữa, ta sẽ không thèm lý tới ông nữa. Ông nhìn ta bị hắn làm cho trở nên như thế này, chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng hay sao? Ông là nam nhân cái kiểu gì vậy, còn không giết hắn báo thù cho ta hay sao? La Niên không biết nói gì. La Tùng nói, Lệ Quỳnh, hắn đã đi rồi, chuyện báo thù này để sau hãy nói, hiện tại con hãy kể lại cho chúng ta hay là thực sự chuyện đã xảy ra như thế nào? Lương Lệ Quỳnh trầm mặc một hồi,
Kể ta vừa bước đến trước cửa phòng của Mỹ Mỹ, thì nghe thấy tiếng hắn khi phụ nữ nhi của ta. Ta bèn đạp cửa xông vào thì hắn xông tới trước mặt ta đột nhiên tung ra một quyền, ta liền né đi. Võ lâm cao thủ, anh hùng tránh sĩ gì chứ? Bị ta một cước đá bay đi, văng vào góc tường, dì ả vê ở CSS, lợi dụng lúc ta không phòng bị cho ta một quyền, ta liền hôn mê cho đến bây giờ. Cái loại tiểu dâm tặc này, ta hận không lộn ra xẻ thịt, rút gân của hắn ra. Bà ta càng nói càng hận. La Tùng phụ tử nghe mà chết lặng đi. La Niên nói, Mỹ Mỹ không phải bị hoa tặc cưỡng đoạt chứ. Lương Lệ Quỳnh ảo não, nữ nhi của ông tâm cam tình nguyện để hắn cưỡng gian, ông thỏa mãn chưa? Còn hoa tặc nào nữa? Đã biết hoa tặc chỉ có thể là hắn. Tại sao khi thấy hắn chuồn đi nhanh như vậy, ông chẳng lẽ không có lấy một điểm hoài nghi hay sao? La Niên nghe chi tiết việc vừa phát sinh thì biến sắc, một lúc sau nói, việc gì đều có nguyên nhân, hiện tại nghĩ lại, khi hắn tỉnh lại, hắn sợ là sẽ bị trả thù, sở dĩ hắn cô quản thân thụ trọng thương mà lập tức ly khai trong đêm tối. Ai, cái người trẻ tuổi này? Lương Lệ Quỳnh không dám tin, nói, võ công của hắn lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy sao? La Tùng than, nam nhân có khả năng sử dụng thánh hỏa đao ấy, tuyệt không phải là người có thể một cước mà đá bay được. Lương Lệ Quỳnh đáp cha, người là kiểu gì vậy, người không tin lời con dâu mình nói hay sao? La Tùng lắc lắc đầu, La Niên cũng chỉ biết lắc đầu theo. Tính ra, không kể hai cha con ông nói gì, sau này còn gặp lại hắn, ta phải đá cho cái đồ chó hắn phải bỏ ra cho các người xem. Lương Lệ Quỳnh tự cho rằng bản thân mình có khả năng này. Nói xong câu này, bà ta nhìn thẳng sang sắc mặt của La Mỹ Mỹ, phát hiện nàng có vẻ hoan ái sau khi ngất đi trong quá khứ. Tâm lý thất kinh thầm nghĩ, như quả không phải là tên hoa tặc đã đến, Hoàng Hy Bình cái tên dâm tặc này có thể nào sau khi lộng hôn Mỹ Mỹ thì cũng cưỡng gian ta không? La Tùng nói, Lệ Quỳnh, lời con nói là sự thật, nhưng lời ta nói cũng không phải là giả, con cứ ra cửa xem thì sẽ rõ. Niên Nhi, con đi với ta có chuyện muốn thương lượng cùng con. Lương Lệ Quỳnh nhìn họ đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn để lại mình tiểu tước. Bà ta sau đó mới lay La Mỹ Mỹ tỉnh lại hỏi, Mỹ Mỹ, tại sao mẹ lại nằm ở trên giường thế này? La Mỹ Mỹ không biết gì, mê mang hỏi, mẹ, sao mẹ lại nằm trên giường con? Lương Lệ Quỳnh vừa nhìn thấy thần thái La Mỹ Mỹ, thì hiểu rằng nàng không biết gì về chuyện này, nói, sau khi ta hôn mê, có phải con đã cùng hắn hoàn hảo không? La Mỹ Mỹ lắc lắc đầu nói, chàng mạnh mẽ tiến vào, khiến con lập tức bị chàng làm cho hôn mê. Mẹ! Chàng đã làm gì với mẹ? Lương Lệ Quỳnh không để La Mỹ Mỹ nói hết câu, đã giận dữ quát, hắn dám. La Mỹ Mỹ hiểu rõ tính cách của Hy Bình, hắn gần như chẳng có gì là không dám, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà không làm, nàng nói, con nghĩ, có thể mẹ được chàng ôm lên giường. Lương Lệ Quỳnh giận dữ nói, nếu không phải là hắn đã nhanh chóng chuồn mất, thì hắn sẽ rơi vào cảnh thê thảm. La Mỹ Mỹ đột nhiên biến sắc thất kinh. Kích động ôm lấy đôi vai Lương Lệ Quỳnh, hỏi, mẹ nói gì? Chàng đi rồi, sao chàng chẳng nói một lời cáo từ với con mà đã đi? Điều này thật mờ ám nha. Lương Lệ Quỳnh quay sang tiểu tước nói, tước nhi, ngươi nói đi. Tiểu tước đem sự tình từ trước đến sau kể lại, La Mỹ Mỹ nghe mà nước mắt như mưa, khóc nấc lên, tước nhi, sao em không đi theo bên chàng, chiếu cố tốt cho chàng nha. Lương Lệ Quỳnh an ủi, nữ nhi, đừng khóc. Loại nam nhân bất trị ấy chẳng đáng để khóc vì hắn, có chuyện gì, để mẹ tính đừng nói nữa, hãy quên hắn đi. Tiểu tước giải thích, em đã để Đại Hải nói với hắn, tước nhi sẽ cùng tiểu thư đi tìm hắn. Tước nhi đi rồi, ai sẽ bồi tiểu thư đây? La Mỹ Mỹ đột nhiên xà vào lòng Lương Lệ Quỳnh mà khóc to, tiếng nói lý nhí của tiểu tước cũng chìm trong tiếng khóc. Lương Lệ Quỳnh thở dài, nói, nếu thực sự yêu hắn, đến một ngày, ta sẽ bảo cha mang con đi tìm hắn. Ai? Tuy nhiên, La Niên thực sự có thể mang Mỹ Mỹ đi tìm Hy Bình ư? La Niên không thể làm như thế, chí ít là hiện tại không thể. Ông ta đang đứng tại tẩm thất của La Tùng, những người khác đã trở về phòng của mình, lúc này trong phòng La Tùng chỉ còn lại phụ tử hai người bọn họ. La Tùng nói, trước đây trong cung có lưu truyền rằng một thị vệ năm đó bằng một đao đã sát thương hơn ngàn tinh binh, ta vốn là không tin, nhưng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định. Thanh đao này khả dĩ có thể xuất ra lôi điện, khiến người ngoài nhìn thấy mà không thể rời đi. Khi đó, Dương Long Quân khiếp ý đến nỗi vô lực đề kháng, chỉ muốn đào vong,
song bị sấm sét chặn ngay giữa đường, căn bản là vô pháp trốn thoát. Với võ công cao cường như Dương Long Quân, mà bất ngờ lại bị Hy Bình một đao chém thành hai nửa, thực sự Hoàng Hy Bình con người này quả là đáng sợ. La Niên nhớ lại rồi nói, con trông hắn bình thường thì vui vẻ, nhưng khi thấy hắn đối địch thì khiến con có cảm giác như ma thần tái thế, khiến người ta phải sinh khiếp ý, nam nhân này tuyệt không giống như biểu hiện đơn giản bên ngoài của hắn. La Tùng nói, đơn giản mà nói là người có thể trở thành một đại thủ lĩnh mới của tứ đại võ lâm thế gia. Trong võ lâm, có thực lực nhất chính là Đại Địa Minh, tiếp theo là Thiếu Lâm, Minh Nguyệt Phong, Cái Bang, hiện tại trong võ lâm, thời kỳ huy hoàng của võ lâm tứ đại thế gia tựa hồ đã bị quên lãng kể từ 20 năm về trước, sau trận chiến với huyết ma, tứ đại võ lâm thế gia kỳ thực chỉ còn lại cái danh. Nay nhìn vào võ lâm, những người trẻ tuổi này có thể hội lại thành một lực lượng tân tiến trong võ lâm, trọng trấn lại uy danh của võ lâm tứ đại gia. La Niên nói, nghĩa phụ, như quả không có hoàng thượng ở phía trước, Mỹ Mỹ theo Hoàng Hy Bình thì cũng có một chốn tốt để về. La Tùng trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, thật là một chốn về rất tốt, bởi nơi ấy mới chính là mái ấm trong tâm hồn Mỹ Mỹ. Tuy nhiên, vì Hoàng thượng đã chọn nó từ lâu rồi, e rằng dù phải trở về nơi đau khổ nhất, chúng ta vẫn phải nhanh chóng đưa nó về thôi. Có những chuyện, tâm lý dù rất không nguyện ý, nhưng chúng ta cũng vẫn phải làm, ai bảo chúng ta là thần tử, chúng ta có thể kháng lại ý nguyện của Hoàng thượng hay sao? La Niên thống khổ than, không thể. La Tùng trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm chậm lên tiếng, ngày mai, con hãy đưa Mỹ Mỹ tiến cung, thuận tiện đem chuyện thánh hỏa đao kể cho Hoàng thượng, chúng ta thân là thần tử thì phải làm điều đó, việc này có thể sẽ bị trừng phạt, nhưng có muốn giấu cũng không thể giấu. Con quay lại đi, an ủi Lệ Quỳnh cho tốt, nữ nhân vĩnh viễn cần được nam nhân yêu thương che chở, kể cả miệng có luôn nói nam nhân là quái vật, thì trong lòng vẫn sẽ lắng nghe. Đi đi, ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ông ta nhìn La Niên đã đi xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh quang ảm đạm, thở dài khép cửa, trở lại giường, đặt lưng xuống mà trong lòng cứ băn khoăn mãi xung quanh một vấn đề, ta cả đời này sẽ phải sống cô độc một mình hay sao? Hy Bình bình phục với tốc độ đúng như Hoa Tiểu Ba đã tiên liệu, sau hai ngày đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vết thương trước ngực đã kéo ra non, tinh thần cũng phục hồi như trước, chỉ khổ cho Mai Côi, Vưu Túy cùng Bạch Tư ba người, trong ba nữ nhân này thì hai người nhất định không thừa nhận là yêu hắn. Thật ra từ lúc hắn bị thương đã luôn luôn túc trực bên cạnh hắn, lệ đẫm mặt hoa. Kỳ thực thì Nhu Vân đã khóc đến ngất đi, nhưng Hy Bình không thể dại dột vì vẻ bi thương của nàng mà chịu thụ thương lần nữa. Cả bọn không cho nàng đến gần Hy Bình, tuy nàng thực không biết võ công nhưng vẫn bị xem là nhân vật nguy hiểm vì ai dám nói trước nàng không tìm được thanh chủy thủ nào bén hơn chứ. Hoàng Đại Hải cùng Tứ Cẩu vốn có ý định đuổi nàng đi nhưng Hy Bình vẫn cho nàng theo phía sau. Với hắn, chuyện nàng báo thù cho đại ca là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng tên xúc sinh là sẽ lo cho nàng. Về chuyện này, hắn quyết giữ lời hứa, thì Nhu Vân cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nữ hài tứ cố vô thân mà thôi. Từ đêm qua, Hy Bình đã hoàn toàn khôi phục, Vưu Bạch Lưỡng Nữ hiện đã không còn túc trực ở phòng Hy Bình nữa. Hai nàng lại như trước đây cùng Thi Nhu Vân ở chung một gian. Lần này Tuyết Nhi cùng Hy Bình, Dã Mai Côi cùng chung một phòng. Hy Bình sau cùng cũng làm cho Tuyết Nhi cười được một lần sau 2-3 ngày chỉ biết khóc. Tuyết Nhi mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên ngực phụ thân với nụ cười trên môi, đã lâu rồi nữ hài này không được ngủ trên bộ ngực ấm áp của phụ thân rồi. Cả bọn thấy Hy Bình vô sự thì tinh thần đại chấn, bộ dạng cũng khôi phục lại như lúc trước cùng với đám nữ nhân cười cười nói nói. Nhưng cũng có hai người vẫn giữ nguyên bộ mặt giàu giàu không vui, một là Thi Nhu Vân, một là Đại Ni. Đại Ni từ lúc Hy Bình thụ thương trở nên trầm mặc ít lời, mỗi lần phải đi cùng Tứ Cẩu nàng đều tìm cớ lảng tránh, các ý định cũng hoàn toàn trái ngược với trước đây. Nàng không còn hỏi Tứ Cẩu về đao pháp cũng như yêu cầu hắn biểu diễn đao pháp nữa, về đao pháp nàng đột nhiên không còn một chút hứng thú. Gã Tứ Cẩu này, phải đối phó với nữ nhân cũng có chút hiểu biết. Đối với sự chuyển biến thái độ của Đại Ni, hắn tuy kỳ quái, nhưng vẫn thầm biết ơn sự cự tuyệt đó, vì nam nữ nhân kia đã khiến hắn thân thể rã rời, hắn vốn nghĩ Hy Bình có thể gánh giúp hắn vài phần, nhưng Hy Bình lại không chịu hưởng cái diễm phúc của Tứ Cẩu hắn. Hắn chỉ còn biết cố gắng chống đỡ mà thôi. Sở dĩ Đại Ni cự tuyệt nhiệt tình của hắn, hắn tự chung cũng chỉ là mất đi một đối tượng. Đôi khi có lúc hắn cũng muốn Đại Ni không từ chối hắn,
trong lòng hắn khổ não một cách kỳ quái, làm sao nữ nhân có thể nói thay đổi là thay đổi thế nhỉ? Đúng là lòng nữ nhân như kim đáy bể. Lòng tứ cẩu đã tiêu sái trở lại. Hắn biết nữ nhân này tâm tình không tốt, không nên đòi hỏi thái quá. Tấm thân xử nữ của đại ni đã trao hết cho tứ cẩu hắn, lẽ nào không thể cho phép nàng có bí mật khác hay sao? Có lẽ nàng hận hắn gạt nàng. Thanh đao thực ra là của Hy Bình, tứ cẩu hắn vốn chỉ có thể nâng đao chứ không thể dùng đao, như vậy đã đủ gọi là lừa dối chưa? Chẳng trách nàng không lý tới hắn nữa, hắn cũng không có thời gian để bồi tiếp nàng, quá nhiều nữ nhân vây quanh hắn, hắn đã đủ dã rời, đến lúc ngủ sau này cũng không thể ngủ, không được ngủ có ngày còn không biến thành con heo chết. Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn yêu thích nữ nhân, thấy được nữ nhân hấp dẫn là hắn phải ngắm cho mãn nhãn, hễ có cơ hội là hắn nhất định sẽ theo đuổi nữ nhân mới. Nam nhân về phương diện này không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, tứ cẩu nếu có thể ngoại lệ đã không còn là tứ cẩu, hơn nữa Lan Hoa đâu có khả năng kềm chế hắn. Kỳ thực, không chỉ riêng mình hắn là nam nhân yêu thích nam nhân nào mà lại chẳng yêu thích nữ nhân, chỉ thấy có nam nhân thích nhiều nữ nhân chứ ít có nam nhân nào chỉ chung tình với một nữ nhân. Ví như là có người thích đi cầu đốc mộc cũng có người thích đường rộng rãi sáng sủa, nhưng có một điểm chung là nhất định ai cũng phải đi qua. Thế gian này, người đi qua con đường rộng rãi sáng sủa khẳng định nhiều hơn người đi cầu độc mộc. Cũng có lúc, nữ nhân buộc nam nhân phải tìm thêm nữ nhân khác, dã mai côi thuộc dạng này. Sau 4 đêm liên tục bị Hy Bình làm cho tứ chi bại hoại, đêm thứ 5, nàng nhất định không cho Hy Bình nằm chung trên giường nữa. Dã mai côi quả quyết, chàng mà còn tiếp tục thượng mã không thể không giết mai côi, chàng không đi tìm bọn họ, tuyệt không cho chàng chạm vào thiếp nữa. Hy Bình mặt mày khổ não, nàng cũng không phải không biết, họ không cho ta chạm vào, da mặt ta sao có thể dày thế chứ? Dã mai côi đảo ánh mắt kỳ quái, giọng giận dữ, da mặt chàng không dày. Không quản chàng nữa, không cho chàng lên giường. Hy Bình nói, nàng biết ta rõ quá mà, sao không kêu Tước Nhi đi cùng? Nếu nàng ấy có ở đây, nàng đâu phải mệt thế chứ? Dã mai côi nói, Tước Nhi phải ở lại bên cạnh Mỹ Mỹ. Sau này họ lại có thể đến tìm chàng. Lại nói chuyện này, lúc đó vì cớ gì chàng vội vã nhất định ly khai La Phủ. Hy Bình giơ tay lên trời than, ta ở trước mặt Nhạc Mẫu đã bị biến thành đầu heo, còn không chạy cho mau. Dã mai côi cười cười, thiếp thấy mọi chuyện không chỉ giản đơn vậy. Hy Bình đành phải khai thực, ta lúc đó đang cưỡng gian Mỹ Mỹ, Lương Lệ Quỳnh tiến vào, ta lại nói phải cưỡng gian nàng ta, đơn giản vậy thôi. Nguyên lai là vậy. Dã mai côi đã nằm xuống nói, thiếp phải nghỉ ngơi đây, chàng đi tìm họ, để mai côi nghỉ ngơi 1-2 ngày, sau này sẽ lại bồi tiếp chàng. Trước đây thiếp cho rằng bản thân rất bền bỉ, vĩnh viễn không thể thỏa mãn, nay gặp chàng lại phải xin tha, chàng đúng là đồ đầu trâu. Hy Bình đi đi lại lại hết 2 vòng trong phòng, dừng lại nói, mai côi, thực ra ngủ chung một phòng, không nhất định phải làm chuyện đó, nàng có thể cho ta ngủ chung một chỗ không? Dã mai côi trả lời. Ngủ với ai khác thì không nhất định phải có yếu tố đó, còn chàng. Mai côi tuyệt đối không tin tưởng. Ta nói thật lòng như vậy mà nàng không tin sao? Hy Bình thở dài, nhìn dã mai côi nằm trên giường, đoạn cúi xuống hôn nàng rồi nói, đùa với nàng thôi, ta đi tìm bọn họ, ai? Trở về Trường Xuân Đường rồi, lại có thể thoải mái, nàng ngủ đi. Nghỉ cho khỏe trở lại để ta lại ân ái nàng, đóa hoa hồng của ta, ngủ ngon nhé. Dã mai côi cười ngọt ngào, ngủ ngon nhé, sói yêu của thiếp. Cửa không cần đóng, có thể sẽ có người cần phải ra vào đó. Hắn quay về phía dã mai côi nở nụ cười thần bí, khép hờ cửa phòng rồi bỏ đi. Đến trước cửa phòng Vưu Túy, Hy Bình gõ cửa vài lần rồi nói, Tư Nhi, ta đây. Cửa mở, vẫn là Thi Nhu Vân mở cửa. Hy Bình bước vào phòng, quay đầu lại phía cửa nhìn Thi Nhu Vân nói, sao nàng không cho ta một đao từ phía sau? Nàng không thể mua một thanh chủy thủ khác sao, có cần ta cho mượn tiền không? Vưu Túy nói, người đến đây làm gì? Mới đến đã khi phụ Nhu Vân, người không có ai khác để khi phụ sao? Hy Bình bước đến trước giường, Tuyết Nhi leo sang để hắn ôm vào lòng, rồi quay sang Vưu Túy nói, sau khi ta thụ thương, nàng trông chừng ta suốt 2 ngày 2 đêm, nàng không cảm thấy ta nên đến coi nàng hay sao? Tuyết Nhi, lúc đó con thấy có phải nàng ta khóc đến sưng mắt lên không? Tuyết Nhi hồn nhiên trả lời, thấy chứ, họ khóc đến sưng cả mắt, Tuyết Nhi cũng khóc nhiều lắm, ai đã làm phụ thân bị thương vậy? Tuyết Nhi phải mắng hắn,
Vưu Túy mặt thoáng hồng trả lời, người đừng có mà đắc ý, ta là khóc cho phụ thân của con ta thôi, không phải khóc vì ngươi, ngươi chết thì càng tốt, còn đến đây làm gì? Chỗ này không chào đón ngươi. Thi Bình để Tuyết Nhi vào lòng Thi Nhu Vân rồi nói, nàng đưa Tuyết Nhi sang phòng Mai Côi ngủ. Thi Nhu Vân ôm Tuyết Nhi lại ngồi trên giường Vưu Túy. Vưu Túy nhường cho nàng ngồi chỗ trước mặt, đầu Hi Bình to ra, tiểu nữ tử này không phải đang có ý chống đối hắn chứ? Vưu Túy bất mãn hỏi, ngươi sao lại bắt họ đến phòng ngươi ngủ chứ? Vì tối nay ta phải ngủ tại đây, họ không thích hợp ở lại đây, nàng không hiểu ư? Hi Bình láo lỉnh nhìn lại nàng, ánh mắt lộ ra một nét cười mờ ám. Không tốt, ngươi không thể ngủ tại đây. Vưu Túy chưa kịp phản đối, ở giường bên kia Bạch Tư kinh hãi cố nén tiếng la. Vưu Túy khổ sở nói, ngươi mà tiến thêm một tấc thì là tiểu hỗn đản. Hi Bình mỉm cười, nàng thật là hiểu rõ ta, nàng nên biết, ta nhất định sắp xếp những chuyện xưa nay ai cũng cần làm. Bé Câm tiểu ách ba ta nói nàng đi, nàng không đi phải không? Nàng đừng hối hận đó. Hắn uốn lưng xuống, ôm gọn Thi Nhu Vân vào lòng. Thi Nhu Vân hết sức vùng vẫy, mặt hoa ửng hồng, không nói một lời. Vưu Túy nói nhanh, ngươi sao lại phải đối xử với Nhu Vân như vậy? Thả Nhu Vân ra. Hi Bình ôm Thi Nhu Vân ngồi xuống mép giường, đặt nàng ngồi trên đùi hắn rồi nói, đừng cử động, đâu phải lần đầu ta ôm nàng, mỗi lần ôm đều động đậy không ngừng, đến lúc mệt lại còn nằm trong lòng ta mà ngủ. Nói thật, dựa vào bản thân nàng để báo mối thù chưa trả, nàng nên bỏ ý định đi. Ta nợ nàng một mạng, há trách nàng hận ta sao? Đại ca nàng giao nàng cho ta, thực sự đã chọn đúng chỗ, tiểu tử hắn lúc chết đã phải nhắc ta, bọn các nàng nếu đã kiên quyết thế, thực không tin ta lập tức hủy ước. Thi Nhu Vân cắn môi dưới, ngừng giãy giụa, nhìn hắn chăm chú. Thi Bình thở dài, nàng có ý chung nhân chưa? Thi Nhu Vân nhãn thần lấp lánh, không một lời đáp. Thi Bình lắc lắc hai vai nàng hối thúc, ê ê, nàng thật sự trở thành người câm rồi à? Nói gì đi chứ, nàng làm ta tức chết. Tuyết Nhi cải chính, phụ thân, A-di không phải người câm, phụ thân đừng lắc A-di nữa. Vưu Túy tức giận nói, Nhu Vân từ nhỏ đã ít khi ra ngoài, ngoài ngươi ra, chưa từng tiếp xúc qua nam nhân nào khác, làm sao có ý chung nhân được. Ngươi động não một chút đi. Thi Bình quát lên, ta phải gả cô ta đi. Lỡ cô ta theo bên cạnh ta rồi xảy ra chuyện gì, vậy còn không phạm vào hiệp ước giữa ta và Thi Trúc Sinh. Bé Câm à, nàng chính tay nghe anh nàng nói, nàng nếu tìm được nam nhân có thể nương tựa, ta lúc đó không cần quản nàng nữa, ta nghĩ nàng nên sớm thành thân đi. Thi Nhu Vân nhãn thần mờ lệ, đột nhiên vô lực ngã vào lòng Hi Bình, khóc nức nở. Bạch Tư bất bình mở lời, ngươi làm Nhu Vân khóc rồi kìa. Ta đã làm gì để nàng khóc chứ? Ta không đánh. Mắng nàng, nàng thích khóc thì khóc ta quản thế nào được. Thi Bình không biết vì sao Thi Thu Vân khóc, nữ nhân thường rơi lệ một cách không có đạo lý. Hắn đẩy nhẹ Thi Thu Vân ra một chút rồi cúi xuống nhìn nàng nói, ngoan nào, ta không bắt nàng phải thành thân nữa, để nàng bên cạnh ta, nghĩ cách lấy mạng ta, vậy được chưa? Chưa thấy báo được thù lại còn khóc trên ngực cừu nhân. Nàng bây giờ đi sang phòng Mai Côi, ta còn đại sự phải làm, không thể để nàng khóc trong lòng ta được. Ta cảnh cáo nàng, đừng như trước đây khóc đến ngất đi trên ngực ta mà ôm nàng vào phòng thì ta sẽ từ cửa nhân chuyển thành lão công đấy. Thi Thu Vân giãy giụa vài cái rồi nói nhanh, người thả ta a. Thi Bình y lời thả nàng ra, nàng xỏ hài xuống giường, ôm lấy Tuyết Nhi quay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Thi Bình khóa cửa lại rồi quay đầu nhìn hai nữ nhân mỉm cười, đêm nay ta ôn lại giấc mộng ngày xưa. Vưu Túy nói giọng uy hiếp. Ta là gái đã có chồng, ngươi không được làm loạn, nếu ngươi không nghe lời ta giết chết ngươi. Hi Bình trả lời, trông thật đáng sợ quá, bất quá cũng do nàng quá sợ hãi mà thôi. Hắn bước đến trước giường Bạch Tư cúi xuống nhìn nàng, trước đây thực ra nàng chưa chắc đã đồng ý, cũng chưa chuẩn bị để ta chạm vào nàng, nhưng giờ bên cạnh ta chỉ còn dã Mai Côi, ta không thể không chiếm hữu nàng. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Bạch Tư, nàng gạt tay hắn ra gắt, đừng chạm vào ta. Mặt nàng đột nhiên trở thành lãnh băng, song nhãn nhìn trừng trừng về phía Hi Bình. Hi Bình không biết vì sao nàng làm vậy liền hỏi, nàng thật sự không tiếp nhận ta. Bạch Tư cười lạnh, ta vì sao phải nhất định tiếp nhận ngươi? Ngươi là cái gì của ta? Ngươi chẳng phải có rất nhiều nữ nhân sao? Hiện giờ bọn họ không ở bên cạnh ngươi, ngươi lại nghĩ đến ta sao?
Ngươi nói ngươi căn bản không muốn chạm vào ta, giờ lại muốn chiếm hữu ta. Ngươi nghĩ Bạch Tư này là gì chứ? Ngươi cút đi, cút. Ta cũng nghĩ nước mắt của nàng đã nói lên tình ý của nàng đối với ta, có vẻ nàng không dễ gì quên đi được chuyện trước đây. Hắn bất kể Bạch Tư kháng cự, đã ôm nàng từ trên giường vào lòng quay về phía giường Vưu Túy nói, Túy tỷ, nàng ngủ phía trong. Vưu Túy như không nghe thấy hắn nói, thản nhiên bất động. Khuôn mặt tuấn mỹ của Hy Bình thoáng lạnh, Tư Nhi, bất kể nàng tiếp nhận hay không, nàng nguyên là nữ nhân của ta, còn động đậy ta sẽ đét đít nàng. Thi phu nhân, sáng mai hãy cùng Thi Thu Vân trở về địa ngục môn nói rồi quay đầu bước về phía cửa. Vưu Túy sắc mặt đại biến, hét lớn, người đứng lại cho ta. Nhân ảnh thoát động đã đứng cản trước mặt Hy Bình nói, chẳng phải ngươi muốn phát tiết thú tính sao? Ta cho ngươi toại nguyện. Nàng ở trước mặt Hy Bình cởi bỏ quần áo, cơ thể mại đầy đặn sung mãn ẩn hiện dưới yếm ngực cùng quần lót, không chậm trễ, hai phụ kiện này cũng nhanh chóng bị tháo bỏ, cơ thể tuyệt mỹ của nàng đã hoàn toàn lõa thể, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hy Bình, hai mắt sắc như dao. Mặc quần áo vào, Hy Bình thở dài, chuyển thân trở lại trước giường Vưu Túy. Để Bạch Tư lên giường rồi nhẹ giọng nói, đừng nghĩ ta với nàng một điểm lưu luyến cũng không có. Nếu thật sự ta cảm thấy không thể làm nàng hạnh phúc, ta sẽ không chấp nhận nàng trở thành nữ nhân của ta. Từ giờ trở về sau tuyệt không phải là không muốn nàng, chỉ là không minh bạch được suy nghĩ nàng ra sao thôi. Nhưng mà, phải nói rõ cho nàng, ta phải chiếm hữu nàng không phải vì bên cạnh ta thiếu nữ nhân. Thực ra chẳng vì gì cả, chỉ vì nàng. Hắn quay đầu nhìn Vưu Túy đứng ngây ngốc, do dự một chút rồi bước lại phía nàng, bồng nàng lên rồi đặt nàng bên cạnh Vưu Túy, sau đó đắp chăn cho họ rồi trở lại giường của Bạch Tư nằm xuống ngủ. Vưu Túy ngoảnh mặt nhìn Bạch Tư ngạc nhiên nhìn lại Vưu Túy. Vưu Túy hướng về Hy Bình nói, người ngủ rồi à? Người tự mình không muốn thì đừng có trách ta ngày mai sẽ không trở về địa ngục môn. Chờ một hồi không thấy Hy Bình hồi đáp. Nàng cúi xuống gầm giường nhặt một chiếc hài ném một chiếc hài hướng vào Hy Bình, chiếc hài chạm mặt Hy Bình, nhưng hắn vẫn nhắm mắt không lý gì đến nàng. Vưu Túy bực bội nói, vô lại. Bạch Tư cười cười, Túy tỷ, dã mai côi mặt hắn dày lắm, tỷ chỉ dùng một chiếc hài sao có thể lay động được hắn. Mà tỷ cũng không cần lý tới hắn, hắn là vậy đố, chỉ có thể khiến người ta tức điên. Tâm tình nàng lúc này cực tốt, chỉ vì vừa rồi Hy Bình cùng nàng đã nói chuyện thông sủa. Vưu Túy không cam tâm, đối với nam nhân trẻ hơn nàng 10 tuổi này, nàng và hắn gặp nhau rất bất ngờ, vừa mới quen nhau đã bị hắn nhanh chóng chiếm lợi, hơn nữa lại còn hồ đồ dâng hiến cho hắn tấm than trinh bạch đã gìn giữ suốt 30 năm, lại còn hồ đồ giữ lại đứa con của hắn, hồ đồ nhớ nhung hắn, cuối cùng là hồ đồ kháng cự hắn, nhưng nàng thực có thể kháng cự hắn được sao? Hai tử cuối cùng cũng phải sinh ra. Bạch Tư mơ màng nói, ngủ đi, Túy tỷ. Rồi khép mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. Nửa đêm thức dậy, Bạch Tư vẫn thấy Vưu Túy vẫn còn thức, nhẹ giọng hỏi, Túy tỷ, chưa ngủ ư? Vưu Túy chán nản nghẹn ngào nói, ta phải ngăn cản hắn, ta sợ hắn cũng giống như lần ở La Phủ, bỏ đi trong đêm. Hắn bỏ ta và hài tử lại, ta sao có thể ngủ được chứ? Bạch Tư thở dài, kỳ thực tỷ không nên cự tuyệt hắn, muội biết đòi hỏi tình dục của hắn rất mạnh, một mình dã mai côi không thể thỏa mãn nổi hắn. Hắn đến tìm tỷ cũng là chuyện thường, huống hồ nói nghiêm khắc thì hắn là nam nhân chân chính của tỷ mà. Vưu Túy trả đũa, ngươi cũng là nữ nhân của hắn đến tìm ngươi sao ngươi cũng cự tuyệt. Bạch Tư hồi tưởng lại nói, muội thực ra đâu muốn cự tuyệt hắn, nhưng vì hắn nói thiếu nữ nhân mới đến tìm muội liền tức giận. Hắn trước kia vì cứu muội mà phải chạm đến muội, cứ như là mỗi lần hắn phải chạm đến muội đều là rất miễn cưỡng vậy, nên muội mới. Nhưng hắn bồng muội lên giường, nói hắn muốn muội chỉ vì đơn thuần hắn nghĩ về muội liền nguôi giận. Nếu không phải vì từ đầu đã phản ứng lại hắn, lại có hài tử của nam nhân khác, muội có lẽ đã không cự tuyệt hắn, cho dù hiện tại có cự tuyệt hắn đi nữa cũng chỉ là làm ra mặt vậy thôi. Vưu Túy buồn bã nói, muội đâu cần nói nhiều như vậy, kỳ thực muội không cần quá lo lắng, muội đâu giống ta là gái đã có chồng. Bạch Tư tiếp lời, không sai. Tỷ là gái đã có chồng, tuy nhiên lần đầu tiên của tỷ là do hắn mang đến cho tỷ không thể phủ nhận. Nói khó nghe một chút, thì Trúc Sinh căn bản không phải chồng của tỷ bởi vì căn bản hắn không phải là nam nhân. Vưu Túy yên lặng, đối với Thi Trúc Sinh, nàng còn có thể nói gì thêm. Bạch Tư đột nhiên nói, Nhu Vân có lẽ đã phải lòng hắn,
tỷ có nhận thấy không? Vưu Túy điềm nhiên nói, hai từ này ta trông nom từ nhỏ đến lớn, ta sao có thể không minh bạch tâm tư nó chứ? Nó từ nhỏ đã không ra khỏi địa ngục môn, hiếm khi giao tiếp với người khác, từ khi Tuyết Nhi đến, mới trở thành hoạt bát như vậy. Nhưng bất ngờ cả phụ thân và đại ca cùng bỏ nó mà qua đời, ngoại trừ ta và Tuyết Nhi nó không còn người thân nào cả. Nó biết Hy Bình là kẻ thù của nó, tuy nhiên nó lại không thể cầm lòng mà yêu kẻ đại thù. Nó vùng vẫy giữa yêu và hận, sống khổ sở hơn người thường nhiều. Nó phải báo thù nhưng kẻ thù lại là kẻ từ đáy lòng nó yêu tha thiết. Sau cái chết của Trúc Sinh, ta và nó đều đi theo Hy Bình, có thể thấy Thi Trúc Sinh hắn thực không hận Hy Bình, trái lại hắn rất tin tưởng tên vô lại này. Trúc Sinh yêu thương nhất là Nhu Vân nhưng hắn vẫn tin tưởng giao phó cho Hy Bình. Hắn sở dĩ làm như vậy là vì hy vọng sau khi hắn chết, Nhu Vân có nơi nương tựa, Nhu Vân thật là một hài tử mệnh khổ. Bạch Tư nói, có lẽ con gì người ai cũng khổ, chỉ là mỗi người khổ một cách khác nhau. Vưu Túy nói, ngày nào đó, Nhu Vân suy nghĩ thông suốt, không coi hắn là kẻ thù nữa, ta có lẽ sẽ an tâm theo hắn còn bây giờ thì không thể, ta dù sao cũng là người của Thi Gia, sao có thể cải giá với kẻ thù của Thi Gia được. Thi Gia chỉ còn có Nhu Vân và Tuyết Nhi, ta nghĩ Tuyết Nhi về sau sẽ theo họ của tên vô lại này, nó chỉ biết Hy Bình là cha nó chỉ nhận một mình Hy Bình. Ta không thể không lo cho Nhu Vân, ta tuy không thể giúp cho nó báo thù nhưng vẫn chiếu cố nó được, nó vốn đã không có nơi nương tựa rồi. Không, tỷ lầm rồi. Nhu Vân tuyệt đối không thể bị tổn hại gì đâu. Bạch Tư ngoái đầu liếc mắt về phía Hy Bình vẫn đang ngủ say nói tiếp, muội tin chắc hắn sẽ chăm sóc tốt cho Nhu Vân. Hắn bị Nhu Vân đâm một đao vẫn không cho người khác làm hại đến Nhu Vân, cho thấy rõ hắn không để Nhu Vân bị tổn hại. Nói như vậy, Nhu Vân không phải là không nơi nương tựa, kẻ thù trong lòng Nhu Vân chính là kẻ nó tuyệt đối có thể nương tựa. Tên nam nhân đó có thể là kẻ cực kỳ vô sỉ, vô lại nhưng hắn có thể mang lại cho nữ nhân cảm giác an toàn không gì sánh nổi. Hắn đã quyết ý phải bảo hộ cuộc đời một nữ nhân thì hắn nhất định sẽ làm được. Tỷ tin hay không, dù là ai có ý động đến Nhu Vân, hắn đều nhất định hết mình xuất thủ. Hắn tuy không nói ra miệng nhưng trong tâm đã coi Nhu Vân là nữ nhân của hắn rồi, đây vốn cũng là bản sắc của tên sắc lang hắn. Vưu Túy thì thầm vào tai Bạch Tư, hắn thật đã ngủ say. Chúng ta nói chuyện nãy giờ, hắn có nghe thấy không? Bạch Tư thoải mái nói, đừng lo, trước đây muội bị hắn ôm chặt mà ngủ, nửa đêm thức dậy hôn trộm hắn còn không biết, huống chi chúng ta nói nhỏ như vậy. Vưu Túy cả kinh, muội bị hắn ôm chặt mà ngủ lại còn hôn trộm hắn. Bạch Tư đỏ bừng mặt, chỉ có một hai lần thôi. Vưu Túy đột nhiên cúi sát vào khuôn mặt đổ bừng của Bạch Tư cười nói, thực sự có mùi vị hôn trộm. Bạch Tư ngúng người, Túy tỷ, dám cười ta phải trừng phạt tỷ. Đoạn dùng luồn vào trong chăn vuốt ve thân thể trần truồng của Vưu Túy. Vưu Túy yếu ớt cầu xin, Tư Nhi, buông ra, đừng như vậy. Hắn thấy ồn ào tỉnh lại bây giờ. Bạch Tư nói, tỉnh lại gấp thì càng tốt, có muốn muội làm co tỷ xuân thủy lai láng rồi nhờ hắn đến chống lụt lội không? Vưu Túy nói, được rồi, đừng giỡn nữa, ta mệt lắm rồi, muội cho ta ngủ được không? Bạch Tư cười nói, muội ôm tỷ ngủ. Vưu Túy không phản đối, để mặc Bạch Tư ôm mình ngủ, đột nhiên mong muốn người ôm mình là Hy Bình. Hai nữ nhân ngủ chưa lâu thì trời đã sáng. Hy Bình tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngáp một cái, xuống giường đi đến bên giường nhị nữ, thấy hai nàng còn đang ôm nhau ngủ, không nhịn được phải mỉm cười, quay người đi vài bước, cúi xuống nhặt bộ đồ đêm qua Vưu Túy đã làm rơi trên đất, đưa đến trước mũi hít một hơi, rồi đến cạnh giường hai nàng ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Vưu Túy, nói thật là, thà ôm nhau mà ngủ cũng nhất định không ôm ta. Nhị nữ vẫn say sưa ngủ. Hy Bình giả vờ hét lớn, Hoàng Hy Bình đi rồi. Hai tiếng vang lên, hai nàng mở mắt thấy Hy Bình ngồi ở cạnh giường đang cười phá lên liền cào nhau, ngươi la lối gì vậy? Sao không để bọn ta ngủ thêm chút nữa? Hy Bình cười cười, các nàng ngủ tiếp đi, ta đi trước đây. Vưu Túy nắm áo hắn kéo mạnh, ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ tuyết nhũ như ngọc, cúi đầu nói, đưa y phục cho ta. Hy Bình ôm nàng vào lòng nói, ta giúp nàng mặc. Tay đã sờ nắn trước ngực Vưu Túy. Vưu Túy rên nhẹ, không cần, tự ta mặc lấy, người đừng sờ mó ung tung nữa. Vưu Túy giãy giụa thoát ra, xuống giường lấy y phục mặc vào. Hy Bình hướng về Bạch Tư nói, về tới Trường Xuân Đường rồi,
nếu nàng vẫn không muốn tiếp nhận ta, ta sẽ đưa nàng trở về Bạch Dương tộc được chứ? Bạch Tư mơ màng trả lời, nếu như trở về giữa đám thê tử của ngươi, ngươi đâu cần ta nữa. Thi Bình vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ giọng, ta sau này vẫn cần nàng, chỉ là sau này nàng có thực tâm muốn theo ta không? Bạch Tư đột nhiên nhẹ giọng nói, đại công cẩu, bỏ tay ngươi ra, ta còn chưa rửa mặt. Thi Bình cười một cái, đoạn đứng dậy, đi đến trước mặt Vưu Túy nói, mặc đồ nhanh lắm. Thi phu nhân, bốp một tiếng rõ mạnh, mặt Hy Bình hằn rõ một bàn tay. Hắn không thể tin được Vưu Túy đột nhiên lại đánh hắn, giận dữ hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Mới sáng sớm không lý do lại cho ta một bạt tai. Vưu Túy nghiến răng giận dữ nói, về sau ngươi dám gọi ta một tiếng thi phu nhân thì ta sẽ lại bạt tai ngươi. Hy Bình trong lòng oan uổng xoa má nói, nàng đừng nghĩ ta không dám đánh nàng. Ta không đánh nàng, nàng cũng không cần theo ta nữa, ta cùng nàng từ nay một đao cắt đứt, coi như không quan hệ gì nữa. Vưu Túy một điểm cũng không sợ, nói, ngươi cứ thử coi. Ta ngày ngày đều sẽ đánh ngươi. Nàng biết rõ Hy Bình trừ lôi kiếp đao pháp không thể sử dụng võ công nào khác, mà cho dù có lia dương chân đao trong tay hắn cũng không thể sử dụng để đánh nàng, nàng muốn đánh Hy Bình thì rất dễ dàng. Hy Bình cười lạnh, nàng đang đe dọa ta. Vưu Túy nói, ngươi lúc nào chẳng uy hiếp ta, có giỏi thì một đao giết chết ta đi, không thì về sau trước mặt ta phải ngoan ngoãn, ngươi chỉ có hai chiêu là trá tử và liều mạng thôi, ngoài ra không thể chế trụ được ta đâu, trá tử chiêu này đối với ta đã không còn dùng được nữa rồi, ngươi không thể cầm đao thách ta liều mạng với ngươi, ta tuy không dám giết ngươi nhưng dám đánh ngươi, không có đao ngươi có thể là đối thủ của ta được sao? Nàng dương dương tự đắc nói một hồi, Hy Bình nghe mà mắt trừng miệng há. Sợ sợ nghĩ, nữ nhân này thật đáng sợ. Vưu Túy quay về phía Bạch Tư mỉm cười, quay người bước ra cửa, đột nhiên thấy eo bị ôm chặt, nàng vùng vẫy la hét, thiếu vô lại, ngươi làm gì vậy? Hy Bình ôm chặt nàng, hướng về cái mông tròn của nàng đánh mạnh, miệng phát tiết, đánh mặt ta. Lão tử đánh mông ngươi, ngày ngày đều đánh ta, ta nói ngươi ngày ngày bị ta đánh, ta nói cho mà biết, đối phó ngươi, ta không có cách nào. Ngươi cũng phải ngoan ngoãn đưa mông cho ta đánh, đừng nghĩ mấy chiêu nát bét của con mẹ ngươi có thể phô trương. Quyền vương ta không thể làm ướt được à, biết điều thì kêu đau đi, để xem sau này ngươi còn dám ngạo mạn nữa không. Vưu Túy đau đớn la hét, tiểu vô lại, ngươi sẽ phải trả giá. Ui ra, đau quá. Hai ngày sau, trở về Vân Vũ Sơn, chúng nhân hồi tưởng lại tình cảnh tại suối nước nóng, Hy Bình nhớ lại ngôi miếu xíu vẹo, nhớ đến Thiên Phong Song Kiều. Bọn họ có lẽ cũng rất oán hận hắn ta. Độc Cô Minh hỏi, có phải là đang nhớ tới suối nước nóng hay không? Hoa Tiểu Ba đáp, đương nhiên là nhớ, đó đích thực là một địa phương mỹ diệu không gì sánh nổi, khiến để cả đời này mãi khắc sâu vào tim. Nói đoạn, cố ý đưa ánh mắt nhìn sang Chu Trọc Dã Mân Côi, vẻ mặt dương dương tự đắc. Triệu Tử Uy nói, có vẻ như đã sắp tới nơi rồi, chúng ta còn phải đi ngâm nước vào ban đêm nữa sao? Hy Bình lo lắng hỏi, liệu cái miếu siêu vẹo đó có thể dung nạp được nhiều người thế này không? Lôi Long nói, tốt nhất hy vọng là có thể. Xuân Yến đột nhiên nói, Vạn Diệu Am nằm trên ngọn núi này, chúng ta có thể tạm thời tới trú tại đó. Hoàng Dương vui mừng nói, nàng muốn nhắc đến việc Vạn Diệu Thầm yêu ta đó hả? Xuân Yến giận dữ, ai thèm yêu thầm chàng, thật là chẳng biết tốt xấu gì cả, Vạn Diệu là thần ni đã đắc đạo. Làm sao còn có thể thích loại phàm phu tục tử như chàng nữa chứ? Mọi người cười thầm. Hoàng Dương đáp, thật ư. Nhưng ta lại thấy thời gian nàng ta si mê ta còn nhiều hơn thời gian nàng ấy si mê Phật Tổ đấy. Đương nhiên nếu ta thực có ý muốn red eye, nàng ta sẽ lập tức hoàn tục cưới ta cho mà xem. Xuân Yến giận dỗi nói, chàng dám. Hoàng Dương cảm thán nói, chính bởi vì không dám mà trước giờ ta chỉ có một vợ mà thôi. Bình Nhi, Đại Hải. Nếu các con kiếm vợ ngàn vạn lần đừng tìm đến hổ đầu đần. Xuân Yến trách, nhi tử cần chàng phải dạy hay sao? Chúng có bản sự hơn chàng nhiều. Hoa Tiểu Ba nghe nói đến Vạn Diệu Am, trong lòng trở nên vui vẻ nói, Độc Cô lão huynh, huynh lại nhớ đến Diệu Duyên, đồ đệ của Vạn Diệu thần ni hả? Thật đúng là một mỹ nhân nhi, như quả có cơ hội, ta khuyên nhủ cô ta hoàn tục, đẹp như vậy mà làm ni cô thì thật là đáng tiếc. Độc Cô Minh tán đồng nói, ngựa tốt tặng anh hùng, chỉ có đầu heo mới dùng để cúng thần. Hy Bình giật mình nói, Diêu Duyên ở tại Vạn Diệu Am sao? Hoa Tiểu Ba đáp, một điểm cũng không sai.
Tỷ phu, huynh phải chăng là có điều nghi vấn? Hy Bình nói, ta không đi Vạn Diệu Am, ta phải cùng Mân Côi đến Ôn Tuyền ngâm nước vào buổi đêm nữa. Sáng mai bọn ngươi cứ thuận đường đến tòa phế miếu kêu bọn ta một tiếng là được. Túy tỷ, qua đây bế lấy Tuyết Nhi. Đoạn Bồng Tuyết Nhi đang ngồi trong lòng giao cho Vưu Túy. Xuân Yến hỏi, Bình Nhi, vậy tại sao lại không đi? Hy Bình nhăn nhó, con sợ các ni cô, đặc biệt là các ni cô ở Vạn Diệu Am, con cứ mỗi lần nhìn thấy là muốn điên lên. Xuân Yến đáp, vậy thì không cần phải miễn cưỡng. Tứ Cẩu ngạc nhiên, nguyên nhân như thế cũng có thể cho qua sao? Hy Bình cười nói, có lẽ căn bản là không cần lý do, chỉ là mẫu thân ta đã hỏi thì tối thiểu ta cũng phải đưa ra lý do khiến ta không thích đi. Mân Côi, chúng ta đi. Dã Mân Côi liệt thúc ngựa đuổi theo. Xuân Yến nói, chúng ta sẽ tới Vạn Diệu Am tá túc qua đêm. Nhưng trước tiên phải nói với các ngươi, đừng có ý định động tới các ni cô của Vạn Diệu Am. Cái lũ tiểu tử hỗn đản các ngươi khiến ta chẳng an tâm chút nào. Hoa Tiểu Ba cười nói, bên cạnh bọn con đã có nhiều mỹ nữ rồi, chẳng hề có chủ ý xấu xa lộ liễu đến vậy. Hơn nữa bọn con dù sao cũng còn có phong độ của nam nhân. Đốc cô lão huynh, huynh nói có phải không? Xuân Yến nói, đi thôi. Khá lâu rồi không gặp cố nhân, không biết Vạn Diệu ra sao rồi. Sau một thời thần, hoàng hôn buông xuống. Mọi người tới Vạn Diệu Am dưới chân Vân Vũ Sơn. Am này đã có 50 năm lịch sử, bình thường hương hỏa rất thịnh. Hiện giờ Vạn Diệu Thần Ni là trưởng môn nhân đời thứ hai của Vạn Diệu Am. Vị trưởng môn trước đây có hiệu là Diệu Niệm, còn danh hiệu trước khi xuất gia thì chỉ có bản thân bà ta biết được mà thôi. Vạn Diệu Am tổng cộng chỉ có 23 ni cô nhưng cũng được biết đến như là một danh phái trong giới võ lâm, có địa vị hiển hách bởi võ công của các giai nhân Vạn Diệu Am đã từ lâu nổi danh trong chốn giang hồ. Cũng bởi vì thế, nếu võ công không giỏi làm sao có thể tự bảo vệ được bản thân. Mặc dù đã là ni cô nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn là nữ nhân, nếu lỡ gặp phải dâm tặc, không có võ công cao cường, làm sao có khả năng tự phòng vệ cho mình. Võ công cao cường. Thêm nữa bản thân vốn là không có tóc, dù là không có tóc, dù là giới dâm tặc cũng không dám khinh cử vọng động. Hơn nữa, chuyện cưỡng gian ni cô tất sẽ gây nên sự công phẫn, chỉ kể ra thôi cũng đã chẳng còn mặt mũi nào. Thế gian chẳng lẽ không còn một nữ nhân nào hay sao? Cần gì phải cưỡng gian ni cô cơ chứ? Chúng nhân vừa tiến vào cửa am, Vạn Diệu đã đích thân ra nghênh đón, cười nói, Xuân Yến thí chủ, đã 20 năm không gặp, vẫn ổn cả chứ? Xuân Yến nói, thần ni vẫn giữ được phong thái như ngày nào, 20 năm đã trôi qua mà bà vẫn chẳng thay đổi gì mấy, còn ta đã già và xấu xí đi nhiều. Vạn Diệu thần ni đáp, thí chủ cứ khiêm nhường, thí chủ vẫn mỹ lệ như xưa còn lão ni thực sự đã già rồi. Hoàng Dương không vui đáp, nhị vị đều không già đi chỉ là ta đã già rồi, già đến không ai nhận ra cả. Sau khi Vạn Diệu thần ni tự thân ra nghênh đón, cũng chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái. Vậy mà tự xưng là được Vạn Diệu thầm yêu, lòng thực chẳng có chút tư vị nào. Nam nhân trên phương diện này ai cũng sĩ diện cả. Vạn Diệu nhìn qua Hoàng Dương, chậm rãi đáp, Hoàng thí chủ, Vạn Diệu đã thất lễ rồi. Mọi người chỉ cho rằng những điều Hoàng Dương nói về mối tình thầm kín không phải là giả, nguyên lai vị thần ni này cũng có một tấm lòng trung kiên. Hoa Tiểu Ba cũng không khỏi nghĩ đến nàng Diệu duyên trung kiên đó, lòng thầm vui sướng. Phảng phất như đã nhìn thấy trong thâm tâm của Diệu Duyên cũng thầm yêu Hoa Tiểu Ba hắn, nàng ta quả thực chính là mỹ nhân của mọi mỹ nhân. Xuân Yến nói, thần ni, đừng để ý đến lão già ấy, chúng tôi nghĩ mình có thể tìm được một chỗ tá túc qua đêm ở đây. Vạn Diệu nói, chúng ta luôn chuẩn bị các phòng khách dành cho khách hành hương. Hôm nay cũng chỉ có một người khách hành hương đến nên vẫn còn rất nhiều phòng để trống, mời các vị hãy qua thưởng thức thanh trà, ta sẽ bảo người chuẩn bị đồ chay. Nói xong bà dẫn mọi người tới phòng khách để chiêu đãi, đột nhiên Hoàng Dương trương chú nhìn vào một trong ba vị ni cô tại căn phòng lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Ni cô thần sắc cũng đại biến cúi gầm mặt xuống tránh né cái nhìn của ông ta. Hoàng Dương đến trước mặt bà, kích động gọi Tuyết Muội. Vị ni cô chính là người khiến cho Hy Bình phải nổi lòng Xuân, chính là Diệu Ý. Xuân Yến cũng tiến lại gần hỏi, Độc Cô Tuyết, làm thế nào mà cô lại ở đây? Độc Cô Tuyết. Độc Cô Minh thất kinh, ngây ngốc nhìn người có đến 6, 7 phần giống với Đỗ Tư Tư này. Vị trung niên ni cô này phải chăng chính là vị cô đã thất tung hơn 20 năm của hắn. Hắn bước tới bên cạnh Diệu Ý, kích động vạn phần nói, người là cô.
Con là Minh Nhi đây, cô. Diệu Ý nhìn Độc Cô Minh một lúc rồi khẽ nói, con là Minh Nhi, con đã lớn thật rồi. Từ từ có mạnh khỏe không? Độc Cô Minh nói, từ từ vẫn khỏe, Tuyết Nhi lại đây khấu kiến bà ngoại. Cô, đây là con gái từ từ tên là Tuyết Nhi, từ từ luôn nhớ đến cô. Diệu Ý chăm chú nhìn Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói, con là Tuyết Nhi à? Mẫu than con đâu? Tuyết Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói, người chính là bà ngoại của Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi chưa thấy người bao giờ, sao người lại bất hòa với ngoại công? Tuyết Nhi còn có một bà ngoại nữa, bà ta toàn làm Tuyết Nhi đau thôi. Diệu Ý ôm lấy Tuyết Nhi, đoạn nhìn qua Độc Cô Minh hỏi, từ từ đâu? Độc Cô Minh đáp, tỷ tỷ ấy đang lưu lại Trường Xuân Đường, hiện đang mang thai. Diệu Ý trầm mặc một hồi, nói, trượng phu của từ từ có phải tên gọi là Hoàng Hy Bình không? Độc Cô Minh chố mắt ngạc nhiên hỏi, chính vậy, cô đã biết cả rồi sao? Diệu Ý không đáp hỏi tiếp, Hoàng Hy Bình không đi cùng các người ư? Hoàn Dương nói lớn, Tuyết Muội, con ta sợ Nico, vì thế không đi cùng. Tại sao nàng lại trở thành Nico? Có phải Đỗ Thanh Phong cái tên tiểu tử đó đã khi phụ nàng không? Chuyến này về ta phải tính sổ với hắn mới được. Diệu Ý không đáp, tiếp tục hỏi, Hoàng Hy Bình hắn đi đâu rồi? Độc Cô Minh nói, hắn đến ngâm mình ở suối nước nóng rồi. Diệu Ý ôm Tuyết Nhi giao cho Độc Cô Minh nói, ta phải đi đây. Rồi thi triển ẩn khinh công, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chúng nhân đều cảm thấy kỳ lạ, vị Ni cô này sao lại quan tâm đến Hy Bình đến vậy? Không phải là đi tìm nữ tế tốt nhất của bà ta đấy chứ? Hay là đi đến địa phương khác? Hoàng Dương vốn đã định đuổi theo nhưng thấy Xuân Yến trừng mắt giận dữ nên không dám đuổi theo. Tỏ vẻ oan uổng, Hoàng Dương ta sao lại bất hạnh đến thế? Cả hai người phụ nữ thầm yêu mình lại đều trở thành ni cô khiến ta thực đau lòng. Vạn Diệu khuôn mặt ửng hồng, nói các vị thí chủ, xin hãy lưu lại dùng trà, bần ni xin cáo từ. Hoàn Dương đặt tay lên ngực, thâm tình nói, đi, từng người một cứ ra đi, khiến trái tim ta chỉ muốn tan thành từng mảnh. Xuân Yến dần dữ quát, lão hỗn đản chàng nếu còn nói lung tung nữa, ta sẽ không tha cho chàng. Chàng từ trước đã là phôi đản, lại còn dạy cho Hy Tử cái thói phôi đản, chàng thỏa mãn chưa? Nó kế thừa cái thói đa tình của chàng, lại còn phát dương quang đại hơn nữa. Ta cảnh cáo chàng, nếu bén mảng tìm đến mối tình xưa tại Trường Xuân Đường, chàng hãy cẩn thận với ta đó. Tứ Cẩu ngạc nhiên, bá phụ, không ngờ người có mị lực lớn như vậy. Thời còn trẻ nhất định là rất phong lưu. Hoàn Dương đắc ý cười đáp, đúng thế, đúng thế. Hoa Tiểu Ba thất kinh hỏi, sư thúc, Trường Xuân Đường cũng có ư, là ai thế? Không phải cô của ta chứ? Xuân Yến đáp, chính là cô Hoa Lôi của ngươi. Hoa Tiểu Ba nói, không ngạc nhiên rằng cô bao nhiêu năm rồi mà chưa lấy chồng, hóa ra là chung tình với sư thúc, người Hoa gia thật là si tình. Sư thúc, người đừng phụ tấm lòng của cô con, cô ấy là người si tình nhất, là nữ nhân tốt nhất mà con từng thấy. Xuân Yến quát, Tiểu Ba. Người chớ có đa sự. Cô ngươi si tình là chuyện của bà ta không cho phép ông ta làm tổn thương đến cô ngươi. Cô ngươi cũng không thể có hạnh phúc với ông ta, bảo cô ngươi hãy đi tìm người khác để khỏi phải chịu cảnh cô tịch nữa. Hoa Tiểu Ba đối với chuyện này cũng chẳng biết phải làm sao, lảng đi, con vốn là hậu bối, những chuyện trước đây của các thượng bối các người chẳng liên quan gì đến ta. Ha ha, chuyện của ta vốn đã vô vàn rồi, không rảnh để chia sẻ nỗi buồn với các người. Truy cầu mỹ nhân chính là chuyện quan trọng nhất đối với Hoa Tiểu Ba này. Hoàng Dương cười nói, ngươi thay đổi nhanh thật, quả đúng là người của Trường Xuân Đường. Hoa Tiểu Ba nói, sư thúc quá khen rồi. Sau khi dùng cơm, mọi người đều đi nghỉ. Bởi tại Ni Cô Am này, nam nữ không thể ở cùng nhau, vì thế Độc Cô Minh, Tứ Cẩu, Triệu Tử Huy và Hoa Tiểu Ba cùng ở chung một phòng vô cùng nhiệt náo, chúng nhân đều đem nữ nhân ra làm chủ đề. Đàm tiếu vô cùng sôi nổi. Cả bốn người đều cùng nhận ra rằng cả ngày hôm nay không hề thấy Diệu Duyên Tiểu Ni đâu cả. Hoa Tiểu Ba cảm thán, các người nói thử xem, hiện tại Diệu Duyên đang đi hóa duyên tại đâu. Huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới đến đây được, sao nàng ta không ra nghênh tí ép nhỉ? Độc Cô Minh cảm khái, mỹ nhân tất cả đều như nhau, cứ khi người ta ngàn vạn lần tình ý thì mới bắt đầu ra đi. Triệu Tử Huy gật đầu đáp, mộng hương của ta mặc dù đã bỏ đi, thực sự cũng vô cùng thần bí, chẳng biết đến khi nào mới có thể bỏ tấm sa thần bí đó của nàng.
người trong mộng của ta, đến khi nào nàng mới chịu ngả vào vòng tay của ta đây? Độc Cô Minh nhắc nhở hắn, đừng có mà vọng tưởng, ngươi chẳng có hy vọng gì đâu. Triệu Tử Uy giận dữ, Độc Cô Minh, tự bản thân ngươi biết mình không có hy vọng thì đừng có chủ yếu ta, Triệu Tử Uy ta không giống như ngươi, bỏ dở giữa chừng không phải là tác phong của ta. Ta phải theo đuổi đến cùng, trước đây kể cả có hai đối thủ ta còn không sợ, giờ chỉ còn lại một, khả năng chiếm lấy Mông Hương chẳng phải lại càng dễ dàng hơn sao. Hoa Tiểu Ba lên tiếng giảng hòa, đừng nói tới Mộng Hương nữa, nàng ta thực quá xa vời. Chúng ta sao không nói về diệu duyên ấy, tiểu ni cô đầu chọc khả ái này như đã thắp sáng trái tim hồng của ta, có ai trong số các người có thể thuyết phục nàng ấy hoàn tục không? Nàng ấy nếu hoàn tục, mọi người đều sẽ có cơ hội. Độc Cô Minh nói, chuyện này cũng xa vời như Mộng Hương vậy. Tiểu Ba, ai là chúng ta thương lượng nhé, tại sao không quay lại tìm cách tiếp cận Đào Nhi, Liễu Nhi? Cơ hội HCO mọi người sẽ lớn hơn nhiều, nếu chính thức tiếp cận họ chúng ta sẽ có thể thành công. Đào Nhi có nụ cười ngọt ngào thật là mê ngươi, ta rất thích. Hoa Tiểu Ba nhìn sang Tứ Cẩu hỏi, Tứ Cẩu sư phụ, người hình như có điều gì phiền muộn, sao chẳng thấy nói năng gì vậy? Triệu Tử Uy cười, hắn có vẻ mệt mỏi quá độ, khi trở về nhất định sẽ bị muội tử của ta trách mắng cho mà xem. Tứ Cẩu đáp, nàng ta dám trách mắng ta sẽ bỏ đói nàng ta luôn. À, không biết đại ni của ta thế nào nhỉ? Đã mấy ngày nay chẳng thấy thân mật với ta, nàng ta dường như có nhiều tâm sự, mỗi đêm đều trằn trọc thao thức. Đêm nay ta không ở bên cạnh nàng, phải chăng nàng sẽ lại không ngủ? Ba người không lý tới tiếng thở dài của hắn, chỉ biết nghĩ đến Xuân Phong đắc ý trong lòng mình. Kẻ đắc ý vĩnh viễn sẽ không hiểu được lòng kẻ thất ý. Tứ Cẩu lo lắng cho đại ni đến nỗi trằn trọc, thao thức không thể ngủ được. Bởi vì nàng ta căn bản chẳng hề thấy nghỉ ngơi. Sau bữa tối, nàng rời khỏi Vạn Diệu Am tiến vào trong Vân Vũ Sơn để thư giãn. Lúc này, nghe thấy Tí Yưng bước chân vang lên ở phía sau, nàng ngẩng đầu lên nói cô đã đến. Thiếu nữ đó bước tới nói, ta đã chờ cô ở đây hai ngày rồi, ta biết cô nhất định sẽ qua đây, ta vốn sống tại Vạn Diệu Am, giờ cô đã tới, ta đi đây. Đại Ni hỏi, hắn ổn chứ? Thiếu nữ nói, thiếu gia thật tốt, cậu ấy nhờ người đưa tin là sẽ gặp người sử dụng lôi kiếp đao pháp tên là Hoàng Hy Bình. Đại Ni ảm đạm nói, chuyện đó thì ta biết rồi, huynh ấy không nhắn gì thêm à. Thiếu nữ nói, hắn mong cô sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhớ cô rất nhiều, mong sớm được gặp cô. Đại Ni đột nhiên hỏi, anh ta nhớ tôi sao? Nếu để ý đến tôi tại sao lại bắt tôi làm những việc mà tôi không thích, tại sao bắt tôi đi nói chuyện với người đàn ông khác? Tiểu Lộ, cô biết không, tôi đã đi sai phương hướng rồi, người đàn ông mà tôi hiến thân thật ra thì không biết dùng đao, tôi đã trả một giá rất đắt nhưng lại không có được thứ mà anh ấy muốn. Tại sao anh ta không nói với chúng ta trước? Tiểu Lộ nói, như vậy cũng hết cách rồi, khi chúng ta đến Quần Phương Lầu, Hoàng Hy Bình chỉ mới bước vào giang hồ, thiếu gia cũng chỉ biết tin tức một tháng trước cũng không kịp thông báo cho chúng ta. Chúng ta ở Quần Phương Lầu cũng vì muốn tiếp cận người họ Lôi. Chẳng thể ngờ được rằng truyền nhân của lôi kiếp đao pháp là người khác. Chúng ta đã nghĩ người giữ liệt dương chân đao chính là truyền nhân của lôi kiếp đao pháp, không ngờ chúng ta sai rồi. Đại Ni ngước nhìn về nơi xa nói, ta muốn quay về, bởi vì thực sự là không có cơ hội để tiếp cận Hoàng Hy Bình. Có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không có ích gì trong chuyện này. Tiểu Lộ nói, thiếu gia muốn cô tiếp tục ở bên cạnh hắn, giám sát tình huống rồi báo cáo lại. Đại Ni dừng lại. Nói, chàng không quan tâm tới ta phải không? Sao chàng có thể nhẫn tâm bảo ta phải ở cùng chỗ với nam nhân khác chứ? Sau này ngươi tự hỏi thiếu gia, ta không hiểu được trái tim người nghĩ gì. Tiểu Lộ thở dài, nhìn vào bộ mặt thống khổ của Đại Ni, nói, hắn muốn cô tìm cơ hội dụ hoặc Hoàng Hy Bình. Đại Ni nói, muốn dụ hoặc hắn thật sự rất khó. Quanh hắn mỹ nữ như mây, và lại ta bây giờ là nữ nhân của huynh đệ hắn. Ta nghĩ hắn không thể để ý đến ta. Ta biết bọn họ tuy là một lũ háo sắc nhưng nữ nhân của huynh đệ họ quyết không đụng đến. Tiểu Lộ hỏi, cô đã từng thấy hắn xử qua lôi kiếp đao pháp? Đại Ni đáp, đã từng nhìn thấy. Tiểu Lộ tò mò hỏi, thế đao pháp có dữ dội không? Kể cả việc thiếu gia của chúng ta biết rõ mọi chiêu thức của đao pháp. Đôi lông mày nhíu lại, Đại Ni nhớ lại, chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để mô tả. Nhưng nỗi sợ thật sự không phải là đao pháp mà là Hoàng Hy Bình.
ta đã nghĩ hắn là một tên vô lại háo sắc tuyệt đỉnh, bên trong con người hắn có lúc lại là một ma vương, xác thực là như vậy. Hãy nhớ lời của ta, hắn không phải là con người bình thường mà là quỷ, là dã thú. Tiểu Lộ ngạc nhiên đáp, tôi cũng đã nhìn thấy họ nhưng cũng không dám khẳng định ai trong số họ là Hoàng Hy Bình, thực sự một số điều về người này theo cô nói là khủng bố. Đại Ni chỉ cười cười đáp, sau này gặp lại hắn tự nhiên cô sẽ biết. Cô có còn vấn đề gì khác không? Tiểu Lộ đáp, thiếu gia còn một lời nhắn gửi, giả thử tối nay ta không quay trở lại cô có điều gì muốn nói với thiếu gia không? Đại Ni than thở, bước mấy đoạn nói, người nói với hắn, ta hối hận vì đã đến Trung Nguyên, ta hận hắn. Tiểu Lộ thất kinh, tại sao? Đại Ni không trả lời vào vấn đề chính, chỉ nói, ta đã bỏ đi một thời gian, cũng nên quay trở lại, tối nay cô đã chuẩn bị nơi nào để nghỉ chưa? Tiểu Lộ nói, cái này người bất tất phải lo lắng, ta đã từng đến địa phương này rồi. Hảo à, ta quay về đây. Đại Ni cáo biệt Tiểu Lộ, hướng về Vạn Diệu Am mà đi. Teru Lộ nhìn hình bóng của Đại Ni xa dần, lẩm nhẩm tự hỏi, ai là Hoàng Hy Bình? Hắn ta thực sự đáng sợ như những lời cô ta nói sao? Hy Bình và Dã Mân Côi cưỡi ngựa đến bên bờ suối Ôn Tuyền, Ô Long quả là ngựa tốt. Dã Mân Côi hỏi, vì sao chàng lại sợ đến Am Vạn Diệu vậy? Hy Bình trả lời, nàng đừng hỏi, có hỏi ta cũng không thể nói được. Mân Côi, cảnh đêm nay đẹp quá, gió mơn man, nước ấm ấm. Hắn có cảm giác mình là thi nhân, chỉ có thi nhân đều gấy, còn hắn do từ nhỏ đã bắt đầu đánh nhau và chạy nhảy trong thâm sơn, có được thân thể cường tráng liền cũng mất đi tư cách thi nhân. Chẳng lẽ thi nhân thì nhất định phải gầy sao? Dã Mân Côi nhìn Ôn Tuyền mơ màng nói, nước suối này đã hòa lẫn cả nước mắt của Mân Côi. Hy Bình ngạc nhiên hỏi, thật ư? Thật, Mân Côi ngoảnh lại nhìn Hy Bình rồi nói tiếp, bởi vì tại đây chàng đã một lần từ chối người ta. Hy Bình dùng hai tay nâng mặt nàng lên, cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi nàng rồi nói, ta tuyệt không từ chối nàng, ta chỉ từ chối sự thăm dò của nàng mà thôi. Nàng là tiểu mỹ nhân kiều mỹ của ta, mẫu thân của hài tử ta. Dã Mân Côi mỉm cười hạnh phúc nói, ở đây đêm nay thiếp vẫn đang muốn rơi lệ nhưng rơi lệ vì hạnh phúc. Hy Bình, Mân Côi phải cùng chàng ân ái tại Ôn Tuyền này. Hy Bình không kiềm chế nổi la lên, còn chờ gì nữa? Mau cởi y phục ra, nữ nhân ngốc. Hai người tiến vào Ôn Tuyền, nhiệt tình cháy bỏng mây mưa lần nữa. Hy Bình âu yếm Dã Mân Côi xuân tình chưa dứt, nói, muốn nữa không? Dã Mân Côi vùng sang một bên bơi, cười nhẹ nói, thiếp còn phải giữ sức để bơi chứ, chàng không thấy thiếp giống một mỹ nhân ngư sao? Hy Bình nhìn Mân Côi vui sướng bơi trong nước, lòng thầm nghĩ đến những nữ nhân của hắn. Nếu tất cả đều ở đây bơi đi bơi lại để hắn ngắm bọn họ thì đó chẳng phải là một loại phúc phận sao? Thượng thiên đối với hắn không bạc, cho hắn quá nhiều hạnh phúc. Hắn bất giác nhắm mắt lại, đang mơ mộng thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn, Hoàng Hy Bình, ngươi lên đây cho ta. Hy Bình mở mắt quay đầu lại nhìn, thì ra là Nico Diệu Ý, cô nàng đầu chọc này đã đến tìm hắn đòi nợ, đêm nay không thể yên tĩnh rồi. Hắn nói, ta đang ngâm nước rất thoải mái nên không muốn lên. Nàng xuống đây đi. Diệu Ý nhặt một hòn đá lên nói, ngươi có lên không? Không lên, ta chọi ngươi đó. Ta không lên. Hòn đá nhằm thẳng đầu hắn bay tới, người hắn đột nhiên chìm xuống nước lặn sang bờ bên kia, hắn nổi lên mỉm cười nói, ném không trúng rồi. Nàng sao không hiểu cho ta, trở về niệm kinh Nico của nàng đi. Đừng ở đây làm ta mất hứng. Dã Mân Côi hỏi, Hy Bình, nàng ta là ai? Sao lại ném đá vào chàng? Chàng quen nàng ta à? Hy Bình đáp, Mân Côi, đừng hỏi nhiều quá. Ta không quay lại Vạn Diệu An cũng vì sợ gặp mặt nàng ta, sao biết được trốn cũng không thoát chứ? Lại rụt đầu một cái tránh một viên đá khác ném tới. Dã Mân Côi ném mạnh một hòn đá lên bờ hướng về phía Diệu Ý nói, ngươi là ai? Sao lại ném đá vào người khác thế? Tuổi tác ngươi không còn nhỏ, sao lại hành động như con nít thế? Diệu Ý ném nốt hai viên đá rồi nói, liên quan gì đến ngươi? Ta thích ném hắn thì ném, không phiền đến nha đầu ngươi lo. Dã Mân Côi định phản bác, thấy nàng ta để tay lên giải cột y phục, kinh ngạc nói không ra lời ni cô này muốn làm gì đây. Chẳng nhé lại động xuân tình. Hy Bình lại trồi lên mặt nước, Diệu Ý đã cởi gần xong, hắn cất tiếng ngăn lại, nàng đừng cởi nữa, ta lên ngay bây giờ đây, coi như ta sợ nàng, mẫu đầu chọc. Một tiếng.
Diệu Ý hoàn toàn lõa thể nhảy xuống nước bơi về phía hắn, la lớn, người ép người quá đáng, người đã coi đã chưa. Hy Bình không trốn, ôm lấy cơ thể xinh đẹp đang bơi lại của nàng, bơi về chỗ nước cạn, rồi nói có gì mà coi đã chứ. Nàng đã mập ra nhiều đó, chẳng lẽ có lén ăn vụng thịt mỡ. Hôn lên cổ nàng rồi kề vào tai nàng nói nhỏ, chẳng lẽ vì đã có hài tử của ta, nàng mới gấp gáp đến tìm ta như vậy sao? Sao ngươi biết được? Diệu Ý kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Cơ thể nàng chưa có biến đổi gì, hắn vì cớ gì lại biết nàng có mang nhanh như vậy? Dã Mân Côi bơi lại gần bên họ, nhìn Hy Bình, lại nhìn Diệu Ý, hỏi, Hy Bình, chàng và ả. Hy Bình đáp, ngạc nhiên lắm phải không? Dã Mân Côi lắc đầu, không hề, chỉ là hơi đường đột. Quả thực, đối với nam nhân này, nàng còn có thể ngạc nhiên sao? Chắc chắn hắn đã làm ni cô trung niên xinh đẹp này rồi. Nàng cũng đã liên tiếp thấy qua nhiều việc hoang đường, hắn đã làm qua nữ hài 13, 14 tuổi huống gì đây lại là nữ nhân thành thục quá 30. Diệu Ý nhìn Dã Mân Côi rồi hỏi, ở trước mặt nàng ta nói chuyện có tiện không? Dã Mân Côi phản đối, có gì không tiện, ta cũng là nữ nhân của hắn. Hy Bình gật gù, nàng muốn nói gì thì nói đi, Mân Côi là nữ nhân yêu của ta trước mặt nàng ta không có gì để giấu giếm cả. Tay Diệu Ý chải mái tóc ướt đẫm của Hy Bình, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn như một loại tà thần, nhãn tình nàng lộ ve mê muội nói, ngươi thấy ta giống ai? Ta chính là mẫu thân của Tư Tư Độc Cô Tuyết đây, ngươi biết chưa? Hy Bình toàn thân đại chấn, á khẩu vô ngôn, nàng ta chính là mẫu thân của Tư Tư. Trong bụng của mẹ con nàng đều là cốt nhục của hắn, sao lại có thể như thế chứ? Dã Mân Côi hỏi, cô là mẫu thân của Tư Tư. Cô chắc cũng lớn tuổi lắm. Độc Cô Tuyết không trực tiếp đáp, chỉ nói, ta sinh Tư Tư lúc 17 tuổi, người nói ta đây bao nhiêu tuổi. Dã Mân Côi nhìn Độc Cô Tuyết một lúc rồi nói, sao trông cô không giống ngoài 40 vậy? Nhưng nhìn cô và Tư Tư cũng rất giống nhau. Diệu Ý trừng mắt nhìn Hy Bình hét lớn, tiểu dâm tặc, người nói gì đi chứ? Người bảo ta phải làm sao đây? Hy Bình đáp, ta có thể nói gì đây? Nàng bảo ta nói gì đây? Nàng phải sinh hài tử hay là hủy nó đi? Cũng chỉ có hai lựa chọn này thôi. Diệu Ý cất giọng phiền não, người nói dễ nghe quá nhỉ. Ta là mẫu thân của Tư Tư, cô mẫu của Kỳ Kỳ, ta có thể hạ sinh đứa hài tử này sao? Còn nữa, ta là một ni cô mà sinh hài tử, đúng là một chuyện cười lớn đó. Hy Bình lắc mạnh đầu thở dài, ta ban đầu chỉ nghĩ ni cô có mang là chuyện lý thú, ai mà biết được bây giờ chẳng lý thú chút nào. À, không thể hạ sinh được. Lúc đó hài tử của Tư Tư gọi ta là phụ thân, nó sẽ gọi nàng là bà ngoại, hay là gì gì đó nương. Thật loạn hết rồi, phiền nhất là ta phải gọi nàng là nhạc mẫu hay nương tử đây. Đỗ lão đầu biết được ta không chỉ muốn nhi tử của lão mà còn làm luôn bà lớn của lão lại không liều mạng với ta sao? Chuyện thành ra thế này, nàng không có hài tử này thì tốt hơn. Diệu Ý liên tục đấm mạnh hai bàn tay trắng nõn vào ngực Hy Bình, mặt lạnh như xương lạnh lùng nói, ta cảnh báo ngươi. Ta nhất định phải sinh hài tử này, người dám nói nửa lời không muốn hài tử này ta sẽ xé xác ngươi ngay. Hy Bình xoa xoa chỗ bị đấm, cau nhau, nàng mạnh tay quá vậy. Nàng xé xác ta đâu phải là biện pháp, việc đến nước này ta nhất định gánh vác lấy. Có điều ta nói thực, ta trong lòng có một điểm không phải đối với Đỗ lão đầu, lão là nhạc phụ của ta lại đi cướp thê tử của lão. Ta về tình về lý đều nói không xong, quả thực là nói không xong. Diệu Ý nói, ngươi không cần lo cho hắn, ngươi chỉ cần nói ngươi tính thế nào cho ta. Hy Bình ngoác miệng nói, đương nhiên phải để nàng theo ta, Hoàng Hy Bình ta có thể để hài tử của mình lưu lạc ở ngoài sao. Đến lúc đó có ai hỏi nàng về chuyện này, nàng cứ nói là bị ta cưỡng gian, người khác chắc chắn không trách nàng mà còn đồng tình với nàng. Diệu Ý suy nghĩ rất lâu mới nói vậy không được đâu, sẽ có hại cho ngươi đó. Hy Bình ngạo nghễ đáp, ai dám hại ta? Ta sợ ai chứ? Nói về thanh danh ta tốt hay không cũng không sao, phải đánh nhau, ha ha, ta còn cầu mà không được. Chỉ có điều, hắc hắc, có điều sợ Tư Tư, cũng sợ Đỗ lão đầu không chịu nổi đả kích này thôi. Diệu Ý lạnh lùng nói, Độc Cô Tuyết ta từ ngày bỏ hắn đã 20 năm, từ đó không còn là thê tử của hắn nữa, người cần ta nói thêm gì chứ? Nàng có vẻ từ đầu đến cuối chỉ nói có vậy. Hy Bình trợn mắt hết cỡ, không dám tin, nói, Diệu Ý, chuyện này đã nói đủ rồi mà. Nàng cũng tuyệt tình quá,
ta sợ có một ngày nàng cũng đối với ta như vậy. Diệu Ý nói, từ một tháng trước đây, ta đã hoàn tục rồi. Từ nay về sau không có Diệu Ý nữa, chỉ có Độc Cô Tuyết, người đừng dùng tên Nico để xưng hô với ta nữa. Ta và Đỗ Thanh Phong duyên phận đã hết, không thể tiếp tục duyên xưa. Ta tuyệt tình, ai kêu hắn đa tình, dám cùng nữ nhân khác cặp kè. Hy Bình thoáng hiểu giữa nàng và Đỗ Thanh Phong có chuyện ghen tuông, bèn dò hỏi, nàng nói nữ nhân khác, có phải là Lãnh Tinh Oánh? Sao ngươi biết? Độc Cô Tuyết kinh ngạc nhìn Hy Bình. Hy Bình biết Diệu Duyên chưa nói cho Độc Cô Tuyết nghe, vì thế hắn kể lại chuyện xảy ra năm đó giữa Đỗ Thanh Phong và Lãnh Tinh Oánh và không ngừng sửa sai, cuối cùng nói tất cả đều là ngộ nhận, nàng lúc đó cũng đã hiểu lầm. Độc Cô Tuyết nhẹ giọng, ta lúc đó chính mắt trông thấy chuyện đó, ta làm sao bí ớt được nội tình. Nàng cuối cùng cũng cảm thấy có một chút hổ thẹn, ôi nữ nhân. Hy Bình nói, nàng nên cho lão một cơ hội để giải thích. Nàng không nói không rằng, một mực bỏ trưởng phu cùng nữ hài đi làm ni cô suốt 20 năm, có đáng không? Nàng cũng ghen tuông quá sức, một nam nhân dù có đi lại vài lần với nữ nhân khác cũng là chuyện thường tình. Huống hồ gì Đỗ lão đầu lúc đó là một hào hoa công tử thì mê chết nữ nhân là chuyện đương nhiên, nếu không phong lưu sao có thể là chính lão được. Ui ra, sao lại đánh ta, nàng tử chọc đầu này. Dã Mân Côi nói thêm, Độc Cô Tuyết, Hy Bình không thích hợp với cô đâu. Cô ghen tuông như vậy, cô có biết kẻ đang ôm cô có bao nhiêu nữ nhân không? Ta sao lại không biết chứ? Cùng với tiểu nha đầu ngươi đến đây, Độc Cô Tuyết quay lại phía Hy Bình quát lớn, nói. Ngươi chuẩn bị nhận bao nhiêu thê thiếp? Hy Bình cười cười, người xưa có nói, ngươi có 108 loại, mỹ nữ cũng vậy. Tâm nguyện của ta là thu đủ 108 thê thiếp. Ngươi dám, lưỡng nữ đồng thanh la lên. Độc Cô Tuyết giận dữ nói, ngươi đừng mộng tưởng, có ta rồi ngô đừng tưởng có thể chiêu nạp thêm nữ nhân. Ta có thể tha cho ngươi chuyện trước đây nhưng tuyệt không thể tha cho ngươi chuyện sau này đâu. Hy Bình nhìn trời thở dài thườn thượt, chẳng trách cha ta dạy đừng tìm đàn bà thích ăn dấm, nguyên lai loại đàn bà này là phiền nhất. Độc Cô Tuyết giận dữ nói tiếp, cha ngươi, hắn trước mặt ta dám cũng không dám đánh, không tưởng dám nói những lời như vậy. Trở về ta không giáo huấn hắn nhất định không được. Hy Bình bỏ Độc Cô Tuyết sang một bên, lặn xuống nước, lúc trồi lên mặt nước hắn mới bình tĩnh nói, Mân Côi nói đúng, nàng đúng là không hợp với ta. Ta thực là một sắc lang. Thấy mỹ nữ là động tâm. Nàng nếu không chịu được cảnh ta cùng nữ nhân khác hoàn hảo thì đừng theo ta. Ta không thể vì nàng mà thay đổi đâu. Độc Cô Tuyết nghiêng mặt nhìn Hy Bình, một tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, giọng nhỏ nhẹ, thiếp quả thật không thích hợp với chàng, chỉ vì lúc gặp chàng thiếp như có ma vậy. Nguyện ý vì chàng mà sinh hài tử, cũng không dám ăn dấm của chàng. Chàng đi rồi, ta sẽ quay lại Vạn Diệu An tiếp tục đợi chờ cho đến khi hạ sinh hài tử của chúng ta. Nếu ta nhớ chàng, ta sẽ lén đi tìm chàng được không? Chàng là dạng thanh niên cường tráng, cũng là thứ khiến người ta mê mẩn, chàng có vài điểm giống phụ thân chàng Hoàng Dương, hắn lúc che sĩ chung như chàng là một tên vô lại, bất quá chàng còn hơn hắn. Hy Bình reo lên trong lòng, cuối cùng cũng có người nói ta giống phụ thân. Độc Cô Tuyết nói tiếp, chàng có bao nhiêu nữ nhân cũng không liên quan đến ta là nữ nhân của chàng, chuyện à ni là tuyệt đối. Nhưng chàng thực không phải là nam nhân của ta không thể đòi hỏi điều gì ở chàng. Hy Bình lại ôm nàng vào lòng mỉm cười, sao ta lại không phải nam nhân của nàng? Nếu không phải là nam nhân của nàng sao lại để ta tùy tiện tiến nhập chỗ cấm của nàng chứ? Sao lúc trước không nói vậy? Độc Cô Tuyết ôm chặt Hy Bình, nàng không thể nghĩ Hy Bình lại tiến nhập bất thình lình như vậy. Nam nhân này lấp đầu bên trong nàng, công kích tận cùng bên trong nàng để gợi tình. Nàng nói, chàng nương tay, không có ai đưa thiếp trở lại đâu, chàng phải chừa cho thiếp một chút sức lực để trở về chứ. Hy Bình nhìn Độc Cô Tuyết biến mất trong màn đêm thở dài, không biết ta và nàng ấy kết quả thế nào, nhưng nếu nàng ấy thực lòng yêu ta sẽ không để nàng ta thất vọng. Mân Côi, chúng ta đi, đến lúc đi ngủ rồi, chúng ta phải tìm một chỗ qua đêm thôi. Hai người lên ngựa, từ từ hướng về tòa phá miếu tiến tới. Hy Bình nói, Mân Côi. Nàng nghĩ từ từ có mắng ta không? Ai ta cũng không sợ, ta lại sợ nàng ta không muốn nàng ta khổ tâm hay sốc không chịu đựng nổi. Dã Mân Côi nói, không sao đâu, tốt nhất là lúc đầu đừng nói ra cho họ biết, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, bọn họ tuy không phản đối chàng vui cùng nữ nhân khác, nhưng Độc Cô Tuyết là mẹ của Tư Tư,
là trưởng bối của nhiều nữ nhân của chàng, nàng ta cùng Đỗ Thanh Phong là phu phụ, cũng là mối tình đầu của cha chàng, chàng thông dâm cùng với nàng ta thật sự là hành động không sáng suốt. Thi Bình cười nói, đừng nói với ta nhiều luân lý đạo đức quá, ta là người đến từ sơn giã, ta chỉ biết phương thức tồn tại ở cùng sơn giã thôi. Chuyện này không chỉ có ba người chúng ta biết đâu, còn có một tiểu ni diệu duyên nữa, nàng ta biết so với nàng còn rõ hơn, ta hối hận trước đây đã không làm cho bụng nàng ta to ra. Lần sau nhất định sẽ tìm cơ hội khóa miệng nàng ta lại. Dã Mân Côi kinh ngạc nói, chàng đoán diệu duyên không bỏ qua. Thi Bình điềm nhiên mỉm cười, nàng ta không bỏ qua cho ta. Ta nhìn sao cũng không thấy nàng ta giống Nico, để nàng ta thay ta giữ bí mật, nói không được phải làm cho cái đầu trọc của nàng ta mọc dài một mái tóc đen óng ả xinh đẹp. Nàng không thấy nàng ta nếu như quả có một mái tóc so với trước đây thì đẹp hơn nhiều sao. Dã Mân Côi cười khổ, thiếp chỉ thấy được sự tham lam háo sắc của chàng thôi, nữ nhân nào cũng muốn cả. Thi Bình lại cười cười, không nói. Dã Mân Côi ngoảng lại nhìn hắn, nàng không thể không thừa nhận hắn muốn chiếm hữu lấy mọi nữ nhân, cũng có thể nói, nữ nhân nào cũng nguyện ý để hắn chiếm đoạt, hắn thật là một nam nhân rất cường mãnh, cho dù về phương diện nào, hắn đều cường mãnh cả. Mấy tháng trước đây, võ lâm căn bản không biết đến người này. Tuy nhiên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi hắn đã trở thành thống lãnh chân chính của võ lâm tứ đại thế gia. Thế lực của hắn có cả Viễn Dương Tiêu Cục, Vũ Đấu Môn, cái bang cùng võ lâm tứ đại thế gia, có lẽ có thể tính luôn Bạch Dương tộc, nhưng chỉ nói về thế lực giang hồ, đã là lớn mạnh khiếp người. Bản thân hắn võ công cao đến kinh người, một người như vậy sao không làm rung chuyển võ lâm? Có bao nhiêu võ lâm mỹ nữ trong mộng đều mơ về hắn đây? Dã Mân Côi nghĩ ngợi mãi, lại nghĩ đến nam nhân này trên giường rất cường mãnh, cuối cùng là thân thể hắn cũng là không thể tưởng tượng được. Nam nhân này trong phòng the có sức lực tựa hồ không bao giờ cạn, chính là vũ khí tối thượng để chinh phục nữ nhân. Hai người tiếp tục ra roi nhẹ nhàng vượt qua sơn lộ, gian phá miếu từ từ xuất hiện trước mắt bọn họ. Thi Bình nói, Mân Côi, có người chiếm chỗ của chúng ta rồi. Dã Mân Côi nhìn con ngựa cột cạnh thân cây trước tòa phá miếu nói, con ngựa này là của nữ nhân cưỡi. Thi Bình mừng rỡ, nữ nhân, hắc, quả thực tốt, không biết đến lâu chưa. Ngàn vạn lần không phải là loại người khiến kẻ khác gặp phải ác mộng. Hắn xuống ngựa, kế tiếp ôm Dã Mân Côi xuống ngựa, hai con ngựa thuộc nòi linh mã. Kéo tay Dã Mân Côi, hắn vừa tiến vào miếu vừa nói, nếu nàng ta không phải nữ nhân khiến người gặp ác mộng, thì ác mộng của nàng ta đã đến, hình như ta đã nói rằng thấy nữ nhân đẹp thì động tâm. Dã Mân Côi cười cười, nhìn vào bên trong miếu, một thiếu nữ ngồi trên nệm lông kinh hãi nhìn về phía họ. Tay phải để trên chuôi kiếm nằm dưới đất. Thi Bình hai mắt sáng lên, thả tay Dã Mân Côi ra, bước lại trước mặt thiếu nữ, hỏi, này, người sao ở đây? Người có phải là kỹ nữ ở Quần Phương Lầu không? Thiếu nữ nhìn mặt nam nhân tuấn mỹ vô bỉ này, nhớ lúc ở Quần Phương Lâu nàng đã to mồm nói nàng rất ái mộ nam nhân này. Hắn là người của võ lâm tứ đại thế gia, sao không ở Vạn Diệu Am mà lại chạy đến tòa phá miếu này? Hắn là ai chứ? Còn dám nói nàng là kỹ nữ ở Quần Phương Lâu, làm như ở Quần Phương Lâu thì đều là kỹ nữ vậy. Hắn có biết suy nghĩ không? Thiếu nữ nổi giận quát, ta không phải là kỹ nữ, ngươi còn nói bậy, ta sẽ không khách khí. Thực không khách khí, Thi Bình cười tà dị, quay về hướng Dã Mân Côi nháy mắt, rồi bất ngờ phóng lại để phía trên thiếu nữ, tay trái đè chặt tay phải nàng, khiến nàng không thể động đậy, mỉm cười đen tối nói, một nữ nhân trước mặt nam nhân. Không lẽ cứ động tay động chân là dùng kiếm, lại còn nói khách khí hay không khách khí? Nhưng lẽ thường trấn áp nữ nhân phần nhiều là nam nhân, cho nên đừng thấy có kiếm bên mình là có thể tự bảo vệ, người bây giờ không khách khí sao? Tay trái hắn đoạt kiếm của nàng, ném về một bên. Thiếu nữ liều mạng vùng vẫy trong vô vọng, sợ hãi nói, người muốn làm gì ta? Ta và ngươi không biết nhau, người mau thả ta ra. Thi Bình đáp, thả ngươi ra cũng được. Người trước tiên cho ta biết, người tên gọi là gì? Thiếu nữ nghĩ ngợi rồi đáp, Tiểu Lộ. Thi Bình xăm soi môi nàng rồi cúi xuống hôn, sau đó thấy nàng giận dữ, hắn cười đắc ý nói, lanh lợi quá, nàng được trời phú cho một đôi môi thật thơm. Đừng giận, ta chán ghét nhất là nữ nhân đang giận, nàng đã đáp ứng ta một điều kiện, không lẽ ta lại giữ nàng đến sang? Nàng cũng phải biết, một nam nhân giữ chặt một nữ nhân, chuyện gì sứ xảy ra chứ? Tiểu Lộ cảm thấy hạ thể hắn cứng lên, ép vào hai chân nàng,
nàng ta thần sắc phức tạp, nói gấp, bất cứ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra. Hy Bình vô sỉ nói, nàng gọi ta ba tiếng hảo lão công, ta thả nàng ra, điều kiện này lãng mạn không? Ngươi, Tiểu Lộ sắc mặt giận dữ, quay mặt nhìn thanh kiếm bị ném ra xa, không nói một lời. Hy Bình hướng về Dã Mân Côi nói, nàng ngồi xuống đi. Coi kịch thường ai cũng ngồi coi. Hai tay hắn quay mặt Tiểu Lộ lại, môi hắn lại một lần nữa chụp lên đôi môi đang ngậm chặt của nàng, nhưng đầu lưỡi hắn không thể tiến nhập miệng nàng. Hắn bắt đầu nổi giận nói, mở miệng ngươi ra, nữ nhân. Tiểu Lộ giọng như sắp khóc, ta đáp ứng ngươi, được chưa? Hy Bình nói, cuối cùng cũng đáp ứng, gọi đi. Ta tử tế lắng nghe. Tiểu Lộ nói nhỏ, hảo lão công. Hy Bình nói, vậy được, chỉ là gọi nhỏ quá, nàng còn hai lần chưa gọi đó. Tiểu Lộ tiếp tục gọi hai tiếng nữa, nước mắt dù kìm nén cũng đã chảy dài. Hy Bình nói, vì nàng đã gọi ta ba tiếng lão công, nàng phải vui chứ sao lại khóc. Được rồi, thả nàng ra, đừng mưu sát thân phu đó. Hy Bình lật mình ngồi xuống bên thân nàng, đột nhiên tay nàng vụt đánh vào mặt hắn, hắn liền chộp lấy bàn tay đang đánh của Tiểu Lộ lại, mặt ta không ngày nào không bị đánh, nàng muốn đẩy ta ra. Có lẽ không nên thả nàng ra, nàng là loại nữ nhân không giữ lời, chẳng trách chỉ muốn lấy kiếm đâm ta. Có cần ta làm cho nàng không còn chút khí lực nào không? Tiểu Lộ khiếp sợ nói, ngươi là ai? Không phải lão công của nàng sao? Vừa mới gọi thân mật như vậy, sao mới quay lại đã quên rồi? Hy Bình nắm tay nàng kéo lại, hôn nhẹ lên môi. Tiểu Lộ không dám ra tay hết sức đối với hắn, dùng tay còn lại đẩy mặt hắn ra nói, ngươi thả ta ra, ta đối với ngươi nhất định biết điều, ta không làm phiền ngươi, được không? Hy Bình rời khỏi nàng nói ta làm sao tin nàng. Tuy nói không tin, nhưng hắn vẫn y lời thả nàng ra, đứng dậy bước đến nhặt thanh kiếm quay lại đưa cho nàng, nếu thật sự ôm kiếm ngủ khiến nàng cảm thấy an toàn, nàng cứ ôm kiếm mà ngủ. Tiểu Lộ kinh ngạc nói, ngươi không sợ ta dùng kiếm chém ngươi? Sợ ư, ta sợ, ta cũng không trấn áp nàng để nàng gọi ta là lão công. Huống chi, ta biết nàng không phải vô sự kiếm chuyện, ta với nàng không tiến thêm một bước, nàng cũng không ngốc đến nỗi bức bách ta. Hắn quay đầu lại phía Dã Mân Côi cười nói, kịch đã hết, Mân Côi yêu, nàng ngủ cùng diễn viên nữ chính này, đúng theo kịch bản, ta là diễn viên nam chính đêm nay phải ngủ ở cửa trước, thật là tốt quá. Hắn quả nhiên đi đến nằm ngang cửa ngủ, trong bụng nghĩ, lão tử con mẹ nó cũng nên thử viết kịch, ai? Bất quá bút nặng hơn đao. Dã Mân Côi nói, nhưng mà chỗ đó dơ lắm. Hy Bình nói, dơ cũng trễ rồi, ai nói ta không được ngủ cứ bước ra. Sợ dơ thì không phải đàn ông, nữ nhân thì phải giữ sạch sẽ, sáng mai mà chưa tắm rửa thay đồ thì nhất định không ôm nàng. Dã Mân Côi nói giọng giận dữ, người ta không biết đó là ý gì, người ta chỉ quan tâm chàng thôi mà. Hy Bình mỉm cười, nhè hai hàm răng về phía nàng, rồi nhắm mắt ngủ. Dã Mân Côi nằm xuống kế Tiểu Lộ nói, ngươi thật may mắn, hắn với ngươi thực sự không tiến thêm một bước. Tiểu Lộ giận dữ, ta may mắn ư, ta gặp được một tên sắc lang vô sỉ, hắn sàm sỡ với ta rồi bỏ đi, nữ nhân gặp phải chuyện như vậy, còn gọi là may mắn sao? Ta hận không giết chết được hắn, ngươi là gì của hắn? Dã Mân Côi điềm tĩnh nói, nữ nhân của hắn, ngươi cũng vậy. Tiểu Lộ tức giận hét to, ta không phải. Ta căn bản không biết hắn, hắn là đồ vô sỉ, ta cả đời chỉ mới thấy lần đầu, nữ nhân của hắn ư. Trừ phi ta chết. Dã Mân Côi điềm nhiên mỉm cười, ngươi không nhận ra hắn rất tuấn mỹ. Tiểu Lộ chố mắt, hướng về phía Hy Bình nhìn một cái mới nói, tuấn mỹ có ăn được không? Ta chán ghét bọn nam nhân tuấn mỹ. Dã Mân Côi không đôi co với nàng nói, ta rất mệt, phải ngủ đây, ngươi không phiền chứ? Ngươi ngủ mặc ngươi, can gì đến ta? Tiểu Lộ nhắm mắt không để ý tới Dã Mân Côi nữa, nữ nhân với nam nhân kia đúng là một đám vô sỉ. Tiểu Lộ ôm chặt kiếm trong tay, tự mình lo sợ lúc nào đó tên lang sói trước cửa sẽ hành động, tuy nhiên cơn buồn ngủ cuối cùng cũng thắng nàng. Lúc trời hừng sang, Tiểu Lộ thức giấc, toát mồ hôi lạnh nàng thấy Hy Bình đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu Lộ nói, ngươi sao không chịu ngủ, lại đến đây nhìn ta. Hy Bình tức giận quát, nàng hỏi hay nhỉ? Ta vốn ngủ rất ngon, ta đang có giấc mộng đẹp, nàng con mẹ nó lại la dầm lên là không muốn thế này không muốn thế kia, rồi khóc như là sắp chết vậy, bảo ta làm sao mà ngủ.
Ta qua coi nàng không muốn gì, ta sẽ nói cho nàng biết, nàng không muốn ngủ, nhưng lão tử muốn. Tiểu Lộ mặt đỏ bừng, mới đây nàng mơ thấy Hy Bình nổi cơn thô bạo với nàng, nàng trong mộng khóc la không muốn, lại bị hắn nghe được, nàng nói ta gặp ác mộng, ta không ngủ nữa, giờ ta phải đi, ngươi tên gọi là gì? Hy Bình cười nói, nàng lại gọi ta một tiếng hảo lão công, ta sẽ nói cho nàng, Còn lâu, Tiểu Lộ đứng dậy chạy ngay ra ngoài. Hy Bình cũng đứng dậy nói, nàng đi đâu vậy? Không mang theo nệm của nàng sao? Tiểu Lộ trèo lên ngựa, giọng giận dỗi, cho đôi cẩu nam nữ các ngươi dùng. Oa, vẫn chưa cảm ơn nàng, kỹ nữ đào vong như nàng phải cẩn thận, coi chừng lại bị bắt về tiếp khách đó. Hy Bình đá mạnh vào mông ngựa, con ngựa hí dài, phóng chạy như điên, hắn hướng về Tiểu Lộ trên ngựa la lớn, bà vợ, lão công ta tên là Hoàng Hy Bình, sau này trong mơ nhớ đừng gọi lộn tên đó. Tiểu Lộ đột nhiên ghìm cương ngựa đang chạy nhanh, quay đầu kinh ngạc dõi về phía hắn hỏi, người thực là Hoàng Hy Bình. Hy Bình hôn gió về phía nàng, mỉm cười nói, là nam nhân nàng trong mơ cũng nhớ tới đó. Người đi chết đi, nàng một lần nữa hét to thúc ngựa chạy đi, nháy mắt đã đi rất xa. Tỷ phu, tỷ phu, Hoa Tiểu Ba quay trở lại phá miếu, mở miệng hết cỡ la dung ca núi. Tiếng gọi của hắn đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ trong ngôi phá miếu. Hy Bình nói, tiểu tử này lúc nhường hát xô hắn hát, hắn chối không hát được. Giờ lại đi đánh thức người khác, thật tức chết. Dã Mân Côi vuốt lại mái tóc, nói, chàng sau này nếu phải ca hát, nhớ để Mân Côi đi xa xa trước rồi hãy hát. Mân Côi không quản chàng làm gì, chỉ không cho chàng hát trước mặt Mân Côi. Hy Bình cười khổ, nàng ra mặt một chút, được không? Nàng không thể cứ như vậy hòa vào ca hát sao? Dã Mân Côi giận dỗi. Dù sao đi nữa thiếp cũng không thể đáp ứng chàng, chàng chẳng lẽ không cho tai thiếp được thoải mái một chút sao? Thiếp không muốn để cho chàng dậy hư hài tử trong bụng. Mân Côi định cả đời chỉ có một hài tử, sao có thể để chàng dậy hư hài tử này chứ? Đích xác, dạy dỗ trẻ con cũng rất quan trọng. Hy Bình đành nhượng bộ, hồi được ta không nói nàng tới nghe hát nữa. Nàng cũng đừng nói ta không nên hát, mọi người chung sống hòa bình. Ai, đêm qua có một khán giả sẵn sàng. Sao lại dễ dàng thả đi như vậy chứ? Lần sau nhất định nàng ta đến ta hát cho nghe, hắc hắc hắc. Hắn cười lớn bước ra cửa lớn, nhìn về phía đám người từ Vạn Diệu Am đang tiến đến. Tuyết Nhi từ trên lưng Nhi Nhu Vân nhảy ra la lớn, phụ thân bế Tuyết Nhi phải cưỡi đại hắc mã. Hy Bình bế cô bé lên, mỉm cười nói, Tuyết Nhi và Nhu Vân A Di cùng cưỡi một thớt ngựa không được sao? Tuyết Nhi tự mình nói, Tuyết Nhi thích ngủ trên cái ngực thật lớn của phụ thân. Con sợ A Di không ôm nổi Tuyết Nhi để Tuyết Nhi tuột khỏi ngựa. Hy Bình cười nói, A Di cũng thích ngủ trên cái nhực thật lớn của phụ thân đó. Tiểu Ách Ba, có đúng không? Tuyết Nhi nhìn Thi Nhu Vân hỏi, A Di cũng thích ngủ trên cái ngực thật lớn của phụ thân sao? Vật Tuyết Nhi nhường cho A Di một ngày, ngày mai Tuyết Nhi lại ngủ trên ngực phụ thân. Hy Bình âu yếm hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của cô bé nói, Tuyết Nhi thực giỏi, Túy tỷ lại đây bế Tuyết Nhi. Vưu Túy không bước lại, Hy Bình đến cạnh Dã Mân Côi nói, Túy Nhi để ta bế. Nàng lại đó dùng phương pháp xấu kiểm tra xem nàng ta có hung khí trong người không. Thi Nhu Vân sắc mặt chợt biến, Hy Bình đã bước lại trước mặt nàng, mỉm cười, Tuyết Nhi nhường cho ta ôm ấp A Di của nó, ta thấy chủ ý này không tệ, nàng cũng thấy vậy chứ. Hắn bất kể Thi Nhu Vân phản kháng bằng cách giãy giụa, ôm nàng lên lưng ô long, sau đó tự mình cũng leo lên. Cảm thấy lưng của Thi Nhu Vân dựa vào ngực mình không thật sự thoải mái, hắn liền ôm nàng xoay lại, để bộ ngực mềm mại của Thi Nhu Vân dựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn rồi nhẹ nhàng nói, ôm chặt nhé. Hoa Tiểu Ba lo lắng nói, tỷ phu, huynh phải cẩn thận, cô ta có thể lại đả thương huynh đó. Vưu Túy trách mắng, ngậm hàm răng đen của ngươi lại, không ai nói ngươi câm đâu. Hoa Tiểu Ba kêu oan, ta cũng vì lo lắng cho an toàn của tỷ phu thôi mà. Thi Nhu Vân im lặng cúi xuống, nói nhỏ vào tai Hy Bình, ta phải ngồi quay lại, ngồi thế này, người ta không thở được. Hy Bình ngẩn người cúi xuống, cũng ôm nàng quay lại, rể lưng nàng dựa vào ngực hắn, cúi đầu nói vào tai nàng, như vậy đi được chưa, ngựa của nàng giờ không cần thiết nữa. Sau này nàng quản Tuyết Nhi cùng cưỡi ô long với ta, nàng ngồi phía sau, Tuyết Nhi ngồi phía trước. Được không? Hay là, đi như vậy cũng được, nàng ôm Tuyết Nhi ngồi dựa vào ngực ta.
ta biết nàng vấn HCU7A có tiền mua chủy thủ đâu. Thi Nhu Vân không nói một lời chỉ nhắn mắt dựa vào người hắn, không biết lúc này nàng trong lòng nàng đang nghĩ gì. Thi Bình nhấn mạnh, nàng không nói gì, ta coi như nàng đã chấp thuận. Vư Túy xen vào, người như vậy còn không phải là uy hiếp Nhu Vân sao? Thi Bình nhìn nàng cười rực rỡ, một sự uy hiếp rất ngọt ngào, nàng muốn không? Hoa Tiểu Ba cũng nói, tỷ phu, nếu như Diệu Duyên cũng chịu cuộn mình trong lòng ta như vậy thì tốt quá. Ai, trở lại Diệu Vân Am trống trơn, không tưởng không gấp lại được Diệu Duyên, thật sự quá thất vọng. Nếu nàng chịu để tóc dài, đương nhiên có thể cùng Băng Băng và La Mỹ Mỹ của tỷ phu sánh với đại ni của tứ cẩu sư khó bình phân thu sắc. Trong lòng ta thật ngứa ngáy. Lại nói với mình, cũng là ta đã lập thệ khiến cho cái đầu chọc của nàng mọc ra thác mây nhung huyền. Dã Mân cô nhìn Hy Bình nói, chuyện này cạnh tranh thật kịch liệt. Bọn nam nhân các người nha, đòi bao nhiêu mới đủ đây? Hy Bình thúc ngựa cản trước Hoàng Dương hỏi, cha tình nhân đầu tiên của cha không đáp lại cha là sao vậy? Hoàng Dương xả giận, nàng ta gặp ta chưa đầy hai khắc, đã bỏ đi. Sáng nay lúc chia tay, lại chửi ta không biết dạy dỗ con cái, nói con trai ta là đồ hư hỏng. Nói vậy là có ý gì, con trai ta không hư, thế nào lại có thể ra tay thu thập con gái nàng ta chứ? Xuân Yến mắng lão già rồi mà không sửa, lão thật sự muốn thu độc cô Tuyết vào tay sao? Chính thế à không, Hoàng Dương lập tức tỉnh mộng giả vờ phản bác, nàng ta không phải đã đi làm ni cô rồi sao? Thi Bình đỡ mời, mẹ không cần lo lắng, cha không có cơ hội đó đâu. Thêm nữa cha dám nghĩ chứ không dám làm, người không thể vượt qua ranh giới đó đâu. Tiểu tư ngươi sao nói cha ngươi kém vậy? Hoàng Dương giận đến suýt rơi khỏi ngựa, lập tức kháng nghị. Thi Bình cười noi, cha con nghi ngờ Đại Hải về sau làm theo cha cũng thật thất vọng. Cho ngồ ông nó cha là một người thực vô cùng nghiêm túc, ít ra cũng có khí độ như Đỗ Thanh Phong. Dù mặt Đỗ Thanh Phong hơi dày nhưng lão không làm mất tư cách của một trưởng bối. Nhưng cha không có được khí độ của Đỗ Thanh Phong. Không lạ là năm đó cha bại về tay lão trên tình trường. Lão so với cha quả thực hơn một bậc mị lực nam tính. Bất quá con trai của cha đã thu thập được nữ nhi của lão, còn lão không thể sinh được một tiểu tử để cướp nữ nhi của cha có thể kiêu ngạo rồi cha à. Hoàng Dương quả nhiên xuất hiện một phần kiêu ngạo, chuyện này đủ HCU71 NGM in ta về sau so với hắn mạnh hơn. Cho dù hắn thực có sinh ra một nhi tử đến rửa thù, cũng không thể cướp nổi con gái ta, Nguyệt Nhi sao có thể thích nhi tử thối của hắn chứ? Hoàng Đại Hải lúc này không thể nghe tiếp nói, cha, đại ca, các người đừng nói xấu sư phó của con nữa. Lôi Long lắc đầu than thầm, chỉ có người chan hư vậy mới tạo ra nhi tử thế này được. Xuân Yến trợn mắt nhìn hai cha con nạt, cũng chỉ có Đại Hải hiểu chuyện. Hoàng Dương giận dữ, nếu năm đó ta không phải lên núi, nhất định đã đuổi Đỗ Thanh Phong ra khỏi cửa. Đã ăn của ta, ngủ phòng ta, lại mang ơn trai ơn gái ta đi, lại dạy con trai ta chống lại ta. Ta còn gặp lại hắn, phải kêu hắn thử sức. Hoa Tiểu Ba dội một gáo nước lạnh, sư thúc, thúc đánh không lại lão đâu. Trường Xuân Đường chúng ta chỉ có cái tiếng là công phu nhất lưu. Cái này tiểu điệt hiểu rõ. Hoàn Dương gỡ gạc, đánh không lại thì chửi. Quân tử động khẩu bất động thủ. Nói đúng đạo lý, không thẹn là Hoàng Dương. Xuân Yến giận dữ hỏi, chàng là quân tử à? Mọi người đều dùng HCU một ánh mắt nhìn lão hắc, không tin được. Không tin là được rồi, cần gì dùng ánh mắt đó dồn ép ta? Hoàng Dương không tin được uy tín bản thân lại thấp như vậy, cả đám tiểu bối cũng dám trước mặt hắn túy tiện phát biểu ý kiến. Không biết đã nói ra một câu danh ngôn của một số thư si nhiều úp đánh nhau tự nói mình nhu nhược vô dụng sao? Chí nhiều úp Hoàng Dương cúi đầu tức chất, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa khua nhẹ sau lưng, ba thất ngựa nhanh chóng vượt qua bọn họ, tất cả nhận ra lưng của ba nữ nhân, thiếu nữ trên con ngựa ở giữa quay đầu nhìn bọn họ rồi nở nụ cười rực rỡ. Gương mặt đó thật sự thuần mỹ vô bì, ánh mắt đó có sự trong suốt long lanh như của tiểu nguyệt, còn hơn một phần thần sắc câu hồn nhiếp phách. Độ tinh mỹ của gương mặt, chỉ có Thủy Khiết Nhu có khả năng cùng nàng so sánh, nhưng nàng không có vẻ ma quái của Thủy Khiết Nhu, chỉ có sự thuần khiết, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng chỉ có thuần khiết mà thôi. Mỹ lệ là tuyệt tuyệt đỉnh, thuần khiết cũng là tuyệt tuyệt đỉnh. Trong chớp mắt nàng quay mặt lại, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh, cùng Triệu Tử Huy kích động đến rơi khỏi ngựa. Tất cả cũng chỉ vì cái quay đầu mỉm cười hờ hững đó, bọn họ đã mất hồn.
mỹ nhân và tuấn mã đã khuất dạng. Hoa Tiểu Ba từ trên mặt đất đứng dậy, liền quay về hướng Hy Bình la lên, tỷ phu, cho đệ mượn tuấn mã một lần. Độc Cô Minh cùng Triệu Tử Huy cũng đồng thanh, để ta đi. Hy Bình không nói gì nhìn Thi Nhu Vân cho Ngô Ỏng nói nhỏ, mỹ nhân đột nhiên đến, ra đi cũng thật nhanh. Các ngươi không cần la, Nhu Vân đang ngủ. Hai tay hắn nhẹ nhàng ôm Thi Nhu Vân âu yếm, nhìn về hướng ba nữ nhân vừa mới biến mất, cúi đầu hôn hít mái tóc đẹp của Thi Nhu Vân, thở dài im lặng. Nhân thế lắm mỹ nhân, chỉ có nữ nhân tong lòng là đáng trân trọng. Từ đó về sau, Thi Nhu Vân và Tuyết Nhi cùng Hy Bình ngồi chung một ngựa. Thi Nhu Vân ngay từ đầu đã không nguyện ý, lúc Hy Bình ôm nàng để lên ngựa nàng đều tránh, đương nhiên kết quả vẫn bị Hy Bình ôm lên ngựa. Nàng chỉ biết ôm Tuyết Nhi dựa chặt vào ngực đại cửu nhân, ngày nào cũng vậy nàng chấp nhận số phận, có lẽ nên nói là đã thành tập quán. Nàng luôn có thể ngủ, Tuyết Nhi cũng ngủ, mỗi lần nàng tỉnh dậy, phát hiện cánh tay dài của Hy Bình ôm trọn nàng và Tuyết Nhi. Có lẽ con ngựa đen này quá to lớn, đi lại cũng hết sức nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nàng chỉ có thể ngủ, tong lòng nàng rất hận bản thân, vì sao có thể ngủ yên trong lòng cửu nhân chứ? Nàng nghĩ về cái chế của đại ca, đồng thời cũng nghĩ về trao đổi của đại ca. Đại ca chân chính không hận nam nhân dã man này sao? Có lẽ cái chết của đại ca thực sự do nam nhân này đem tới, nhưng mà, nếu không có kẻ dã man này ai có thể nói Từ Phiêu Nhiên lão đầu sẽ không giết bọn nàng, đốt nhà nàng. Vì sao nam nhân bị Tuyết Nhi gọi là phụ thân này phải xuất hiện? Từ khi hắn xuất hiện trở đi, lòng nàng rối loạn, nàng hận hắn. Đúng vậy, vì cái chết của đại ca, nàng hận hắn, phải giết hắn. Thế mà nàng có lúc thường nghĩ tới hắn, có lúc đang ngủ còn mơ thấy hắn, quả thực rất hận hắn, lúc mơ thấy hắn hắn lại rất ôn nhu bảo hộ nàng. Lúc chủy thủ của nàng cắm vào ngực hắn, nàng tự thấy mình đau đớn vô cùng. Vì sao nàng đau khổ? Nàng phải vui sướng chứ, bởi vì nàng cuối cùng đã thương hại được cửu nhân. Nhưng Thi Nhu Vân vẫn tiếp tục không nghĩ thông về chuyện này. Trong cơ thể mềm của nàng tựa hồ có hai bản thể, một bản thể phải giết Hy Bình vì đại ca báo thù, một phải dựa vào Hy Bình. Có lúc nàng nghĩ, nếu đại ca nàng không chết, tình huống gặp hắn có thể trở thành như thế nào đây? Tuyết Nhi nói không sai, hắn đúng là một nam nhân rất dễ nhìn. Lúc đó Tuyết Nhi nói nàng nhất định sẽ yêu thích hắn, tuy nhiên lúc này, nàng còn có thể yêu thích hắn không? Không thể. Thi Nhu Vân trong chốc lát đánh thức bản thân, không thể yêu thích đại cửu nhân này, nhưng trong sâu thẳm tâm linh nàng lại có thanh âm nói, nàng có thể, hắn không phải là đại cửu nhân của nàng. Hắn thực sự không phải là cửu nhân của nàng sao? Ai có thể cho nàng biết, đại ca nàng vì sao lại tự sát đây? Tất cả cũng chỉ vì hắn. Nếu như không phải hắn đánh bại đại ca nàng đã không tự sát. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải theo bên mình hắn. Không chỉ vì báo thù, còn là vì nàng phải nghe theo di nguyện của đại ca. Còn một số nguyên nhân khác khiến nàng lúng túng. Vì vậy dưới sự ép buộc của Hy Bình, nàng không chỉ đi theo hắn, hiện tại cuộn mình trong lòng hắn, yên bình ngủ ngon. Hôm sau sẽ về đến trường Xuân Đường, nghĩ đến việc sẽ được cùng các nữ nhân của mình vui vầy cá nước, tâm tình của bọn nam nhân đều cực tốt. Hoàng Dương phu phụ, vì sắp được cùng sư ca sư tẩu tương kiến, tự nhiên cũng kích động vạn phần. Hoàng Dương cảm thán, rời khỏi trường Xuân Đường đã gần 20 năm, tưởng chừng cả cuộc đời không có cơ hội trở về thăm lần nữa. Xuân Yến tiếp lời, trở về chốn cũ tự nhiên hoan hỉ nhưng chớ có mà hâm nóng tình xưa. Hoàng Dương kêu oan, nàng nói chuyện gì vậy? Ta ở trường Xuân Đường làm gì có tình xưa nào? Xuân Yến giận dỗi nói, chàng không có nhưng cô ta có. Cô ta 30-40 tuổi vẫn chắc tình với chàng, cho đến lúc này với chàng vẫn một lòng không thay đổi. Vì chàng không xuất giá, vậy còn không quá rõ ràng sao? Hoàng Dương cười cười, nàng đang nói về Lôi Lôi à? Ta lúc nào cũng đối với nàng ta như muội muội, với nàng ấy chỉ có tình huynh muội thuần khiết tuyệt không có nửa sợi tơ nghĩ khác. Nàng không cần quá lo lắng, ta là nam nhân rất trung tình. Chàng mà trung tình à? Xuân Yến liên tục nói ra 4 năm tên nữ nhân, nói thẳng không khoan nhượng trước mặt lão. Hoàng Dương cảm thấy oan uổng. Những nữ nhân Xuân Yến kể ra với lão đều là hữu duyên vô phận. Lão do đó trở thành tội nhân, lão than, ta cả cuộc đời chỉ có nàng là vợ, gặp gỡ bên ngoài đều không một lần gặp lại, nàng còn nói ta đa tình. Tốt xấu gì đi nữa, nếu ta thực sự cùng nữ nhân nào đó có một lần gặp lại,
nàng lại không do dự làm oan uổng ta sao? Hoa Tiểu Ba đính chính, sư thúc, người lại nói sai rồi, như vậy không gọi là oan uổng, phải gọi là bắt gian tận giường. Lôi Long chuyển đề tài, trời còn chưa tối chúng ta đi đâu đó đi. Hy Bình cùng Dã Mân Côi cười đùa trong phòng, đang đè Dã Mân Côi lên giường mà chọc lét, chợt nghe tiếng gõ cửa, liền thả nàng ra mở cửa. Người đến là Xuân Yến. Hy Bình nói, mẹ, người vào đi. Xuân Yến đi vào nhìn thấy Dã Mân Côi đang sửa lại y phục thì nói, Mân Côi. Con ra ngoài một chút được không? Ta và Hy Bình có chuyện bất tiện cần nói. Dã Mân Côi ứng đáp, dạ được, mẹ. Rồi bước ra ngoài. Hy Bình quay ra đóng cửa, để Xuân Yến ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Xuân Yến ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của con trai, đưa tay vuốt ve rồi từ tốn hỏi, con là sự kiêu ngạo một đời của mẹ. Mẹ muốn hỏi con có thực sự yêu Nguyệt Nhi không? Hy Bình nhãn thần kiên định đáp lời, mẹ, Bình Nhi yêu Nguyệt Nhi, với một tình cảm còn vượt qua tình huynh muội bao dung nữa. Con cũng biết chuyện này là không phải với cha mẹ, cũng có thể bị người ngoài cười chê, tuy nhiên chỉ cần Nguyệt Nhi vui vẻ, còn lại đều là không quan trọng. Xuân Yến im lặng, chỉ nhìn Hy Bình với đôi mắt tràn lệ. Hy Bình đưa tay lau những giọt nước mắt tràn ra của bà, nói, mẹ, đừng khóc. Bình Nhi sợ nhìn thấy mẹ khóc lắm. Xuân Yến thở dài nói, huynh muội các con phân ly quá sớm, căn bản không có gì là tình huynh muội. Nguyệt Nhi gặp được con liền yêu con, cũng là chuyện dễ hiểu. Hy Bình nghĩ ngợi, hạ quyết tâm nói, mẹ, Nguyệt Nhi đã là nữ nhân của con rồi. Hắn kể lại vắn tắt chuyện xảy ra giữa hắn và Nguyệt Nhi. Đây là định mệnh, Xuân Yến tịnh không mắng hắn. Cũng không vì quan hệ vượt quá luân thường của huynh muội hắn mà đau lòng hay giận dữ. Chỉ nhẹ nhàng nói hết câu đó, rồi sau đó nói tiếp, Bình Nhi, nếu như Nguyệt Nhi thực sự yêu con, đừng làm nó tổn thương, được không? Hy Bình đáp, con không để Nguyệt Nhi tổn thương đâu. Xuân Yến đứng dậy nói, mẹ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi, mẹ trở về ngủ đây. Có một chuyện con cần phải ghi nhớ, cho dù thế nào cũng không được để Hoa Lôi quấy nhiễu cha con. Con hãy đi thu nạp nàng ta đi, khiến nàng ta trở thành con dâu của ta. Để ta không còn phải lo nàng ta thành tình địch của ta nữa. Hy Bình to đầu ra than, mẹ, mẹ đã hơn một lần nhắc nhở con, làm thế là hãm hại con trai mẹ đó. Hắn tiễn Xuân Yến đến trước cửa, Xuân Yến đột nhiên quay lại nói, Bình Nhi, có nhiều chuyện con không minh bạch. Nhiều lúc ta cảm thấy không phải với con. Mẹ, con biết rồi, mẹ đối với Bình Nhi rất tốt. Tiễn Xuân Yến xong, quay về phòng nằm xuống một cái, rồi đứng dậy đi sang phòng của Vưu Túy và bọn nữ nhân. Nghe thấy tiếng cười của Dã Mân Côi trong phòng vọng ra, Hy Bình nói, Mân Côi yêu, ra nghênh tiếp nam nhân của nàng đi. Dã Mân Côi mở cửa ra nói, mẹ đi rồi sao? Hy Bình nắm bàn chân Trần đang chạy lại của Tuyết Nhi ôm vào lòng, ngồi xuống cạnh giường của Bạch Tư hỏi, sang mai Tuyết Nhi có thể gặp lại mẹ rồi, con vui không? Tuyết Nhi vui vẻ đáp, vui chứ. Phụ thân, cha cũng vui phải không? Hy Bình cười, vặn nhẹ cái mũi đẹp nhỏ bé đáp, phụ thân đương nhiên vui rồi. Mẹ con gặp lại chúng ta cũng sẽ vui lắm. Tuyết Nhi lúc nào cũng ngoan. Đến ngủ vói Nhu Vân A-di, được không? Phụ thân có chuyện quan trọng cần nói với Bạch Tư A-di. Tuyết Nhi đi sang giường A-di đây, Tuyết Nhi rất ngoan mà. Hy Bình thả cô bé xuống, cô bé chạy đến trước giường Vưu Túy. Vưu Túy bế cô bé lên, phủi phủi bàn chân nhỏ của cô bé, rồi để cô bé xuống ngủ bên trong Thi Nhu Vân. Hy Bình nằm xuống cạnh giường, tay chống mặt nhìn Bạch Tư đang nằm thẳng trước mặt nói, giữa ta với nàng nên có một kết cục. Ta thừa nhận rằng lúc nào cũng luôn dùng cách cưỡng ép để chiếm hữu nàng, ta cũng không nhận ra được điều đó là sai. Rồi để nàng theo lãng vô tâm một đoạn thời gian, là vì để cho nàng đi tìm giấc mộng của nàng. Nay giấc mộng vỡ tan đưa nàng trở về trong lòng ta. Ta tịnh không xem chuyện nàng hoàn hảo với nam nhân khác là phản bội ta. Thế gian này, rất nhiều nam nhân chỉ có duy nhất một thê tử, nhưng tịnh không thể nói bọn họ trong cuộc đời chỉ biết qua một nữ nhan hoặc nói bọn họ không hy vọng có thêm nữ nhân. Ta có rất nhiều nữ nhân, đây là nguyên nhân cơ bản khiến nàng bỏ ta mà đi. Nếu phải nói về tình yêu, ta không biết bản thân có thể cho nàng nhiều hay ít, tuy nhiên ta yêu thương từng nữ nhân của ta. Ta nhất định hết mình bảo hộ và đem lại cho họ vui sướng lớn nhất. Ta không dám khẳng định nàng sẽ yêu ta, có lẽ nàng vẫn nhớ về lãng vô tâm. Hắn quả thực là một nam nhân rất ưu tú. Chỉ có điều hắn mãi mãi không thuộc về nàng,
càng không phải là nơi nàng có giấc mộng của nàng. Mà nàng, cũng tuyệt không thuộc về hắn, hoặc có lẽ cũng không thuộc về ta. Nàng chỉ thuộc về giấc mộng của nàng. Ta khiến giấc mộng của nàng tan vỡ, ta có trách nhiệm vì nàng tạo ra một giấc mộng khác, giấc mộng tồn tại theo cách của ta. Nếu như nàng không cự tuyệt ta cho nàng giấc mộng này thì trở lại trong lòng ta, lại dựa vào ngực ta tiếp tục mơ mộng. Thật đó, Tư Nhi, nàng có yêu ta không? Hai mắt Bạch Tư không kìm được chảy đôi dòng lệ, mắt mông lung nhìn về nam tử tà mị này, từ sau khi tay cầm kiếm của nàng run rẩy đặt trên cổ hắn, trái tim nàng cùng sự chống cự của nàng về giấc mộng bao năm cũng lay chuyển theo. Nhưng vì quá cố chấp nên nàng đã mất mát quá nhiều, nàng cứ tưởng cả cuộc đời không thể nào quay lại trong lòng hắn nữa. Nàng đã từng cự tuyệt vòng tay cường tráng của hắn, cũng chỉ vì trong lòng hắn dung nạp quá nhiều nữ nhân. Có điều, bất kể hắn ôm ấp bao nhiêu nữ nhân, hắn vẫn ôm ấp nàng một cách kiên định hữu lực, khi dựa vào hắn cũng giống như dựa vào một quả núi. Nàng như một con chim nhỏ từ trong núi bay ra, nàng bất kể thời khắc nào đều gắn bó với quả núi đầy nam tình này. Thực sự, nàng yêu hắn, từ khoảnh khắc chạm mặt hắn. Nàng đã không thể kìm được thầm yêu hắn, hắn là loại nam nhân khiến nữ nhân nhìn thấy phải động tâm. Nàng thường nghĩ đến chuyện trở về trong vòng tay hắn, chỉ không biết thực sự hắn không chán ghét nàng sao. Trong bụng nàng là hài tử của nam nhân khác, nàng đã từng ở trong lòng nam nhân khác nhu thuận tin yêu, nàng quả thực có thể thản nhiên đối diện hắn sao? Nếu thực sự chắc chắn có thể quay lại trước kia, nàng thà không cần giấc mộng của bản thân, chỉ mong trở thành một người trong đám kiều thê của hắn. Nàng Lý Nhí, chàng thực sự cong cần Tư Nhi sao? Tay Hy Bình vuốt ve suối tóc nàng, hôn lên giọt lệ trên mi nàng, nhẹ giọng, không được hoài nghi nam nhân của nàng. Chuyện này trái lại còn không tốt cho nàng. Nàng nên biết, Mân Côi trước đây cũng có nhiều nam nhân, ta cũng vẫn yêu cô ấy, vẫn để cái bụng nhỏ của cô ấy mang hài tử của ta. Nữ nhân của ta rất nhiều, trong đó có người băng thanh ngọc khiết, cũng có người đã qua tay nhiều nam nhân. Bất kể bọn họ thế nào, chỉ cần nguyện ý theo ta, ta đều trân trọng như nhau. Nam nhân không nên cưỡng cầu mọi nữ nhân hắn gặp qua đều là sứ nữ băng thanh ngọc khiết, bởi vì thế gian không chỉ có mình hắn là nam nhân. Kỳ thực, nàng cho ta lần đầu tiên của nàng, ta làm sao có thể để ý chuyện khác của nàng. Bạch Tư kích động, tuy nhiên vẫn buồn bã than thở, nhưng ta đã có hài tử của người khác, chàng ca cô để ý sao? Hy Bình mỉm cười, nàng hứa với ta một câu, nói nàng yêu ta sẽ cho nàng một sự ngạc nhiên vui sướng. Bạch Tư đáp, chàng để ta suy nghĩ, được không? Quá đột ngột, ta thật khó nói ra ba tiếng đó. Tốt lắm. Sau này khi nào nàng cảm thấy trong tim có đại công cầu ta, nàng hãy cho ta biết, ta sẽ đến nghe nàng nói. Hắn đứng dậy bước đến giường Vưu Túy, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, nói ta không ép buộc nàng, nàng làm sao thì làm, nếu không có ý với ta, tốt nhất nên sớm ra đi. Tuyết Nhi la lên, phụ thân, Tuyết Nhi cũng muốn hôn. Thi Bình mỉm cười hôn lên hai má bé bỏng mềm mại đáng yêu của Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi. Hỏi Nhu Vân A Di có muốn phụ thân hôn không? Tuyết Nhi day day vai thơm của Nhu Vân hỏi, A Di, Di có muốn phụ thân hôn không? Thì Nhu Vân làm khuôn mặt như đã ngủ, nhưng cả cổ và mang tai cũng đỏ hồng lên. Thì Bình ôm nàng kéo lại, nàng vẫn cố nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đỏ hồng như trái táo chín, hắn hướng tới đôi môi hồng tươi nóng bỏng của nàng mà hôn. Nàng đột nhiên trợn mắt, hai bàn tay nhỏ cùng đẩy mặt Hy Bình ra giận dỗi nói, không cho ngươi hôn ta. Hy Bình nói cả ngày hôm nay, nàng không biết bị ta hôn bao nhiêu lần, vẫn chưa quen sao. Thì Nhu Vân vừa thẹn vừa giận đáp, ngươi là thừa lúc người ta ngủ mà hôn chôm, người ta làm sao biết. Hy Bình cười vặn lại, a, không biết, nàng làm sao có thể nói ta hôn chôm nàng. Đây là giấu giếm tang vật, nàng tiểu ni tử này. Thì Nhu Vân không nói một lời, hai tay vô lực kháng cự Hy Bình, chỉ đành để môi hắn trà sát lên đôi môi hồng mềm mại của nàng. Sau khi hôn đã đời mới đứng thẳng người lên nói, hôn môi của cửu nhân thật là kích thích, sau này ta chỉ ít cũng phải hôn môi nhỏ của nàng nhiều lần hơn mới được. Hắc, chú ý của Thi Trúc Sinh thật không tệ, đến bây giờ mới phát hiện, thật quá tuyệt. Hắn quay lại sải bước đến giường Bạch Tư, dở chăn ra, bế ngang nàng lên từ trên giường, nói, mặc dù nàng không nói nàng yêu ta nhưng ta nghĩ nàng không thể từ chối ta yêu nàng. Mân Côi yêu, tối nay tha cho nàng. Để nàng nghỉ ngơi cho tốt một đêm, nàng ngủ ở giường Tư Nhi, ta phải về phòng. Dã Mân Côi mỉm cười, chàng quả thực là đại công cầu.
Tư Nhi một điểm cũng không nói sai về chàng. Thi Bình nói nhanh, ngủ ngon, rồi ôm Bạch Tư bước ra khỏi cửa. Trở về phòng, Thi Bình đặt nhẹ Bạch Tư xuống giường, quay ra khóa cửa, rồi leo lên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt đẹp của nàng nói, người và thú đều giống nhau, vì thế không thể tránh được, ta cũng có thú tính. Nhưng đêm nay ta sẽ rất ôn nhu, nàng không cần lo cho hài tử trong bụng. Bạch Tư hỏi, vì sao chàng không hận Tư Nhi? Thi Bình đáp, bởi vì nàng quá tốt. Giữa chúng ta, chàng nghĩ có ta không phải với nàng hiểu không? Ta chắc chắn phải bù đắp cho tổn thất của nàng, ta phải cho nàng cảm thụ lại sự cuồng dã và ôn nhu bên trong đó của ta. Bạch Tư nghiêm túc nhìn hắn một lúc, rồi vui sướng nói với hắn, chàng cởi y phục cho Tư Nhi, được không? Tư Nhi thấy nóng quá. Ta cũng vậy, Thi Bình tự mình cởi y phục, sau đó mới nhẹ nhàng cởi áo của Bạch Tư. Bạch Tư vuốt ve bộ ngực rộng của hắn, thở dài, đây quả là cơ bắp mạnh mẽ lực lưỡng nhất thiếp từng thấy qua. Chàng là một nam nhân thần kỳ, vết thương lúc trước, hiện tại cả sẹo cũng không còn thấy nữa. Thi Bình vuốt ve phần bụng nàng, nói, nếu không thì trên thân thể ta đã đầy những vết răng cùng vết cào của các nàng rồi. Nàng trong đêm đầu tiên đã cắn cổ tay ta đến chảy máu, ta còn chưa tính với nàng đó. Bạch Tư giận dữ nói, ai kêu chàng dã man như vậy chứ? Cả đời của nàng không thoát khỏi sự xâm chiếm dã man của ta, nàng chấp nhận số phận đi. Đoạn môi Hy Bình phủ lấy môi nàng. Bạch Tư nhiệt liệt đáp ứng, cơ thể nàng dần dần nóng lên, hô hấp gấp rút, đỉnh mũi suốt mồ hôi. Sau khi nàng mơ hồ rên lên những tiếng dài, nàng cảm thấy hùng căn của Hy Bình tiến mạnh vào đường sinh mệnh nàng. Trong khoảnh khắc, nàng lại cảm thấy sự tồn tại của tâm linh Hy Bình, trái tim hắn thực sự ôn nhu, rất sung mãn tình ý đối với nàng. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến một mình nàng, bất kể hắn có bao nhiêu nữ nhân, sau lúc tiến vào nàng, tâm hồn hắn toát ra toàn bộ tình cảm dành cho nàng. Thi Bình nhẹ nhàng ra vào, thô cự của hắn trà sát với nhu thuận của nàng, đem cho nàng khoái cảm hạnh phúc tột cùng. Nàng đã trải qua đau buồn quá lâu, hắn phải bù đắp cho nàng bằng nhịp điệu bền bỉ nhất. Bạch Tư nhận thấy tốc độ tiến vào của Hy Bình chậm hơn nhiều so với trước đây, cũng không sâu như trước, biết rằng hắn vì nội thể nàng có hài tử đã tính toán khoảng cách để tiến nhập nàng. Nam nhân này quả thực là quái vật không thể bàn cãi. Hắn có thể khiến cho nữ nhân một đời phải mộng tưởng đến đâu. Ở phương diện tự nhiên này, bất kể nam nữ, đều có mộng tưởng kỳ quái. Yêu dù không phải từ tính cách hư hỏng, cũng là từ tính cách trăng hoa. Bạch Tư biết bản thân là hư hỏng, không những hư hỏng bởi không gian tình ái do hắn tạo nên, mà còn hư hỏng vì sự dã man không thể thay thế cùng sự ôn nhu không thể chê trách của hắn. Hắn thực sự là một đại công cẩu. Đại công cẩu của nàng. Về tới Trường Xuân Đường, liền có một đám đông nữ quyến đang chờ đợi họ. Thi Bình nhìn không thấy Lôi Phượng, Đỗ Tư Tư, Phong Ái Vũ, Độc Cô Kỳ, cả Hoa Sơ Khai phu phụ cũng không thấy ra, liền cảm thấy kỳ quái. Tuyết Nhi ngồi trong lòng hắn cũng hỏi, cha, mẹ đâu? Sao không thấy mẹ vậy? Thi Bình đáp, có lẽ mẹ ở bên trong, chúng ta vào đến nơi là gặp thôi. Lần này, bọn nữ nhân sớm đã ra mừng họ, các nàng đều tìm đến nam nhân của mình. Một đám người trở lại chuyện nói không kịp, rồi hoang hoang hỉ hỉ trở vào Trường Xuân Đường. Tứ Cẩu có thêm 6 nữ nhân, liền khiến Lan Hoa cùng Oanh Thúy nổi giận không thèm để ý tới hắn. Còn Tâm Như thì đã thấy qua nam nhân Bạch Dương tộc có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa nữ nhân Bạch Dương tộc coi chồng như trời nên với chuyện này không có ý kiến gì hết. Triệu Tử Thanh thì nổi giận bừng bừng, đá hắn liền mấy cái, rồi kéo tay hắn không buông, nói chàng đi báo thù, chàng lại đi nạp thiếp. Giờ thì sướng chưa, mười mấy nữ nhân, chàng nói thiếp sau này chịu đựng làm sao đây? Tứ Cẩu bào chữa, Thanh Thơ Na, không phải mười mấy, chỉ có 10 thôi. Triệu Tử Thanh giận dữ cãi, ngóc điệp không tính sao. Tứ Cẩu lại kêu oan, nàng ta không ở đây, bên cạnh ta chỉ có 10. Thanh Thanh, nàng kéo tay ta đứt ra, coi chừng sinh con ra sẽ không có tai đó. Hoa Tiểu Ba cười trên sự đau khổ, sư phó, có vẻ người không chịu nổi chịu này rồi. Ta lại là đồ đệ người nhưng gia thất lại bình yên nhé. Ui ra, Xuân Thúy tỷ tỷ, tỷ sao có thể dùng chiêu này với ta được. Ngươi đừng tưởng mình may mắn thoát được, theo ta về phòng, ta trừng trị ngươi, coi ngươi còn có thể ở đây hoa tâm hoa khẩu không. Xuân Thúy kéo tai hắn, hắn một mặt dùng tay chụp tai lại một mặt vừa kêu vừa la theo Xuân Thủy đi ra khỏi đại sảnh.
Bạch Tuệ nhìn Hy Bình một cái, kín đáo thở dài, cũng đi khỏi đại sảnh. Độc Cô Minh kéo Bạch Linh và Hạ Vũ vào lòng âu yếm, không biết phải giải thích với các nàng thế nào, vì thế ta cũng không giải thích. Rồi hôn lên mặt mỗi nàng một cái, với việc hắn có thêm ba nữ nhân cũng không có lời giải thích nào. Bạch Linh tuyệt không phiền lòng vì chuyện đó, nữ nhân Bạch Dương tộc bọn thiếp trước nay đều không hỏi về chuyện của nam nhân. Có một điều hiển nhiên, nam nhân ở Bạch Dương tộc mà có nhiều nữ nhân là rất bình thường. Độc Cô Minh buồn bã thì thầm vào tai nàng, Hy Bình mới trở về. Nàng có thể nhân cơ hội tương phùng đòi hắn ôm nàng. Ta biết hai tỷ muội nàng vĩnh viễn không quên được hắn. Bạch Linh thở dài, không cần, vòng tay hắn không mở rộng vì ta. Ta không có duyên với hắn, ta thuộc về chàng. Độc Cô Minh hỏi, Bạch Dương tộc bọn nàng nếu như không có sự cho phép của bản thân trượng phu, không thể cùng nam nhân khác hoàn hảo sao? Bạch Linh chỉ còn biết thở dài, cũng chỉ vì Hy Bình. Hy Bình cùng mỗi nữ nhân ôm hôn hết một vòng, ôm lấy Lãnh Như Băng và Bạch Liên hỏi, bọn họ đâu? Hoa Tiểu Mạn bên cạnh đáp, bọn họ cùng cha mẹ thiếp đến cái bang rồi. Hy Bình hiếu kỳ hỏi, đến chỗ nhạc phụ làm gì? Lãnh Như Băng đáp, phong bang chủ thụ thương trong đại hội nửa tháng trước. Bọn họ phải trở về trông coi. Ái Vũ khóc đến ngất đi. Hy Bình lặng người. Bạch Liên tiếp, bọn thiếp cũng định đi nhưng Phượng tỷ để bọn thiếp ở lại đợi chàng. Tỷ nói, nếu như đi hết, lúc chàng trở về sẽ không ai hầu hạ chàng. Lúc đó thiếp cũng nói, chàng ra ngoài một lần nhất định sẽ có thêm một đám mỹ nữ. Thiếp quả nhiên nói đúng. Lão công, chàng thật có mị lực. Nữ nhân Bạch Dương tộc thật đặc biệt, bọn họ vì nam nhân của mình có thể chinh phục nữ nhân khác mà cảm thấy kiêu ngạo. Hy Bình cười đáp, mị lực của lão công nàng đâu có lớn dữ vậy. Ngoại trừ Mân Côi là nữ nhân của ta còn lại đều không phải. Bạch Liên hỏi, Bạch Tư cũng không à. Hy Bình đáp, nàng tự đoán xem. Bạch Liên nhìn sang chỗ Bạch Tư và Bạch Chỉ đang ôm nhau nói, không cần đoán nữa. Ta biết nàng ta trốn không thoát vòng tay chàng. Bạch Liên thiếp thân là công chúa cũng rơi vào vòng tay chàng nữa là cô ta. Hy Bình nhìn sang Hoa Tiểu Mạn đang bế Tuyê Nhi nói, Tiểu Mạn, bụng nàng cũng lớn rồi, không cần phải mệt như vậy, đưa Phỉ Nhi bế đi. Tuyết Nhi ở trong lòng Phỉ Nhi nói, A Di, con lúc trước chưa gặp A Di. A Di có gặp mẹ chưa? Phỉ Nhi cười đáp, A Di gặp mẹ con rồi, con nhất định là Tuyết Nhi, thật đáng yêu quá, Phỉ Nhi thích Tuyết Nhi lắm. Tuyết Nhi thích thú nói, thật nhe, thật nha, con gọi là Tuyết Nhi, là một hài tử khả ái. Mọi A Di thúc thúc đều thích Tuyết Nhi, nhưng mà sao không thấy mẹ đâu hết, Tuyết Nhi nhớ mẹ lắm. Tuyết Nhi đừng lo, vài ngày nữa là có thể gặp mẹ. Tuyết Nhi ta bồng được không? Ngẫu Nhi đón Tuyết Nhi từ tay Phỉ Nhi, hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó. Hy Bình nói với đám thê thiếp của hắn, các nàng mau qua chào hỏi cha mẹ ta, đừng để họ không rõ đâu là con dâu mình. Chúng nữ nhất tề xúm lại chỗ Tiểu Nguyệt và Hoàng Dương phu phụ. Đỗ Mạnh Mạnh rời khỏi vòng tay Đại Hải, đến trước mặt Hy Bình, nói không ra lời. Hy Bình nhẹ nhẹ mỉm cười ôm nàng vào lòng. Hai tay nàng ôm chặt Hy Bình, nói nhỏ vào tai hắn, đại ca, Mạnh Mạnh nhớ huynh. Đại ca biết, Hy Bình vuốt nhẹ mái tóc đen huyền, nhẹ nhàng đáp. Đỗ Mạnh Mạnh rời khỏi Hy Bình, cũng đến bên cạnh Hoàng Dương phu phụ. Hy Bình nhìn bóng lưng nàng, trong lòng buồn bã, đến trước mặt Bạch Linh, nhìn Độc Cô Minh hỏi, nữ nhân của ngươi có thể để ta ôm không? Độc Cô Minh cười đáp, ngươi cứ tự nhiên đi. Hy Bình ôm lấy eo thon mềm mại của Bạch Linh, thấy nàng run rẩy liền ôm chặt hơn, cúi đầu nói vào tai nàng, bọn nàng hận ta à? Bọn ta sẽ dùng cả cuộc đời để quên ngươi. Bạch Linh nặng nề thốt ra một câu, tuy nhiên nàng thực có thể quên nam nhân này sao? Nàng sau này trong lúc ngủ cũng la gọi tên hắn nhưng hắn không phải là nam nhân của nàng. Nàng chỉ có thể chọn cách quên hắn. Thời gian cả cuộc đời, thật là quá dài. Có lẽ thực bởi vì không quên được, vì vậy phải dùng thời gian cả cuộc đời thì mới quên được chăng? Hy Bình thở dài, bọn họ so với ta thì tốt hơn nhưng hy vọng nàng có thể quên. Không cần quá nhiều thời gian, thả Bạch Linh ra, đến trước mặt Tư Cẩu nói, Thanh Thanh, cô tha cho hắn đi. Tai hắn cũng làm bằng thịt đó. Thực sự đau lắm, cô không đau lòng sao? Triệu Tử Thanh chút giận sang hắn, trừ phi ngươi đưa tai cho ta kéo. Hy Bình xua tay nhận bại, vậy thì không được. Tứ Cẩu, từ từ hưởng thụ, huynh đệ đi trước.
Tứ cẩu la lên, Hy Bình, đừng đi, đến đây giúp mau, xuất tuyệt chiêu, lột sạch y phục nàng ta. Hy Bình hỏi lại, nàng ta là nữ nhân của ngươi, ngươi nói ta nghĩ sao về cái hảo ý này. Lúc này, cả nhà đều đã ngồi xuống, chỉ có Tứ cẩu vẫn bị Triệu Tử Thanh kéo y đứng nguyên. Hy Bình ngồi xuống, vẫy tay gọi Bạch Chỉ nói, tiểu Bạch Chỉ, lại đây cho ta ôm. Bạch Chỉ bước lại ngồi trên đầu gối hắn nói, đại phôi đản, Chỉ Nhi cứ vào giờ này ngày này đều nhớ tới chàng. Hy Bình đưa tay lau nước mắt nàng hỏi, tiểu Bạch Chỉ của ta, nàng vì sao lạ khóc? Ai đã phụ nàng? Bạch Chỉ đáp, thiếp biết đại phôi đản không làm tiểu thư đau lòng, thấy đại phôi đản đưa tiểu thư cùng trở về. Chỉ Nhi cao hứng lắm, đây không phải Chỉ Nhi khóc. Hy Bình mỉm cười hỏi, tốt, Chỉ Nhi khóc không phải khóc, vậy gọi là gì? Rơi lệ vì cười, Bạch Chỉ ngọt ngào cười, liếc về hướng Bạch Tư một cái. Hoàng Dương khen ngợi, Bình Nhi, con đúng là có bản lãnh. Thế này nhân khẩu của gia đình chúng ta sẽ hưng vượng. Con ra ngoài chưa lâu đã thu về một đám đông thê tử khả ái, thực khiến tổ tông rạng rỡ mặt mày. Hoa Tiểu Mạn hỏi, sư thúc, người sao lại nói như vậy? Hoàng Dương cười lớn nói, Tiểu Mạn, người còn gọi ta là sư thúc à? Người phải theo Bình Nhi mà gọi, người bây giờ không phải là người của Hoa gia nữa, người là người của Hoàng gia ta. Hoa Tiểu Mạn mặt thoáng đỏ, nói, con đi dặn người hầu làm thức ăn. Quay người đi ra khỏi đại sảnh. Hoàng Dương nói với Hy Bình, Bình Nhi, thế này cũng không tệ. Hy Bình biết ý lão nghĩ là Hoa Tiểu Thiến đổi thành Hoa Tiểu Mạn. Bởi nhớ rằng khi xưa chưa từng biết Hoa Tiểu Thiến là nữ nhân như thế nào, vì sao tiểu bảo bối đó thích đùa với hắn như vậy, nhưng hay bị đùa đến mức nổi giận bỏ đi. Hắc, không nghĩ được bản thân ra đời chưa bao lâu đã đùa bỡn với nữ nhân rồi, không lạ là sau khi lớn lên lại háo sắc như vậy. Xuân Yến bĩu môi, lão đầu tử, sao lại không tệ? Ta thấy mọi cái đều rất tốt. Hoàng Dương mỉm cười thần bí, ta không cãi với bà hiểu chưa? Câu nói đó của ta chỉ có hai chúng ta minh bạch, còn bọn các người à? Hắc hắc! Xuân Yến giận dữ, lão! Sư ca, Hoa Lôi bước vào đại sảnh, ngây ngưới đứng tại cửa, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ la lên, lệ phủ tràn mi. Xuân Yến nhìn thấy Hoa Lôi, trong lòng kinh ngạc than thầm, tiểu ni dử này sao bây giờ trở nên mỹ lệ thế này, lại còn trẻ như vậy? Hoàng Dương từ trên ghế đứng dậy, đến trước mặt Hoa Lôi nhìn từ dưới lên trên. Đoạn nhẹ giọng hỏi, Lôi Lôi, muội vẫn tốt chứ? Hoa Lôi lao vào lòng Hoàng Dương, ứa lệ đáp, Lôi Lôi có thể gặp lại sư ca, cái gì cũng tốt hết. Hy Bình nhớ lại lúc ở phòng Hoa Lôi có thấy người gỗ, bây giờ mới nhận ra chúng là hình của ai, trong lòng nghĩ. Mẹ nói một câu cũng chẳng sai, Hoa Lôi này đã từng có một đoạn tình sâu đậm với cha. Xuân Yến nháy nháy Hy Bình đau đầu suy nghĩ. Lần này mẹ không phải bảo hắn đi lấy gậy đập đôi Huyền Ương chứ? Hoàng Hy Bình hắn sao có thể làm người kém nức như vậy? Vì thế hắn nhìn Xuân Yến lắc đầu. Xuân Yến mắt ứa lệ cảnh cáo hắn. Hắn chỉ còn cách ôm Bạch Chỉ để qua bên cạnh, đi đến đúng bên hai người, cố ý ho khan vài cái, nói, hắc, nghe con nói một câu đi, hai người đứng nãy giờ không mỏi sao? Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Ô, hai người không thấy là ngồi thì thoải mái hơn đứng sao? Như vậy tốt lắm đó. Hắn thấy bản thân mình giống như thằng ngốc, một mình ở chỗ này tự nói tự hiểu. Hoàng Dương giải nguy, Lôi Lôi, hắn là con ta, chúng ta sang bên này ngồi xuống từ từ nói chuyện, được không? Hoa Lôi lại cũng ưng một tiếng, kéo tay Hoàng Dương đến giữa mọi người, ngồi xuống dựa vào vai lão. Điều này khiến Xuân Yến cực kỳ khó chịu, lại đưa mắt ướt nhìn hắn. Hy Bình trong lòng kêu khổ. Sao mẹ hắn lại muốn hắn làm cái việc vô đạo đức thế này? Bọn họ đã ngồi xuống rồi, giờ phải nói bọn họ đứng dậy sao? Hắn nhìn khuôn mặt si tình của Hoa Lôi, mặt nàng nghiêng qua chăm chăm nhìn cha hắn với một loại nhãn thần si tình. Hy Bình nhùn nhìn trái phải, chỉ còn biết đến sau lưng hai người, cúi đầu vào giữa hai người, đầu hắn chặn ánh mắt si tình của Hoa Lôi lại, cười hỏi, hai người đã ngồi rồi, không nói chuyện sao? Hiện giờ thật là vô duyên lắm rồi. Hy Bình trong lòng tự mắng mình một câu. Hoa Lôi giận dữ hỏi, Hoàng Hy Bình, người đến cùng là muốn gì? Hy Bình mỉm cười, ta muốn gì, nàng còn chưa rõ à? Rồi lập tức hạ giọng, nàng cùng ta ra ngoài một chút, ta đem mọi chuyện nói rõ cho nàng, Không, ngươi tránh ra, ta phải cùng cha ngươi nói chuyện,
Hoa Lôi dùng tay đẩy mặt hắn ra. Thi Bình biết điều, đi đến sau lưng Xuân Yến, cúi xuống nói vào tai bà, mẹ, con bây giờ vô kế khả thi. Mẹ nguy rồi. Xuân Yến đột nhiên khóc giống lên. Hoàng Dương vội vã chạy lại hỏi, nương tử, bà có sao không? Ta không muốn sống nữa. Xuân Yến càng lúc càng khóc mạnh, càng khóc to hơn. Thi Bình vội nói cha, chỉ bằng cha đưa mẹ về phòng đi, con nói Băng Băng dẫn hai người đi. Theo chỉ dẫn của Lãnh Như Băng, Hoàng Dương ôm Xuân Yến rời khỏi đại sảnh. Thi Bình nhìn theo sau họ, không thể không bội phục tuyệt chiêu vô lại của mẹ. Nữ nhân hình như quen dùng chiêu này. Thi Bình quay lại nhìn Hoa Lôi rơi vào yên lặng, trong lòng nhói lên một nỗi đau vô lý. Ngồi xuống chỗ của phụ thân, hắn nói, cô không thể buông tha cho cha ta sao? Cũng là buông tha cho cô mà. Hoa Lôi chợt nổi giận trừng mắt nhìn hắn, mặt lạnh lẽo nói, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ta không phải cô cưa ngươi, đứng dậy phất tay bỏ đi. Thi Bình nghĩ ngợi, nàng không phải cô của ta, chẳng lẽ nàng lại còn muốn làm nhị nương của ta không bằng? Bạch Liên nói, lão công, nàng ta rất có ý tứ với cha chàng đó nha. Thi Bình cười đáp, nói chuyện gì thế, mẹ ta rất chống đối nàng ta. Liên Nhi, lại đây ngồi lên đùi lão công, đừng có quan tâm giữa bọn họ có phiền phức gì. Tới giờ cơm, Tự Cẩu định uống cho thật say để trốn nhiệm vụ tối nay với mỹ nhân, nào ngờ Triệu Tử Thanh nói hắn lấy trà thay rượu, không chỉ làm mất mặt đại nam nhân hắn, mà còn làm hắn không tránh khỏi kiếp số. Hoa Tiểu Ba trái lại vui vẻ, hắn hôm nay bị Xuân Thủy lôi về phòng, dùng hành động giải thích hao tâm của hắn, vì thế Xuân Thủy và Bạch Tuệ đã bỏ qua cho hắn. Một bên, Hoa Lôi không ngừng liên tục gấp thức ăn cho Hoàng Dương, nhìn Hoàng Dương ăn, nàng lại không ăn. Xuân Yến cũng giận dỗi không ăn. Hai nữ nhân này, lúc đầu thì làm như no lắm, về sau thì ăn như vũ bão. Thi Bình làm như không thấy, một mực cắm cúi gấp thức ăn, ngửa mặt uống rượu. Không phải hắn không muốn giúp Xuân Yến, chỉ là hắn không biết phải giúp như thế nào. Để hắn chiếm đoạt Hoa Lôi, chuyện này với hắn đổi lại không có gì là có lỗi. Có điều Hoa Lôi là cô của Tiểu Mạn, hơn nữa Hoa Lôi với cha hắn một đời si tình, nói hắn làm sao hạ thủ đây. Chỉ còn cách uống thật nhiều, không say cũng giả thành say, ai cũng không trách được hắn. Dùng cơm xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Xuân Yến thấy Hoàng Dương sắp ra ngoài, vội hỏi, lão đi đâu đó. Hoàng Dương thở dài, Yến à, Lôi muội ấy đòi ta qua đó một lần. Xuân Yến lập tức rơi lệ nói, ta cũng biết lão không cần ta nữa, ta không cho lão đi. Hoàng Dương ôm bà ta vào lòng an ủi, Yến à, bà phải tin ta chứ. Ta với Lôi chỉ có tình huynh muội, ta làm sao có thể thay đổi được. Nếu ta tiếp nhận muội ấy, chẳng phải cháu lớn hơn con sao. Bà ở chỗ này đợi ta cùng muội ấy nói chuyện minh bạch xong sẽ quay về. Lôi kỳ thực cũng rất đáng thương. Xuân Yến dọa, vậy lão phải mau quay về đó, không thì ta sẽ đến bắt gian. Hoàng Dương cười xòa, ta đã già thế này, bà cũng biết sức của ta muốn gian cũng gian không nổi nữa. Bà lo lắng cũng không cần dư thừa vậy. Được rồi, hôn bà một cái. Hoàng Dương hôn Xuân Yến xong thì ra khỏi phòng, đi đến Mộc Nhân Cư, gõ cửa hai cái gọi, Lôi, sư ca đến rồi. Cửa mở, Hoa Lôi nói, sư ca, Lôi sợ huynh không đến. Huynh vào đi, Lôi chờ huynh lâu lắm rồi. Hoàng Dương tiến vào phòng, Hoa Lôi đóng cửa lại nói, sư ca, huynh ngồi lên giường đi. Hoàng Dương thoáng chút do dự nhưng cũng y lời ngồi xuống cạnh giường. Lão nhìn qua cách bố trí trong phòng, so với lúc lão ra đi không một chút thay đổi. 20 năm rồi, điều này cho lão cùng cảm giác y như 20 năm trước nhưng vật không như người. Tiểu tử hài năm đó giờ đã là nữ nhân thành thục rồi, tuy trái tim yêu lão sai đắm vẫn y như trước. Lão phải làm sao đối diện nữ nhân mỹ lệ si tình này đây? Hoa Lôi đến ngồi cạnh lão, nhìn lão mê mẫn nói, sư ca. Huynh cuối cùng đã về bên cạnh Lôi rồi, huynh có biết không? Lôi dù bao nhiêu năm cũng vẫn nhớ nhung huynh. Năm đó huynh không nói với Lôi một lời đã bỏ đi. Lôi hận huynh không biết bao nhiêu. Nhưng mà huynh đã quay về rồi, Lôi lại không hận huynh nữa. Hoàng Dương thở dài, Lôi, sư ca không phải với muội. Hoa Lôi duỗi tay vuốt mặt Hoàng Dương nói, đừng nói vậy, là Lôi tự nguyện mà. Hoàng Dương giữ tay nàng lại. Nắm trong tay nói, Lôi, sư ca giờ đã già rồi, con cái cũng lớn rồi. Sư ca không phải không hiểu lòng muội,
chỉ là sư ca không cách nào đáp lại tấm lòng muội, sư ca không muốn hại muội. Lão nói hoàn toàn là sự thật, năm đó lão cũng minh bạch cảm tình của nàng, chỉ là lão vẫn một mưu xê xem nàng là muội muội cần được bảo hộ thôi. Lão không thể và cũng không có khả năng nảy sinh tình cảm với nàng. Lão không tính được Hoa Lôi vẫn một mực chờ đợi mười mấy 20 năm. Tình cảm này tuy sâu nặng nhưng không thể tiếp nhận được. Lão bây giờ đã già, trên phương diện tình cảm không thỏa mãn được Hoa Lôi, trong sinh hoạt vợ chồng, càng không bao giờ có thể thỏa mãn nàng. Lão không có khả năng nhận sự thương yêu này, bởi vì lão không muốn vì chuyện này mà thương hại đến Hoa Lôi. Sợ rằng lắm lúc có lòng tốt tiếp nhận tình cảm của một người là một dạng thương hại không thể bù đắp được cho người ta. Hoa Lôi nói, không, sư ca một chút cũng không già, sư ca trong lòng Lôi Lôi vẫn như xưa. Nàng rụt tay ra khỏi bàn tay Hoàng Dương, đi đến cạnh bàn, cầm hai người gỗ lên. Sư ca, đây là huynh khắc cho Lôi Lôi. Lôi Lôi mỗi ngày đều ngắm chúng. Huynh từng nói để chúng vĩnh viễn ở chỗ này nhưng huynh vì sao có thể bỏ rơi Lôi Lôi? Sư ca, huynh không thể để Lôi Lôi cùng huynh mãi mãi ở một chỗ sao? Chỉ cần được sống cùng huynh, Lôi Lôi đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Hoàng Dương nhẹ nhàng thở dài. Đây là lão trước khi đi Trường Xuân Đường đã tặng cho Hoa Lôi. Lão tuyệt không có ý khác. Lúc đó lão nghĩ cả đời này chắc sẽ không có cơ hội quay lại, vì vậy đã theo hình dáng của mình và Hoa Lôi đẽo hai người gỗ nhỏ tặng nàng làm kỷ niệm. Đời người như mây trôi, ai đoán được chuyện hôm nay chứ? Hoa Lôi trân trọng để hai người gỗ nhỏ ngay ngắn lại trên bàn, ngồi xuống cạnh giường nói, sư ca, huynh minh bạch tâm ý Hoa Lôi rồi. Lôi Lôi chỉ muốn thành tiểu thê tử của sư ca thôi, huynh có thể đáp ứng Lôi Lôi không? Hoàng Dương ngưng trọng nhìn nàng nói, nếu có thể đáp ứng, năm đó sư ca đã đưa muội theo cùng rồi. Lôi Lôi, sư ca không muốn làm muội đau lòng, muội cũng đừng làm khó sư ca đã là một lão già có con có cháu rồi. Nhưng, Hoa Lôi tranh luận, có rất nhiều nam nhân đa thê, sư ca vì sao không thể có hai vợ? Hoàng Dương lại nhìn Hoa Lôi chăm chăm nói. Sư ca một đời này đã từng yêu qua hai nữ nhân, không phải với hai nữ nhân. Lôi Lôi, sư ca không phải với muội. Hoa Lôi ảo não nói, sư ca thật sự không hoàn thành tâm nguyện của Lôi Lôi sao? Hoàng Dương lại thở dài thườn thượt, Lôi Lôi, trừ sư ca ra, trong lòng muội không có nam nhân nào khác sao? Rất nhiều nam nhân tốt hơn sư ca mà, muội cũng nên coi lại rồi nói, sư ca không muốn hại một đời muội. Muội cũng đừng vì sư ca mà ôm thẹn nửa đời, được không? Hoa Lôi cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến một kẻ đáng ghét. Nàng im lặng hồi lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng người ca hát ầm ĩ, mặt thoáng biến sắc, giọng kinh nộ, Hoàng Hy Bình. Hy Bình và đám thê tử đang đùa giỡn trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy Xuân Yến, mẹ vào đi. Xuân Yến đáp, ta không vào đâu, Bình Nhi cha con sang chỗ Hoa Lôi rồi đến bây giờ còn chưa về. Con qua đó coi sao, đừng để lão làm ra chuyện hồ đồ gì. Chuyện này, hắc, Hy Bình gãi gãi đầu. Mẹ nói hắn canh ba nữa đêm đi bắt gian, Hoàng Hy Bình hắn là loại người này sao? Xuân Yến đáp, con phải đáp ứng ta, con mà không đi ta sẽ khóc đó. Hy Bình đầu hàng, được rồi con sang bên đó gọi cha về, con trai đi bắt gian cha mình, cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Xuân Yến mỉm cười, ta cũng biết Bình Nhi nghe lời mẹ nhất mà. Ta qua coi Nguyệt Nhi thế nào, con nhất định phải đi đó. Hy Bình nhìn Xuân Yến vào phòng Nguyệt Nhi, nói với bọn thê tử mấy câu, rồi ra khỏi nhạc hoa viên, đi đền Mộc Nhân Cư. Đến trước cửa phòng Hoa Lôi, rồi chần chừ quay đầu bước ra. Hắn dù sao cũng không thể mặt dày mày dạn đi phá đám cha già cùng tiểu tình nhân tâm sự. Nghĩ ngợi mãi bèn nảy ra một ý, sao không hát nhỉ? Thật tuyệt! Thế là, nửa đêm tiếng hát tại Mộc Nhân Cư nổi lên. Hoa trong phòng xông ra quát lớn, Hoàng Hy Bình, người canh ba nữa đêm chạy đến đây hát hò gì thế? Hy Bình cười đáp, nàng cùng cha ta lâu ngày hội ngộ, không có âm nhạc lãng mạn thì làm sao hay được? Ta đặc biệt trình bày ca khúc kinh điển của ta để hai người tăng thêm một phần tình tứ. Nói xong, lại tiếp tục hát, bao nhiêu lãng mạn tình tứ tốt đẹp đều bị tiếng hát như sói tru của hắn phá hỏng hết. Con trai ngoan nào đừng hát nã. Hoàng Dương từ trong phòng bước ra cản không cho hắn hát. Hy Bình nói, hây, cha, sao cha ra sớm vậy, mẹ sốt ruột quá bắt con đến đây mời cha về. Lôi Lôi, sư ca không thể ở đây nữa, phải về trước. Hoàng Dương đi đến bên Hy Bình nói nhỏ, con trai,
mẹ con có nổi giận không? Nếu như có cơ hội, con cứ chiếm đoạt Lôi Lôi. Cha con không được rồi. Cha tin tưởng con không làm cha thất vọng. Hắc, thế giới gì thế này? Cha mẹ cùng nói hắn chiếm đoạt Hoa Lôi. Hắn nhìn Hoàng Dương đi khỏi Mộc Nhân Cư, rồi nhìn Hoa Lôi đang phẫn nộ nói, nàng nên quay về ngủ đi. Hoa Lôi sắng giọng, tiểu sắc ma, người thực cố ý đến đây phá ta. Thi Bình đáp, ai kêu nàng câu dẫn cha ta? Ngươi, ngươi, ngươi. Hoa Lôi giận dữ không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Thi Bình đi đến trước mặt nàng, cúi đầu ép sát vào mặt nàng nhìn chừng chừng nói, ta làm sao nào? Ta vui sướng phá hỏng việc tốt của nàng thì sao nào? Ta đã từng nói qua, phải làm nàng thành nữ nhân của ta, nàng nhớ không? Nàng tuổi không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một nam nhân, đừng ở chỗ này hồ tư loạn tưởng. Hoa Lôi nói, ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, ngươi còn không đi ta la lên đó. Thi Bình bước tới một bước, một tay ôm lấy Hoa Lôi đang lùi lại nói, la đi. Nàng la lên đi, sao lại không la thế? Hoa Lôi cố sức vùng vẫy nhưng vẫn bị Hy Bình ôm lại đưa vào phòng, đè nàng lên giường, nàng kinh hãi la lên, tiểu sắc ma, người dám khi dễ ta sẽ. Hu hu, Hy Bình tưởng nàng sẽ nói một hai câu ngang bướng, ai ngờ nàng lại khóc. Hắn vội ôm lấy nàng ngồi dậy, ôm nàng tong lòng an ủi, đừng khóc nữa, ta sẽ không làm gì nàng hết. Nàng xem, hiện tại không phải ta đã thả nàng ra rồi sao? Ngươi không có, ngươi vẫn còn ôm ta. Hoa Lôi đấm liên tục vào ngực hắn giọng giận dỗi. Thi Bình giải thích, nàng đúng là không cho ta ôm, mà ôm thì có sao? Trước đây nàng trần trụi để cho ta ôm cũng không có chuyện gì, huống hồ là bây giờ còn mặc y phục. Hoa Lôi kiên quyết, ta dù sao cũng không cho ngươi ôm. Thi Bình thở dài, nếu như ôm nàng là cha ta, nàng thực sẽ không nói câu đó. Ký thực, nàng với cha ta đúng là hữu duyên vô phận. Lúc trước ta hôn nàng nói ta phá vỡ giấc mộng đã giữ gìn bao năm của nàng. Ta biết đó là nụ hôn đầu đời của nàng định để dành trao cho cha ta đúng không? Có lúc ta quả thực muốn thành toàn cho nàng với cha ta, có điều ta cũng yêu nàng lắm, nàng biết không? Nàng phải làm nữ nhân của ta nói thật lòng đó. Hoa Lôi đẩy hắn một cái, tức giận, ta cũng nói rất thực lòng, tiểu tử đái dầm ngươi. Hoa Lôi ta cả đời dù không có ai cũng không gả cho ngươi. Ngươi thả ta ra. Hóa ra nàng còn để bụng chuyện lúc nhỏ ta đái dầm lên mình nàng. Cha ta đã nói với ta rồi, nếu không ta không biết nữ nhân nàng lại thù dai như vậy. Bất quá lúc nhỏ ta cũng chỉ đái dầm lên mình nàng một lần, sao nàng lại ghét ta như vậy? Nàng lúc đó không được sự cho phép của ta đã ôm ta, tính hết lời lãi, ta phải ôm nàng thật lâu, nếu không ta sẽ lỗ to, kỳ thực, hiện tại ta tính ra vẫn còn đang lỗ. Nàng ngồi trong lòng ta đương nhiên rất dễ chịu còn ta thì mệt mỏi. Vậy sao ngươi ôm ta chặt quá vậy? Ngươi buông ta ra, tên tiểu sắc ma này, ta phải đi ngủ rồi. Hoa Lôi lại bắt đầu giãy giụa, một kiểu giãy giụa vô vọng. Thi Bình cất giọng dụ hoặc, cô, ta coi cho cô ngủ, có được không? Hoa Lôi ngồi yên, quay mặt qua một bên, dáng vẻ giận dữ bừng bừng. Thi Bình quay mặt nàng lại, hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi xuyên qua hàm răng ngậm chặt của nàng. Tiến vào trêu đùa cái lưỡi thơm tho ẩm ướt của nàng. Thân thể mềm mại của Hoa Lôi trong lòng hắn rúng động không ngừng, hai bàn tay ngọc cố đẩy ngực hắn nhưng một chút sức lực cũng không có. Đến khi môi Hy Bình rời môi nàng cũng chỉ có thể cố gắng thở mà thôi. Hy Bình nhìn khuôn mặt đượm hồng dưới ánh đèn của nàng nói. Vì sao mỗi lần ta gọi nàng là cô nàng cũng đặc biệt nổi giận? Nàng nếu thực sự không thích ta, vì sao không cắn đứt lưỡi ta? Nàng luôn nghĩ bản thân yêu cha ta, thực ra nàng lầm rồi. Cha ta chỉ có một giấc mộng cố chấp của nàng. Hiện tại ta là người chân chánh xâm nhập tâm linh nàng, thành trì của nàng nhất định sẽ có một ngày bị ta công hạ. Ngươi đừng có mơ, ngươi dám hôn ta nữa ta sẽ cắn đứt lưỡi ngoi. Hoa Lôi một chút cũng không lưu tình đáp. Thi Bình nhìn nàng tà ác, thật không, dù sao ta cũng không tin đâu. Hai tay hắn nâng mặt Hoa Lôi lên rồi hôn lên môi. Thấy răng nàng cắn chặt lại, lưỡi hắn lại đẩy răng nàng ra, tiến vào cái miệng thơm tho của nàng. Chợt thấy đau đầu lưỡi, tay hắn bóp mạnh hai hàm Hoa Lôi, rút lưỡi ra khỏi miệng Hoa Lôi nâng mặt nàng lên nhìn giận dữ. Hoa Lôi dùng nhãn thần thách thức nhìn hắn không nói một lời. Hy Bình cười lạnh, nữ nhân nhà ngươi, thực sự cắn ta. Hoa Lôi nhìn Hy Bình,
trong mắt xuất hiện tia khiếp ý. Nam nhân này lúc còn nhỏ nàng đã từng bế hắn, nàng từ đó đến đây cũng không thể xem hắn như một nam nhân. Nhưng vào thời khắc này, nàng nhận ra đứa bé năm xưa bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng đã trở thành một nam nhân đáng sợ. Hoa Lôi đáp, là ngươi ép ta, đột nhiên cảm thấy oan uổng, nước mắt lại trào ra. Hy Bình lạnh giọng, có lẽ, nàng nói đúng rồi. Ta ép nàng, ai cho ta ép nàng đây? Nàng muốn tìm ai là chuyện của nàng, ta không quản được. Ta bây giờ đã ép nàng một lần, vậy sẽ không ép nàng lần nữa. Nữ nhân của ta rất đông, chẳng có lý do nào ta phải đi cưỡng bách nàng. Bọn họ còn đang đợi ta, ta sao phải khổ sở ở đây lãng phí thời gian với nàng chứ? Nàng có thể lãng phí thời gian mấy chục năm chờ đợi một nam nhân nhưng ta thì tuyệt không thể vì nàng lãng phí thời gian của thê tử ta. Hắn để Hoa Lôi xuống một bên, cương quyết đứng dậy, lại phát hiện y phục mình bị Hoa Lôi giữ chặt. Hắn quay lại nhìn nàng, nàng vẫn cúi đầu làm thinh. Nàng đang nắm y phục của ta đó, nàng không biết sao. Hoa Lôi buông tay ôm mặt khóc. Hy Bình đi về phía bàn, mỗi tay cầm lên một mộc nhân nói, giữ lại còn ích gì. Mộng của nàng sớm đã tan vỡ từ khi nàng tạo ra nó. Hai tay đột nhiên chập lại, hai mộc nhân tức thì đập vào nhau, nát thành bụi phấn, từ trong tay hắn lững lờ rơi xuống mặt đất. Hắn quay lại nhìn Hoa Lôi, nàng đang đứng cạnh giường, nhãn thần si ngốc, trong miệng lảm nhảm, mộng của ta, vỡ rồi à. Hy Bình trong lòng đau nhói, nén nỗi đau trong lòng bước ra khỏi phòng, còn nghe tiếng khóc của Hoa Lôi, ngươi trả mộng cho ta, ngươi trả Lôi Lôi. Hắn không quay lại, một mạch đi khỏi mộc nhân cư, trở về Nhạc Hoa Viên. Bạch Liên hỏi, lão công, chàng sao đi lâu quá vậy? Liên Nhi còn nghĩ đêm nay chàng không quay lại. Hy Bình nhìn lướt qua bọn kiều thê, liền đem Hoa Lôi cùng Thất Ý với Hoa Lôi ném ra khỏi đầu, mỉm cười nói, sao ta lại không quay lại, ta làm sao bỏ các nàng ở bên ngoài hứng gió đêm chứ? Liên Nhi, lão công đêm nay không yêu nàng không được rồi. Hắn lên giường lớn. Phỉ Nhi cùng Ngẫu Nhi trái phải cởi y phục cho hắn. Hai tay hắn đưa ra xoa nắn thân trên lưỡng nữ, làm lưỡng nữ cùng mỉm cười rên rỉ. Hy Bình nói, đêm nay ta làm bụng hai nàng to ra có được không? Phỉ Nhi đáp, không được, bọn thiếp nếu đều có mang thì ban đêm lấy ai bồi thiếp cô ra. Các vị tỷ tỷ sinh hài tử xong, bọn thiếp hai người sẽ vì cô ra sinh hài tử. Hy Bình cười cười, cũng là nàng lo cho người khác. Phỉ Nhi đáp, kỳ thực bọn thiếp đã sớm nghĩ đến việc vì cô ra sinh hài tử nhưng lãnh tỷ tỷ nói, như quả có lúc không ai tiếp cô ra, chàng không biết sẽ ra ngoài kiếm bao nhiêu nữ nhân nữa. À, ta cứ tưởng là vì lo cho ta, thực ra là lo cho bản thân các nàng. Hắn trần truồng đến bên mình lãnh như băng, ngồi xuống, vuốt ve nàng rồi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ băng xương như trước kia nói, cho dù nàng với mọi người mọi chuyện đều lạnh băng băng nhưng cũng vì ta mà ăn nhiều giấm lắm rồi. Đầu tiên là ăn giấm của Phương Nhi, bây giờ là ăn giấm của nữ nhân trong thiên hạ. Đừng nghĩ nam nhân của các nàng hễ cứ thấy nữ nhân là thích. Ta chỉ hứng thú với nữ nhân yêu thương ta thôi. Lần này ra ngoài, so với người khác ta đưa về ít nữ nhân hơn nhiều. Thực sự làm tổn hại đệ nhị đại danh tình thánh của ta đó. Lãnh Như Băng giận dữ nói, chàng không phải cũng đem về bốn người sao? Hy Bình đáp, tuy nói là đưa về bốn người. Bất quá bọn họ không ở lại Nhạc Hoa Viên, đủ chứng minh bọn họ tạm thời không phải nữ nhân của ta. Cũng đâu khác nhau, Bạch Liên đền sau lưng hắn, cắn vành tai hắn nói, lão công, thiếp tin chắc bọn họ sẽ trở thành con mồi của chàng. Chàng là thợ săn cường tráng nhất thế gian, bao nhiêu nữ nhân tong lòng chàng đều có thể thỏa mãn. Hy Bình đáp không biết ngượng miệng, ta cũng biết vậy, nếu không nàng đã không nguyện chỉ cần vô lại không cần anh hùng rồi. Lãnh Như Băng giận dỗi. Vì đã chọn vô lại rồi, sao có thể chọn anh hùng? Nhưng chàng sau này có lúc so với anh hùng cũng là anh hùng. Băng băng cũng là yêu chàng điểm này. Hy Bình phản đối, ai nói ta không có hùng tâm trí tráng chứ? Ta đánh nhau về sau không thể thua được, một nam nhân sao có thể thua về tay kẻ khác chứ? Không đánh ngã đối thủ, không phải là rất mất thể diện sao? Không đánh cái đầu heo bọn chúng, không phải là không giữ được danh xưng quyền vương ta sao? Ngoài ra, cùng nữ nhân đại chiến trên giường ta cũng không thể không thắng, bọn nàng ai muốn đấu trước với ta. Lãnh Như Băng đột nhiên chạy trốn khỏi vòng tay Hy Bình, hoảng hốt, chàng đừng tìm ta phải bảo vệ hình tượng trước mặt bọn họ. Đến khi bọn họ tất cả không giữ được hình tượng nữa, ta mới cho chàng làm xấu với ta,
như vậy bọn họ mới không cười nhạo Băng Băng được. Hy Bình ôm Bạch Chỉ nằm kế bên nói, tiểu Bạch Chỉ, nàng không phải thích làm mẫu sao? Nàng có muốn tiên phong cho bọn họ không? Bạch Chỉ cả mặt thẹn thùng, nhẹ giọng, đại phôi đản, chàng phải nhẹ nhàng đó, trong bụng người ta đã có tiểu phôi đản rồi. Hy Bình ha hả cười lớn nói, đương nhiên rồi, ta nói không biết bao nhiêu lần là ta rất giữ lời. Đối với các nàng ta sẽ rất ôn nhu, rất là ôn nhu. Chỉ lưu giữ tất cả thô bạo để đối phó hai tiểu ni tử muốn giam giữ ta, để bọn họ cũng chạy theo ta tìm nữ nhân khác, hắc hắc. Đoạn hướng về Phỉ Nhi cùng Ngẫu Nhi cười âu yếm. Miệng hai nàng đồng thanh, ai sợ ai chứ? O không ô! Đại ca, đại ca! Tiểu Nguyệt ở trước cửa gọi rất gấp. Hy Bình đang thẳng cẳng ngủ say, nghe tiếng la của Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, lay nhẹ tấm thân trần của Hoa Tiểu Man đang ngủ trên người hắn nói, Tiểu Mạn, Nguyệt Nhi gọi ta, chắc có chuyện gấp. Hoa Tiểu Mạn thức dậy, bò sang ngồi một bên hỏi, chuyện gấp gì vậy? Tạm thời còn chưa biết. Hắn thức dậy, Phỉ Nhi cùng Ngẫu Nhi cố gắng bỏ dậy, mặc quần áo cho hắn. Hắn xuống giường đi giày vào, mở cửa hỏi, Nguyệt Nhi, tìm đại ca gấp như vậy, có phải có chuyện gì rồi không? Tiểu Nguyệt kéo tay hắn chạy vừa nói, sáng nay người đưa thức ăn tới, thấy Lôi Di ngồi ngây ngốc dưới đất, giống như mất hồn vậy. Ai cũng không nhận ra, cha nói muội chạy gấp đến gọi đại ca qua. Hy Bình đột nhiên rụt tay khỏi tay Tiểu Nguyệt, chạy như bay đến Mộc Nhân Cư. Lúc này người đã đứng đầy Mộc Nhân Cư. Hy Bình tiến vào phòng Hoa Lôi, Hoàng Dương lập tức tra hỏi hắn, Bình Nhi đêm qua con đối với Lôi Lôi như thế nào? Hy Bình không trả lời, hiện tại không phải lúc giải thích, hắn nhìn Hoa Lôi ngồi trên đất. Mặt nàng mê man, hai tay nâng nắm bụi gỗ, trong miệng chỉ lảm nhảm liên tục hai câu, chàng trả mộng cho ta, chàng trả Lôi Lôi. Hy Bình quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay run rẩy nâng khuôn mặt nàng. Nhãn thần nàng đột nhiên dừ mê muội trở nên trong sáng, như ánh mắt thuần chân của trẻ thơ, nàng hưng phấn la lên, ca ca, huynh đến rồi. Mộng của Lôi Lôi vỡ rồi, huynh phải trả mộng cho Lôi Lôi, huynh trả Lôi Lôi. Thần thái như một tiểu tử 2-7-8 tuổi. Tim Hy Bình như vỡ ra, cặp mắt hổ ngấn lệ trong suốt, cắn răng đáp trả, ta trả nàng, trả nàng. Hoàng Dương sau lưng hắn quát lớn, Bình Nhi con cuối cùng đã làm ra chuyện gì? Vì cái gì mà Lôi Lôi bị đã kích lớn như vậy? Hy Bình gáy nổi gân xanh vùng đứng dậy, sắc mặt đầy đau khổ, hét cuồng, tất cả ra ngoài, ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, đi ra khỏi phòng. Hoa Lôi ngây thơ nói, ca ca huynh dữ quá à, bọn họ bị huynh dọa chạy hết rồi. Ca ca bọn họ là ai vậy? Vì sao Lôi Lôi không nhận ra bọn họ? Hy Bình thống khổ nói, không cần để ý bọn họ, muội nhận ra ca ca là được. Lôi Lôi, muội một đêm chưa ngủ rồi, ca ca du muội ngủ, được không? Hoa Lôi vỗ tay đáp, hay quá, ca ca du Lôi Lôi ngủ. Hy Bình ôm nàng nằm lên giường, âu yếm nói, là ta hại nàng, nàng muốn ta làm gì để bồi thường cũng được. Ta đền nàng một giấc mộng, sau này nàng cũng theo cạnh ta, ai phản đối cũng không được. Hoa Lôi trở mình nằm úp lên người hắn nói, ca ca, sau này Lôi Lôi chỉ ở bên cạnh huynh thôi. Lôi Lôi chỉ biết ca ca thôi, Lôi Lôi sợ bọn họ. Hy Bình nhìn khuôn mặt thành thục với thần thái ngây thơ. Cái miệng đặc biệt nhỏ của nàng thốt ra lời lẽ của tiểu hài. Hắn nhẹ thở dài, Lôi Lôi không cần sợ bọn họ, sau này muội sẽ thích họ thôi, bọn họ đều rất thích Lôi Lôi. Hoa Lôi nói, hay quá Lôi Lôi nghe lời ca ca sau này không sợ họ nữa. Hy Bình âu yếm hôn lên đôi môi nhỏ của nàng nói, vậy là ngoan lắm, ngủ đi. Hoa Lôi cao hứng hôn lại Hy Bình một cái, ngoan ngoãn nằm lên ngực hắn, nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. Không lâu sau đã từ từ chìm vào giấc mộng. Lôi Lôi, Lôi Lôi, Hy Bình gọi nhỏ vài tiếng, biết chắc nàng đã quá buồn ngủ, lúc này đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng đặt nằm xuống, đoạn xuống giường, ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa lại, đi khỏi Mộc Nhân Cư. Bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đó, nhìn Hy Bình với ánh mắt dò hỏi. Hoàng Dương đến bên hắn hỏi, Bình Nhi Lôi Lôi sao rồi? Hy Bình tìm một chỗ ngồi xuống, nói, nàng ta ngủ rồi, bây giờ ta muốn tuyên bố một chuyện. Lôi Lôi về sau là nữ nhân của ta. Xuân Yến nói, Bình Nhi Hoa Lôi vì sao lại trở nên thế này? Hy Bình đem sự việc từ đầu đến cuối thuật lại một lượt, không kìm nổi nói, ta cũng không biết vì sao lại trở nên như thế này.
hy vọng nàng ta có thể hồi phục như xưa. Bất kể nàng ta trở thành thế nào, cả cuộc đời nay vẫn chiếu cố nàng. Mọi người nghe xong tuy thấy kỳ lạ, vẫn không thể không tin. Xuân Yến thở dài, có lẽ nó bị kích động quá lớn. Dù sao cũng là giấc mộng gìn giữ hơn 20 năm, đột nhiên biến mất tất cả, làm sao nó chịu nổi mất mát này. Nếu biết trước như vậy ta đã để lão đầu lấy nó. Nó là loại nữ nhân quá si tình, chúng ta đều đã làm tổn thương đến nó. Hoàng Dương vô lực ngồi phịch xuống ghế. Lão biết lúc này không cách nào trách ơn trai được bèn nói, Bình Nhi, là ta không phải với muội ấy. Hy vọng con có thể cùng với muội ấy, chiếu cố tốt cho muội ấy. Có điều muội ấy là trưởng bối của Tiểu Mạn, nhưng tình cảnh bây giờ, muội ấy cũng chỉ có thể nhận ra con, cũng chỉ có thể để muội ấy theo con. Hy Bình bình tĩnh nói, con không quan tâm nàng là ai hay là người thế nào, con chỉ biết nàng là nữ nhân của con ai cũng không thể ngăn cản. Các người tố nhất không nên phản đối, nếu không với ai ta cũng không khách khí. Mọi người ngạc nhiên, kỳ thực trong lòng bọn họ ít nhiều thấy việc Hy Bình thu nạp Hoa Lôi có chút không bình thường, nhưng Hoa Lôi như thế này cả nhà cũng đã thấy. Hy Bình phải chiếu cố nàng một đời, chắc chắn là xuất phát từ tâm lý ôm thẹn mà chuộc tội. Hy Bình lại nói, Tiểu Mạn, nàng đi coi Lôi Lôi. Ta sợ nàng ta sau khi tỉnh dậy không thấy ta, lại có chuyện nữa. Hoa Tiểu Mạn y lời đi ra, nàng không phản đối Hy Bình thu nạp Hoa Lôi. Nhiều khi nàng cũng đồng tình với vị cô này. Nàng nghe bọn họ kể chuyện cô như vậy, sớm đã muốn đến thăm. Bây giờ Hy Bình đã đi ra còn nói nàng đến chăm sóc, nàng tự nhiên nguyện ý. Mọi người tại đại sảnh nhất thời không biết nói gì. Mãi đến giờ ăn khi đã nạp tí rượu vào người mới nói to thoải mái vài câu. Sau bữa ăn, Triệu gia huynh đệ cáo từ trở về Thấn Đao Môn. Hoàng Dương phu phụ cùng Hoàng Đại Hải cũng chuẩn bị khởi hành đi Bích Lục Kiếm Trang. Lúc chia tay Xuân Yến kéo Hy Bình ra một bên nói, Bình Nhi, Nguyệt Nhi đêm qua đã nói với ta. Trong lòng nó chỉ có đại ca con thôi, con đừng để nó thất vọng thương tâm. Trái tim nữ nhân mềm yếu lắm. Hy Bình nói, con là người nữ nhân nào cũng dám yêu, sao lại sợ có thêm một muội muội? Người ngoài muốn nói gì thì nói, có đều đừng để con nghe được là tốt rồi. Mẹ, mẹ đừng lo lắng con không để Nguyệt Nhi thất vọng đâu. Con là người cái gì cũng dám làm, con sợ lấy muội muội sao? Xuân Yến thở dài, khổ cho con rồi Bình Nhi. Hy Bình ôm Xuân Yến, nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ cũng rất khổ đó, mẹ trong lòng phải gìn giữ bí mật quá lớn. Xuân Yến toàn thân run bắn, ngây người lập tức, Hy Bình buông bà ra, đến chỗ mọi người. Hoàng Dương ôm Hy Bình nói, Lôi Lôi giao cho con, nếu sư huynh trở về phản đối, con ức cho cha biết, cha tìm ông ta nói chuyện. Cha giờ phải đi tìm Đỗ Thanh Phong tính toán tổng số. Mong là lúc trở về, con có thể cho cha thấy một Lôi Lôi hoàn hảo như trước, hạnh phúc vô bì. Cha tin tưởng con sẽ làm được, con là nhi tử đáng kiêu hãnh nhất của cha. Hy Bình đáp, cha, bất kể Lôi Lôi như thế nào con cũng sẽ chiếu cố tốt cho nàng, khiến nàng vui vẻ. Hoàng Dương buông hắn ra, vỗ vỗ vai hắn nói, vậy mới được chứ. Triệu Tử Hào ôm Hy Bình, cười nói, Triệu Tử Hào ta một đời bội phục không nhiều người nhưng ta thực lòng bội phục ngươi. Mặc dù ngươi sau này nhiều lúc vô lại thậm chí vô sỉ nhưng trên người ngươi có một mị lực bất khả kháng cự, khiến người ta cam tâm phục tùng ngươi. Ngươi trời sinh là một nam nhân đầy bá khí. Hắn đột nhiên nói nhỏ, bất quá ta thích tên vô lại ngươi, cái kiểu của ngươi vừa tức cười vừa khả ái. Mong rằng ngươi đừng vì chuyện gì đó mà đánh mất tính cách này. Sau này nếu có cần đến ta xin cứ nói một tiếng. Ta hân hạnh được cùng ngươi kề vai tác chiến, giờ ta phải về trước lo vợ con, tái kiến. Hy Bình cười đáp, ngày nào ta đi cua gái sẽ kêu ngươi cùng đi, chúng ta cùng kề vai tác chiến. Triệu Tử Hào không đáp. Lão đệ hắn lại đáp, thiên vạn đừng quên chúng ta. Mọi người đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang trăm dặm. Tiếng cười trong đời, buồn buồn vui vui, chuyện trong chớp mắt. Hoa Lôi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Hy Bình, mà là cháu gái mình, nàng có lẽ còn chưa kịp nhận ra rằng, từ giờ sẽ phải gọi Tiểu Mạn là tỷ tỷ, điều này khiến Tiểu Mạn đôi hàng lệ vẫn chảy dài trên má. Thấy Hy Bình từ đằng xa tiến lại, Hoa Tiểu Mạn lập tức lao ùa vào lòng Hy Bình. Khóc, cô, ta. Hy Bình vội an ủi, đừng khóc nàng sẽ ổn thôi mà, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nàng ta, được không? Hoa Tiểu Mạn gạt đi đôi hàng lệ trên mắt, rời khỏi lòng Hy Bình.
Hoa Lôi từ trên giường bước xuống, đôi chân trần vừa chạm đất, liền nói ca ca, Lôi Lôi thật rất vui. Thi Bình ngạc nhiên, lúc này ư? Hoa Lôi ngây thơ đáp, đúng thế. Lôi Lôi sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy rất hưng phấn, ca ca không biết hay sao. Thi Bình chợt nhớ ra là Hoa Lôi có sở thích tắm vào buổi sáng, chàng thực sự ngạc nhiên, tại sao ngay đến cả lúc này mà nàng vẫn không thay đổi tập quán đó của mình nhỉ? Hoa Tiểu Mạn đáp, để thiếp sai người đi chuẩn bị nước ấm. Nói xong liền rời đi. Thi Bình ôm Hoa Lôi vào lòng âu yếm hỏi, Lôi Lôi, tại sao khi vừa mới tỉnh dậy đã phải đi tắm? Hoa Lôi bướng bỉnh, người ta thích thế. Người ta không biết, chỉ thấy cần phải tắm. Ca ca, chàng cùng Lôi Lôi tắm chung có được không? Thi Bình đáp, không được, Lôi Lôi tự tắm lấy đi, ca ca không thích tắm lúc này. Hoa Lôi biểu tình lạc lõng, buồn rầu, chẳng có ai chịu cùng Lôi Lôi nghịch nước cả. Ca ca, chàng giúp Lôi Lôi tắm đi mà. Thi Bình nhìn vào ánh mắt mong đợi của nàng, đoạn đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, tay kia nâng nhẽ cằm nàng. Được mà ca ca giúp nàng tắm rửa, nàng còn yêu cầu gì nữa không? Hoa Lôi không yêu cầu gì khác, nàng lộ rõ vẻ vui mừng, tốt quá, ca ca, chúng ta cùng đi tắm. Đoạn kéo tay Hy Bình bước ra ngoài. Hy Bình kéo tay nàng lại bảo, nước vẫn chưa đủ ấm đâu, chúng ta ức ở đây, đang lúc rảnh rỗi, ca ca hát cho nàng nghe nhé. Hoa Lôi ngồi trên giường vỗ tay hưởng ứng, hay lắm. Hay lắm, Lôi Lôi muốn nghe hát, ca ca mau hát đi. Thi Bình đột nhiên hăng hái, ưỡn ngực, húng hắng vài tiếng cho thông cổ, mở miệng hát những ca khúc kinh điển, Hoa Lôi lộ ánh mắt tươi cười, nhảy nhót như hài đồng. Lúc này Hy Bình như bắt được báu vật, ca khúc từng bài trình diễn, gần như gây chấn động toàn căn phòng, hắn một mình cũng đang khiêu vũ, cũng uốn éo lắc mông, vỗ tay mỉm cười chọc ghẹo Hoa Lôi. Thi Bình vừa hát vừa nghĩ, bộ dạng Hoa Lôi thật khả ái, thật trăm lần khả ái, trước kia nàng rất khó chịu khi nghe chàng hát. Hiện tại đột nhiên lại giống Tuyết Nhi tôn sùng ca thần Hoàng Hy Bình là thần tượng của mọi thính giả. Hắn cực kỳ thỏa mãn, có lẽ sau này chỉ dạy nàng ta thật lạ thú vô cùng. Nhưng, chẳng lẽ lại để nàng và hắn ở chung trong căn phòng này sao? Chuyện này có vẻ không được ổn lắm, mặc dù nàng ta là một nữ nhân đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng lúc này nhìn nàng lại giống như một tiểu hài nữ, thực có nhiều điều bất tiện, hay để nàng ta ở cùng với Nguyệt Nhi. Chuyện này để tối nay nhắc lại. Trong khi hai người đang nhiệt nào trong phòng, Hoa Tiểu Mạn bước vào nói, Hy Bình, nước đã chuẩn bị xong, nàng đưa cô đi tắm đi. Hy Bình đáp, lâu lắm rồi mới có dịp được hát, nàng không thấy ta hát làm nàng ta rất vui hay sao? Hãy để ta hát thêm một lúc nữa đã. Hoa Lôi cất giọng thỏ thẻ, ca ca, Lôi Lôi rất hân hoan. Hy Bình không ngại nói, được rồi, để huynh đưa muội đi tắm. Tiểu Mạn, muội thấy đó, biết nghe huynh hát thật tuyệt vời đấy. Thế mà trước đây toàn cấm ta hát, muội không nghe cũng đừng cấm người khác không nghe chứ. Tiểu Mạn, như quả đã thích ta có thể hát tiếp cho nàng nghe. Hoa Tiểu Mạn giận dỗi nói, chàng thích hát thì cứ hát, người ta không nghe cái giọng quỷ khóc của nàng đâu. Thi Bình khổ sở đáp, huynh hát có chỗ nào không hay chứ? Hoa Tiểu Mạn cười đáp, huynh hát ma hay ư, thật không đó, không nói với huynh nữa, muội phải đưa cô đi tắm đây. Nói rồi nàng chạy đến nắm tay Hoa Lôi, cô, cùng tắm với Tiểu Mạn nhé. Hoa Lôi rút tay nàng ra đáp, tỷ gọi ta sao, tỷ. Ta không phải là cô nữa, gọi ta là Lôi thôi, ta không tắm cùng tỷ được, ta phải tắm với ca. Hoa Tiểu Mạn ngạc nhiên, chàng phải giúp cô tắm rửa ư. Thi Bình hôn lên đôi môi xinh của nàng nói, cả hai nàng đều là nữ nhân của ta không những giúp nàng ta tắm rửa. Mà còn giống như tắm cho uyên ương, nàng đi cùng chúng ta chứ. Hoa Tiểu Mạn than, chỉ mong cha mẹ có thể chấp nhận sự thật này, ta cùng Tiểu Ba thì không có vấn đề gì, cô thực sự rất đáng thương, nếu để cô lựa chọn một nam nhân, có lẽ lựa chọn chàng là một sai lầm. Nhưng dù có sai thì cô cũng sẽ rất hạnh phúc, giống như cháu mình vậy, đã tìm được một nam nhân tốt, cũng sẽ sống rất vui vẻ. Thi Bình nói, sau này nếu nàng ta chấp thuận, ta lo lắng không biết nàng sẽ phải gọi nàng ấy thế nào. Hoa Tiểu Mạn giận dỗi, đương nhiên vẫn gọi là cô. Thi Bình nói, ta phải đưa nàng ta đến phòng tắm, nàng tìm giúp một bộ y phục mang đến nhé. Hắn chuyển qua ôm Hoa Lôi, cùng bước đến phòng tắm, bất chợt nhớ lại tình cảnh trước đây cũng từng diễn ra tại phòng tắm này, lòng bất giác bồi hồi. Hoa Lôi cùng Hy Bình ngồi xuống, nói ca, giúp Hoa Lôi thoát y đi.
Nàng nói thực giản đơn, dường như đối với chuyện này cũng rất tự nhiên. Nếu đổi lại là nam nhân khác trong tình huống này nhất thời sẽ không biết phải xử trí như thế nào, nhưng Hy Bình lại không giống như những nam nhân khác, đôi tay hắn thuần thục cởi bỏ y phục trên người Hoa Lôi, đoạn nói, như quả nàng trước đây, cũng để ta làm những việc này cho nàng, ta sẽ rất hoan hỉ đáp ứng. Nhưng nếu có thể quay trở lại, nàng có hối hận không? Nàng vốn dĩ có thể yêu tất cả những nam nhân khác ngoại trừ ta ra, ta thực sự đã dùng thủ đoạn để có được nàng, sau này nàng sẽ không thể có nam nhân khác nữa, nàng chỉ thuộc về Hoàng Hy Bình ta thôi. Hoa Lôi Lôi trố mắt nhìn hắn, nói ca ca, chàng sao nói xấu thiếp. Lôi Lôi không thích nghe chàng nói thế. Lúc này Hoa Lôi đã khỏa thân, Hy Bình nhìn muốn xuyên thấu thân thể tuyệt mỹ này, hạ thể liền có phản ứng, thì thầm nói, không thể hiểu nổi, nghe những lời đó, hiện tại nàng la dày, ngăn cản thì ta không nói nữa. Hắn bế Hoa Lôi vào bồn tắm, nàng tự kỳ cọ thân thể, hắn vừa tắm rửa vừa ngớ ngẩn nhìn nàng. Hy Bình hỏi, Lôi Lôi có chuyện gì sao không tắm? Hoa Lôi, hít một hơi sinh khí, trả lời, chàng nói giúp thiếp tắm rửa. Hy Bình dùng mình một cái, Hoa Lôi, nàng không phải đang khảo nghiệm sức chịu đựng của ta. Ta đang tắm, không biết bắt đầu tắm cho nàng từ đâu, do đó tắm cho nàng bắt đầu từ khuôn mặt. Hoa Lôi đẩy tay hắn ra, gắt giọng, ca ca, chàng dùng sức mạnh quá, làm mặt người ta đau. Được, lỡ khinh suất một chút, miệng tuy nói thế, Hy Bình hoàn toàn không có khả năng khinh suất. Hoa Lôi kháng nghị, ca ca, chàng làm chảy ra mặt Lôi Lôi, để Lôi Lôi tự kỳ, chàng giúp Lôi Lôi kỳ cọ thân thể đi. Hy Bình đặt giá treo quần áo sang một bồn tắm khác, giúp nàng kỳ cọ cổ và vai. Hoa Lôi táp nước vừa đủ lên những chỗ vừa kỳ cọ, ngay khi nước đã ướt hết mọi chỗ, lệnh cho Hy Bình ở phía sau từ từ nhúng bông tắm. Nàng đột nhiên đứng dậy, chuyển thân tới nói, ca ca, giúp Lôi Lôi rửa phía dưới đi. Hạ thể của Hy Bình đột nhiên vươn thẳng lên, đội lên trong khố, đứng lóng ngóng đương trường, nàng dâu mới qua cửa nhà chồng này thực không hiểu có chuyện gì lại khiến sắc lang trở nên như vậy. Hoa Lôi thú vị nói, vô lại ca ca, giúp Lôi Lôi rửa đi. Hy Bình nhìn thấy khối thịt phồng lên đầy lông ẩm ướt thật hấp dẫn chết người, như muốn phun máu ngay lập tức. Vừa đúng lúc Hoa Tiểu Mạn mang y phục tiến lại, hắn cầm khăn tắm dúi vào tay trái Hoa Tiểu Mạn đang không cầm y phục nói, nàng giúp cô nàng tắm rửa, ta sợ rằng chưa tắm được phân nửa, không chịu được lại thuận dịp chiếm hữu nàng ta thế nào cũng trừng phạt ta mất. Nói xong hắn chuồn thẳng. Hoa Tiểu Mạn nhìn thân thể trần truồng của Hoa Lôi trong bồn tắm khẽ thở dài, cô, người thật thích trêu ngươi. Đến khi trời tối Hoa Lôi vẫn ở lại mộc nhân cư. Hy Bình không yên tâm về nàng nên cho Hoa Tiểu Mạn qua ngủ với nàng. Hy Bình ở trong phòng cùng bọn nữ nhân đùa giỡn, ôm lãnh như băng nói, đêm nay ta qua phòng Nguyệt Nhi ngủ, các nàng có phản đối gì không? Tứ nữ Bạch Dương tộc biết giữa hắn và Nguyệt Nhi có quan hệ rất mơ hồ, cũng không nói gì cả. Lãnh như băng quá kinh ngạc hỏi, Hy Bình, chàng cùng Nguyệt Nhi sao? Hy Bình tở dài, nàng cũng biết rõ chuyện giữa ta và Nguyệt Nhi. Ta không thể để Nguyệt Nhi thương tâm chút nào nữa. Lãnh như băng nói, nhưng đó là muội muội của chàng. Hy Bình không nén nổi, nói có lẽ, chính vì vậy, ta không thể khiến nàng ta tiếp tục tiêu tụy. Nàng ta dám chọn ta, ta vì sao không thể chọn nàng ấy? Các nàng không nói ra ngoài, ai mà biết được chứ? Nàng nói đúng không? Lãnh như băng hết lời, nhìn Hy Bình đi khỏi, rồi mới nói các ngươi không ngạc nhiên sao? Bạch Liên điềm nhiên nói, lúc hắn ở Bạch Dương tộc, đêm nào cũng cùng Nguyệt Nhi ngủ chung một lều, lúc đầu ta còn nghĩ vì họ không phải anh em ruột, ai biết lại là anh em ruột. Phải quản, chúng ta cũng quản không được, huynh muội bọn họ đều không sợ, chúng ta ngược lại lo lắng gì chứ? Để họ tùy tiện đi, chúng ta ngủ. Lãnh như băng chấn kinh nhưng chấn kinh xong thì lại bình tĩnh trở lại. Phải sai lầm, thì để hắn làm sai đến cùng. Hy Bình gõ cửa phòng Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt hỏi vọng ra, ai đó? Hy Bình im lặng một lúc rồi đáp, đại ca. Bên trong vọng ra tiếng bước chân mở cửa, Tiểu Nguyệt bận áo ngủ, nàng ngẩng mặt nhìn Hy Bình, nhẹ giọng, đại ca, huynh đến rồi à? Hy Bình tiến vào phòng, nhìn Tiểu Nguyệt đóng cửa lại, hắn nói, Nguyệt Nhi, đêm nay. Ai? Tiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm nói, đại ca, Nguyệt Nhi đã chờ đêm nay lâu lắm rồi. Nàng xà vào lòng Hy Bình, Hy Bình ôm chặt lấy nàng, hỏi, mẹ và muội đã nói chuyện gì?
Tiểu Nguyệt do dự một lúc đáp, mẹ cái gì cũng không nói. Có lẽ cái gì cũng không cần nói. Thi Bình bế Tiểu Nguyệt đi đến giường, đặt nàng nằm xuống, cởi hài giúp nàng, rồi tự mình cởi giày leo lên giường, vuốt nhẹ tóc nàng im lặng rất lâu. Tiểu Nguyệt nắm tay hắn lại nói, đại ca, huynh không phải muốn làm hư với Nguyệt Nhi sao? Muội thấy huy nhổ úp này không giống đại ca háo sắc của muội, một điểm khí phách sắc lang cũng không có. Hừm, có phải chê Nguyệt Nhi quá xấu xí không? Cả sắc lang nhìn thấy cũng không có khẩu vị nữa. Thi Bình trong lòng kinh hãi, ây, Nguyệt Nhi làm sao biết rõ cảm tưởng lúc trước của ta vậy? Tiểu Nguyệt giận dỗi, đại ca, có phải không hả? Thi Bình đáp, sao lại thế được? Nguyệt Nhi là nữ hài mỹ lệ nhất mà. Vậy sao cả loại sắc lang như huynh cũng do dự với muội? Huynh phải xuất ra bản sắc sắc lang của huynh, hướng tới muội muội của huynh, chứng minh đi. Không cần nói muội là muội muội nên huynh không dám, đó không phải là lời cu ả sắc lang. Hơn nữa huynh không phải lần đầu làm hư với người ta. Cặp mắt ươn ướt của Tiểu Nguyệt thấy được sự hoảng hốt trong lòng hắn. Thi Bình nén giận, đè nhẹ Tiểu Nguyệt một cái, dây mũi nàng nói, tiểu ni tử muội này, muội dám chọc đại ca hả? Mặt Tiểu Nguyệt thoáng hồng, cũng không biết vì thẹn hay vì ánh đèn hồng, nàng nói, huy ninh trước đây thường bị muội chọc đến hỏa dục thiêu đốt, huynh không có chân chính muốn Nguyệt Nhi, đêm nay huynh có phải đơn thuần đến đây ngủ với Nguyệt Nhi thôi không? Huynh cứ nói, bất luận thế nào huynh tìm cha mẹ về bồi thường cho muội. Đại ca, huynh thật là khiến Nguyệt Nhi thất vọng, nước mắt nàng lấp lánh dưới ánh đèn. Thi Bình cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt ướt át của nàng. Giọng ôn nhu, muội biết đại ca trước giờ rất uy tín mà, làm sao đánh lừa muội được. Cười khúc khích một tiếng, Tiểu Nguyệt yêu kiều nói, đại ca, huynh nói dối thường như cơm bữa, huynh còn nói rũ uy tín. Huynh không biết lừa Nguyệt Nhi bao nhiêu lần rồi, từ nhỏ đến lớn huynh toàn la người ta, huynh là đại ca hư, còn dám nói không lừa muội. Muội đánh chết huynh. Đôi tay mềm mại lại bắt đầu âu yếm vuốt ve Hi Bình. Đột nhiên mọi động tác đều dừng lại nhìn Hi Bình chằm chằm. Nhẹ giọng, đại ca, có một bộ phận trên người huynh lúc nào cũng nói sự thật. Thi Bình lật người nằm ngửa xuống, ngẩng đầu nhìn xuống cái quần trương lên như cái lều của mình. Mẹ nó, từ lúc nào đã vọt lên thế này? Vọt lên một cái cũng nói lên sự thật, lúc này đúng là bi ai của nam nhân. Tiểu Nguyệt nhỏm dậy nằm đè lên mình hắn yêu kiều giận dỗi, đại ca, huynh đến đã lâu rồi còn chưa hôn đôi môi ngọt ngào của Nguyệt Nhi đó. Đôi môi hồng của nàng ấn lên cái miệng đang mở ra định nói của hắn, đầu lưỡi như linh xà trườn vào miệng hắn, sử dụng cách giao lưu không cần mở miệng nhưng ngọt ngào nhất, trong số các bộ phận cấu thành ngôn ngữ giao lưu của tình nhân song phương, lưỡi cho dù không dùng để nói, cũng đem đến cho cả hai sự thấu hiểu sâu sắc. Thi Bình phản kích hôn lại khiến Tiểu Nguyệt hô hấp khó khăn, đến khi nhịp tim đập lên cuồng loạn hai đôi môi mới lưu luyến rời nhau. Tiểu Nguyệt gục đầu vào cổ Hi Bình nhẹ nhàng thở gấp nói, kỳ thực chỉ cần đại ca yêu Nguyệt Nhi, thường xuyên ôm hôn Nguyệt Nhi muội cũng mãn nguyện lắm rồi. Muội biết muội muội không được yêu ca ca, cũng biết không thể xin ca ca chiếm hữu muội muội. Nhưng muội đã yêu ca ca, muốn để ca ca chiếm hữu Nguyệt Nhi, muốn vì ca ca sinh hai tử. Có nhiều lúc Nguyệt Nhi không thể đơn thuần xem huynh là đại ca. Nhiều lúc, huynh là nam nhân trong tim của Nguyệt Nhi. Không phải do tai nạn đó khiến đại ca trở thành nam nhân đầu tiên của Nguyệt Nhi chỉ vì Nguyệt Nhi không cảnh giác, đã phải lòng đại ca. Đúng vậy, đại ca tốt như vậy, vì sao nữ nhân khác có thể có đại ca, muội muội thân thiết lại không thể có? Thi Bình đáp, thì ra là muội ghen với bọn họ à? Tiểu Nguyệt D6A3 u môi, vậy thì sao nào? Huynh đêm nay không có câu trả lời thỏa đáng, muội tuyệt không tha cho huynh. Thi Bình nói giọng sợ sệt, sao dữ quá vậy? Không chút ôn nhu sao? Tốt, muội muốn thế nào thì thế ấy, đại ca đêm nay tùy muội phân phó. Một chút thành ý cũng không có. Tiểu Nguyệt ngồi dậy đôi tay khéo léo cởi y phục Hi Bình. Hi Bình nhìn nàng, để mặc nàng cởi hết y phục mình, hùng phong kiên định trước mặt Tiểu Nguyệt, để lộ dương căng kỳ vĩ to lớn. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, huynh cởi y phục cho Nguyệt Nhi đi. Muội muội đã phục vụ ca ca rồi, giờ đến lượt ca ca phục vụ mộ muội đó. Thi Bình cu 6O62 y cười, ta xêu ải có muội muội dâm đáng như muội chứ. Ca ca háo sắc, muội muội sao không thể dâm đáng. Tiểu Nguyệt nằm ép vào ngực hắn, dùng nhãn thần thánh thiện nhìn hắn, âu yếm nói, nữ nhân có rất nhiều khuôn mặt. Nguyệt Nhi cả đời này chỉ dâm đáng trước mặt đại ca thôi, chỉ vì một mình đại ca lộ vẻ là ngô ơ.
Khi Bình xoa nhẹ đầu nàng, hôn lên trán nàng, yêu đã thuần chân, trao cũng đơn giản. Tay hắn trượt xuống eo nàng, nhẹ nhàng tháo giải lưng. Đôi tay để ngoài y phục, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại đàn hồi, lại nhẹ nhàng rũ bỏ tấm áo ngủ cho nàng. Một tấm thân tinh mỹ la ngộ in dưới ánh đèn, hòa cùng một tấm thân nam nhân cường tráng, tạo thành kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Tiểu Nguyệt hỏi, đại ca, muội muốn biết lần đầu huynh nhìn thấy thân thể Nguyễn Nhi, huynh kinh ngắc như thế nào? Hy Bình trả lời thành thật, ta nghĩ thân thể muội cũng như khuôn mặt muội vậy. Khuôn mặt quá xấu xí, khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Tiểu Nguyệt giận dỗi, huynh dám nói muội xấu. Xê Úc đó huynh dám làm xấu với người ta. Huynh thật là hư hỏng. Hy Bình đáp, ta lúc đó nhắm chặt hai mắt, cắn răng bước qua, gắng gượng được 4-5 lần, lúc đó ta cho đó là việc xui xẻo nhất đời ta. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, giờ thì sao? Hy Bình đè nàng xuống, hai tay giỡ mặt nàng, hôn nhẹ rồi nói, cho dù là chuyện xui xẻo nhất, ta cũng phải làm, muội hiểu không? Tiểu Nguyệt nắm chặt hùng khu của hắn đáp, Nguyệt Nhi hiểu rồi. Giữa huynh muội xảy ra chuyện này là không bình thường nhưng đại ca vẫn làm, bởi vì đại ca không muốn thấy Nguyệt Nhi khóc một mình. Nguyệt Nhi vì đại ca dâng hiến tâm hồn lẫn thể xác, cũng như là vô oán vô hối. Đời người có nhiều điều sai, chúng ta cũng là sai, lại không được chọn lựa. Kỳ thực, yêu đại ca là hạnh phúc lớn nhất một đời Nguyệt Nhi. Muội nguyên cả đời cảm ơn trời cao vì đã khiến Nguyệt Nhi cùng đại ca từ nhỏ phân ly. Lúc gặp lại có thể dùng phương thức ngọt ngào mỹ lệ khác yêu đại ca. Hy Bình cười đáp, môi của muội ngọt ngào nhất đó. Muội là muội ngọt ngào mỹ lệ nhất của ta. Dù sợ bị người đời chửi là không bằng xúc sinh, ta vẫn phải có muội. Đại ca là nam nhân rất ích kỷ, tham lam đến nỗi muội muội cũng chiếm hữu. Thứ mỹ hảo ta không thể gặp, nếu gặp được mỹ hảo nào đó, ta đều sẽ chiếm lấy. Lúc nhỏ ôm muội ta thường nghĩ sau này ai có thể có được muội muội khả ái của ta. Không đoán được sau khi lớn lên là ta có được muội. Muội là muội muội của ta, cũng là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta có thể có cái gì? Muội trong vòng tay ta cũng có thể có cái đó. Tiểu Nguyệt rên rỉ nhẹ nhàng nói, muội cảm tạ sự ích kỷ của đại ca. Chỉ có nam nhân tự tư mới bảo hộ nữ nhân mà hắn thương yêu. Trời cao an bài thật tốt, muội được xếp đặt làm của riêng đại ca. Huynh là đại ca thân mật nhất của Nguyệt Nhi, tình nhân vĩnh hằng của Nguyệt Nhi. Tay Hy Bình vuốt ve cổ nàng, đôi môi hôn lên bộ ngực nhu nhuyễn của nàng. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ, đôi tay nhỏ chà nắn vành tay hắn. Đôi môi hé mở, liên tục thở ra từng làn hơi nóng đẫm. Mũi lấm tấm mồ hôi, nhũ phong nàng bắt đầu căng lên, nhũ đầu cũng săn cứng. Hy Bình rất ôn nhu vuốt ve nàng, chỉ thấy đôi ma chảo của hắn, lúc này đã giữ lấy song nhũ của nàng. Mặt hắn ma sát vào tiểu phúc của nàng phát ra âm thanh mê người của thỏ chạy trong cỏ. Mặt hắn úp sát vào vùng tam giác chết người của nàng. Môi hắn hôn lên mật huyệt nàng, đầu lưỡi cắt ra một đường rồi tiến vào khe nứt. Tạo ra một loại âm thanh như quấy nước, đồng thời phối hợp với âm thanh rên rỉ mơ hồ trong miệng nàng. Một loại hương dụ hoặc ấp ủ dưới ánh đèn, thân thể cả hai bắt đầu nóng lên. Tiểu Nguyệt cảm thấy cái hang ướt của cô có một dòng nước ấm chảy ra. Thân thể mỹ lệ uốn éo điên cuồng, rên rỉ thành tiếng, đại ca, Nguyệt Nhi cần huynh. Hy Bình ngồi dậy, ôm nàng ngồi đối diện trong lòng, hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Ngón giữa tay phải từ phía sau tiếng vào thám sát mật động của nàng, nhu tình vô hạn nói, nếu tiến nhập vào có thể đem tới cho muội sự hoan lạc lớn nhất. Dù sợ chuyện tiến nhập này trời cũng không dung, ta vẫn không do dự tiến vào sinh mệnh muội. Muội muội của ta, đại ca đến đây. Đoạn đôi tay hắn nâng mỹ nồn của Nguyệt Nhi lên, hùng căn lúc đó trụ tại động khẩu của nàng. Tay hắn từ từ hạ xuống, đồn bộ của nàng cũng nhẹ nhàng hạ xuống theo. Hùng căn hắn từ tốn tiến vào sinh mệnh đạo của nàng, tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi. Xảy ra như chuyện tự nhiên. Đau lắm hả? Hy Bình nhìn đôi mi nhắm nghiền của Tiểu Nguyệt, hắn biết nàng rất đau. Tiểu Nguyệt nhịn đau đáp, đau là quyền lợi của nữ nhân. Làm nữ nhân đau là nghĩa vụ của nam nhân, có thể khiến nữ nhân thống khổ, cũng là một loại bản lãnh của nam nhân. Nguyệt Nhi vì kiêu ngạo, muội trong đau đớn cảm thấy huynh cho Nguyệt Nhi hoan lạc lớn nhất. Đôi bàn tay nàng ôm lấy tấm lưng hổ của Hy Bình, áp sát Ngọc Phong vào ngực hắn. Tay Hy Bình đỡ lấy đồn bộ nàng giúp nàng vận động. Môi cả hai quyện chặt vào nhau. Cả hai giữ tư thế này giao hợp một lúc lâu. Thân thể Tiểu Nguyệt do đau đớn ban đầu nên chuyển động theo tiết tấu của Hy Bình.
thân thể cả hai suốt mồ hôi lóng lánh dưới ánh đèn. Hy Bình cảm thấy vách nhục động của Tiểu Nguyệt rung rẩy, thu nhỏ, bóp chặt lấy dương căn thô đại của hắn, làm cho khoái cảm của hắn đại tăng. Tốc độ hoạt động của hắn từ từ trở nên mãnh liệt, không còn sự ôn nhu ban đầu nữa. Dưới sự công kích cường liệt của hắn, Tiểu Nguyệt không còn đè nén nổi dục vọng. Miệng nàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cà ngô úp càn lơn, tong thanh âm tràn đầy yếu tố khiêu khích. Nàng cảm thấy thân thể như không còn là của mình, hoàn toàn không theo sự khống chế của nàng nữa. Tư tưởng nàng trở nên mơ hồ, kẻ xâm nhập vĩ đại này đại ca nàng, là ôn nhu cùng thô bạo tập hợp lại. Không lâu trước đây hắn còn như tình thánh với nàng, nhu tình như nước, lúc này lại như bạo chúa thô bạo với nàng. Thú tính của nhân loại không phải thể hiện ra trong chém giết, mà lộ ra trong tình ái. Tiểu Nguyệt biết thú tính của đại ca nàng so với người thường thể hiện lâu hơn. Trong tình ái hay tong chém giết đại ca nàng đều bạo phát thú tính cường đại vô bì. Nàng yêu sâu sắc thú tính của đại ca nhưng nàng không thích đại ca như vậy. Nàng cảm thấy bình thường đại ca vô lại thấu trời là khả ái nhất. Bởi vì lúc đó hắn có nhân tính thiện lương cũng không thiếu sự thú vị của việc trêu chọc người. Rất nhiều lần, nàng cảm thấy đại ca hư một tiểu hài khả ái. Lúc đối địch với hắn, nàng lại thấy hắn đầy ma tính mị lực của một ma thần. Nhưng trong tình ái, nàng rất dễ dàng liên tưởng đến hắn như một dã thú. Bởi vì yêu sao? Đúng vậy, kể từ khoảnh khắc đại ca tiến vào nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng tâm linh hắn rung động cùng toàn bộ tư tưởng hắn. Cũng trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy một cảm tình thâm tàng đột nhiên bạo phát, cũng giống như thú tính của hắn khiến nàng mê say. Trong tình ái, thú tính so với mọi thú khác đều chân thật hơn và có mị lực không thể kháng cự. Tại thời khắc này, cho nhân tính con mẹ nó đi gặp quỷ đi. Tiểu Nguyệt lúc này không thể ức chế khoái cảm tràn đầy trong nội thể. Thân thể nàng bắt đầu rung lên bằng tất cả cơ năng, khoái cảm cực đỉnh của nàng không dừng lại, xâm nhập thần kinh nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới nhẹ nhàng phiêu hốt, trong mắt nàng mất đi mọi sự tồn tại, chỉ trong sâu thẳm tâm hồn nàng, mờ nhạt tồn tại một bó đuốc nóng bỏng đang đốt cháy lên khoái cảm bên trong nàng. Nàng trong khoái cảm vô bì mê mất hồn. Hy Bình mở cửa đại phòng gọi lớn, các vị lão bà lười biếng, rời khỏi giường đi nào. Trong phòng ngũ nữ đều bị đánh thức bởi tiếng ồn của hắn. Phỉ Nhi bước ra mở cửa, giọng oán trách, ra hỏa, người đêm qua cùng Nguyệt Nhi ổn chết đi được. Bọn thiếp phải khó khăn lắm mới ngủ được, giờ lại bị người làm cho tỉnh giấc. Hy Bình ôm nàng vào lòng cười nói, ta nghĩ khi ta ở trong nàng thì nàng không thể yên ổn được đâu. Ngay cả khi ta không ở trong nàng, nàng thậm chí cũng không thể ngủ được nữa. Nói vậy thôi, lúc ở trong người nàng, đích thực ta không thể không say mê ngắm nàng, thưởng thức hương thơm nồng nàn của nàng. Bạch Liên hờn dỗi nói, tướng công, nếu Băng Băng không đồng ý thì hẳn người không cho bọn ta đi theo. Ta đã sớm muốn đi theo tướng công rồi, tất cả là nhờ có Băng Băng, tướng công thật không công bằng, tại sao lại không cho phép những người kia đi theo. Hy Bình trèo lên giường. Ôm nàng ta âu yếm, đã hoài thai rồi mà còn không chịu kiềm chế sao? Bạch Liên ủy khuất nói, sớm biết như vậy thì thiếp đã chẳng vội sinh hài tử cho chàng nữa. Đều là tại chàng hại đó. Mỗi lần chàng ôm người ta hôn bừa, người ta chẳng biết làm thế nào cho hữu hiệu cả. Lòng không cam tâm tình nguyện sẽ phải mang cái bụng to tướng thế này cho chàng nữa. Hy Bình nói, Băng Băng, vì sao không cho các nàng ấy nói những chuyện quá khứ? Bạch Liên thấy Lãnh Băng Băng đỏ mặt liền nói, tỷ ấy nói chàng và Nguyệt Nhi là huynh muội, bọn ta đi theo không tiện. Điều đó thực sự bất tiện, Nguyệt Nhi không những coi thường đạo đức luân thường khi chúng ta cùng ngủ chung mà khi đó chàng còn chìm đắm với nàng ta trước mặt bọn thiếp. Hy Bình xoay gương mặt của nàng lại hỏi, nàng cảm thấy mối quan hệ giữa ta và Nguyệt Nhi là không bình thường sao? Thế nào là không bình thường? Bạch Liên giấu khuôn mặt trong ngực Hy Bình, mê hoặc nói, chàng là một nam nhân đặc biệt. Làm việc gì cũng khác thường. Lãnh Băng Băng từ phía sau nắm lấy tay Hy Bình nói, chuyện của chàng và Nguyệt Nhi hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Tiểu Mạn cũng được thiếp giải thích rồi. Tối mai nàng ta sẽ nhường cho Nguyệt Nhi ngủ ở đại phòng. Hy Bình nói, Băng Băng, ta muốn để Nguyệt Nhi và Lôi Lôi cùng ở một chỗ. Nếu ta muốn Nguyệt Nhi, ta sẽ giao Lôi Lôi cho nàng. Nàng ta không hiểu chuyện giữa ta và Tiểu Nguyệt, nàng ta cũng thanh khiết như Nguyệt Nhi vậy. Chỉ biết Nguyệt Nhi vì bị ta đánh đau mà kêu khóc. Có lẽ cũng như người khác, nàng ta không thể tưởng tượng được. Ta thực sự có lỗi với Lôi Lôi mong nàng ta sẽ sớm ổn trở lại.
chờ nàng ta ổn định sẽ để cho nàng ta có thời gian xem xét lại. Như quả nàng ta tuyển chọn cha ta, ta sẽ thành toàn giúp nàng. Nàng ấy là một nữ nhân tốt, người tốt thì thường hay phải đau lòng. Kỳ thật, trước đây ta đã quá phi lễ với nàng ấy. Ta nói thật, ta thích vô lễ trước mặt nàng ấy, chẳng hiểu sao, ta lại thấy vui khi vô lễ với nàng ấy, ha ha. Lãnh Như Băng sáng giọng, thật là nam nhân không biết lễ nghĩa. Vì sao chàng nói như vậy? Trông tuấn mỹ thế kia, thế mà không biết lễ nghĩa, chàng đúng là sắc lang mà. Hy Bình đột nhiên nói, nàng trông thật là bắt mắt. Bạch Chỉ Giận nói, không giống, nhưng đích xác là như vậy. Hy Bình cười nói, tiểu Bạch Chỉ đừng quên, là chính nàng cố ý tiến lại để ta vô lễ đấy chứ. Bạch Chỉ sắc mặt ửng hồng, sau này thì không, lúc đó người ta có phản kháng mà. Hy Bình nói, đây rõ ràng gọi là thích mà vẫn chống cự, tưởng ta không biết hay sao. Chàng, Bạch Chỉ tiện tay cầm chiếc gối ném qua, giận dỗi hét đại phôi đản. Hy Bình buông Bạch Liên ra, đưa tay chụp lấy chiếc gối, đưa lên mũi hít hà rồi nói, trên này có mùi hương tiểu Bạch Chỉ của ta. À, trước tiên ta phải đi đã, sau khi hoàn tất chỉnh trang sẽ quay trở lại. Hắn chuyển thân qua hôn Lãnh Như Băng, đoạn xuống giường phóng thật nhanh ra ngoài. Bạch Chỉ nằm trên giường hét lên, đại phôi đản, nếu chàng không quay lại, Chỉ Nhi sẽ giận, Chỉ Nhi đêm nay sẽ cắn chết chàng. Hy Bình tiếp tục chạy đến mộ nhân cư, thấy phòng ngủ của Hoa Lôi không khóa bèn đẩy cửa vào, nghe thấy có tiếng ở trong phòng tắm nhưng khi mở cửa thì không mở được. Biết rằng Hoa Tiểu Mạn đang ở bên trong tắm cho Hoa Lôi, thầm nghĩ, Hoa Lôi tiểu nữ nhân này, đi nghỉ cũng tắm, vừa thức dậy cũng tắm, thực là sạch sẽ thái quá mà. Tựa hồ như nàng có quên hết tất cả mọi chuyện thì vẫn nhớ phải tắm vào buổi sáng vậy. Hắn lắc đầu cười khổ rồi trở lại phòng ngủ của Hoa Lôi, nằm trên giường của nàng. Trên giường như vẫn còn lưu lại hương thơm của xử nữ. Chợt nhớ lại cái nhục thể đầy mê hoặc của nàng, phía dưới hạ thể của hắn bất giác dựng đứng lên. Đột nhiên nghe tiếng bọn họ đã rất gần, liền vận khí điều tức cho hạ thể lắng xuống, vờ như đang ngủ. Tiếng của Hoa Lôi vang lên, tỉ tỉ. Ca ca đến rồi, đang ngủ trên giường của Lôi Lôi. Hy Bình biết Hoa Lôi đang nằm trên người hắn, liền mở choàng cả hai mắt chuyển thân đè nàng ra giường rồi hôn nàng. Hoa Tiểu Mạn ngồi bên cạnh giường nhìn nam nhân của mình và cô nồng nhiệt hôn nhau, trong ánh mắt lộ ra nụ cười có phần rụt rè e thẹn rất khó để nhận biết. Hy Bình sau khi nhìn thấy đôi môi nhạy cảm của Hoa Lôi đột nhiên mím chặt nói, Lôi Lôi có thích bộ dạng này của ca ca không? Hoa Lôi thản nhiên đáp, thích. Hy Bình nghĩ, hắc, sau khi tỉnh táo, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lão tử không chiếm chút tiện nghi thì phải coi lão tử ta là người như thế nào. Không nghĩ đứa bé ngày trước nàng ta ôm, quan tâm lúc ta là một tiểu hài nhi. Hôm nay lão tử mới biết ta một bụng chứa đầy mọi thứ. He he, Hoa Lôi thuần chất đáp, ca ca, Lôi Lôi thích được chàng chiếm tiện nghi. Chàng có thích chiếm tiện nghi của Lôi Lôi không? Hy Bình nói, đương nhiên là muốn rồi, Lôi Lôi đích thực rất thơm. Hoa Lôi nói, người ta vừa tắm xong mà, ca ca, chàng không tắm à? Hy Bình cười, có người không tắm à? Hoa Lôi đáp, ca ca thật là hôi đó. Hy Bình kinh ngạc, có thật không? Hoa Tiểu Mạn đã kiểm tra trên thân Hy Bình đúng là đang có mùi mồ hôi và mùi nữ nhân. Nàng nói, đúng là có mùi của chàng và bọn họ. Chàng không đi tắm rửa đi lại còn ôm cô, rõ là xú ca ca. Hy Bình đáp, không có gì, đó chỉ là mùi hương của hạnh phúc thôi. Hoa Tiểu Mạn tròn mắt nhìn chàng. Hy Bình liền quay sang Hoa Lôi nói, Lôi Lôi, ca ca hát cho nàng nghe nhé. Hoa Lôi đáp, nhưng Lôi Lôi đang đói lắm, Lôi Lôi muốn ăn chút gì đã. Lại thế nữa, Hy Bình rất thất vọng, ngồi xuống giận dỗi nhìn Hoa Tiểu Mạn. Sau đó ôm nàng vào lòng hôn thắm thiết. Nụ hôn của Hoa Tiểu Mạn rất say người, nó thật ngọt ngào. Môi hai người gắn chặt đến nỗi không biết sống chết, đôi môi không thể nào phân khai. Hoa Tiểu Mạn giận dỗi nói, sau này không cho phép chàng hát cho cô nghe nữa. Cô của ta trước đây rất có khí chất nghệ thuật, không cho phép chàng bóp chết những phẩm chất nghệ thuật của cô. Hy Bình vừa định lên tiếng phản đối, chợt thấy Thi Nhu Vân đang tiến lại, liền chuyển sang giọng vui mừng, nàng đã đến rồi. Thi Nhu Vân nói, Tiểu Mạn, Bạch tỷ tỷ bị bệnh rồi, muội hãy qua xem sao. Hy Bình bật dậy khỏi giường, ôm chặt hai vai của Thi Nhu Vân hỏi, Tư Nhi bị bệnh à? Tiểu Mạn,
chúng ta mau qua đó xem sao. Đoạn hắn cắp ngang người Thi Nhu Vân mang đi. Thi Nhu Vân la lên, chàng mau đặt ta xuống. Ta có cả tay cả chân, không cần chàng ôm. Thi Bình đáp, ta thích ôm nàng. Ta cũng có cả tay cả chân, tại sao lại không để ta ôm nàng đi chứ? Hoa Tiểu Mạn nói với Hoa Lôi, cô, ở lại đây một lát, để ta đi cùng xem sao. Ừ, Hoa Lôi đáp, đại ca, tỷ, hai người hãy sớm quay lại nha. Thi Bình gật đầu với nàng, nhanh chóng rời khỏi phòng, lòng chàng vì Thi Nhu Vân mà tranh đấu. Chàng nói, thật là tiểu ách bạch tư, tự nhiên tự mình coi thường mình. Thi Nhu Vân nói, hiện tại không phải là cưỡi ngựa, chàng không được ôm người ta. Thi Bình bỗng cảm thấy hứng thú, liền trêu chọc nàng ta, nhất định cứ phải cưỡi ngựa mới được ôm sao. Thi Nhu Vân đáp lại hắn bằng cách im lặng của mình, hai mắt trừng lên nhìn hắn, hằn học không nói. Thi Bình nói, đúng là tiểu nữ nhân, nói không được hai câu với ta thì đã lờ đi, với bộ dạng này. Ta sẽ làm cho cái bụng nhỏ của nàng ngày càng to ra, như thế còn dám cửu hận ta không? Nhìn không giống bộ dạng nữ nhân chút nào, nên nhớ lão ca của nàng không phải ta giết, đừng coi ta là cửu nhân. Lão ca của nàng không còn tiểu kê nên xấu hổ với liệt đại tổ tông, vì vậy phải tự sát, ta không kịp trở tay. Thi Nhu Vân giận dữ quát, chàng mới không có tiểu kê kê. Thi Bình Long mày dựng ngước đáp, thật ư? Vậy tại sao mỗi lần cưỡi ngựa nàng đều oán trách ta xâm phẩm cái mông nhỏ của nàng? Sao không thử kiểm tra xem tiểu kê kê của ta có còn kiện toàn không? Thi Nhu Vân cũng không nói, liền dùng cái miệng xinh xắn của nàng cắn vào tay Hi Bình, khiến Hi Bình phải đau đớn la lên, ái, Nhu Vân, dám cắn ta ư? Tiểu mỹ nhân này, có miệng lại không dùng để nói mà lại để cắn người như thế à? Có bỏ miệng ra không? Được rồi, ta nhận thua, text in. Sau này sẽ không khi phụ nàng nữa. Thi Nhu Vân cuối cùng cũng phải mở miệng, nhãn tình không hiểu sao lại ươn ướt, nói chẳng phải chàng đã nói là sẽ không khi phụ Nhu Vân hay sao? Thi Bình nói, không khi phụ mà. Thi Nhu Vân lại trào nước mắt ra. Thi Bình không dừng lại nhưng bất chợt lý giải, thường lúc khi phụ nàng, cũng bởi vì nàng không hay tỏ ra thông minh. Ta biết ngươi không phải là người tốt, Thi Nhu Vân như nổi cơn phẫn nộ. Tuy nhiên lại sợ Hoa Tiểu Mạn khả ái bên cạnh có thể cảm thất được tâm trạng hoan hỉ ở trong của cô ta. Thi Bình đột nhiên nói, yêu đại ca hay không yêu đại ca? Thi Nhu Vân vốn không định trả lời nhưng bị đẩy tới giới hạn của sự nhẫn, không thể chịu nổi đáp, đương nhiên là yêu, chàng. Thi Bình mỉm cười và nói, điều này chứng tỏ rằng nàng đã yêu ta. Cũng bởi vì đại ca của nàng đích thực là một con người tốt và cũng như đã nói, ta cũng là người như vậy. Nhưng nàng lại nói rằng, nàng thích cái tính vô lại của đại ca nàng, người đã giải thích cho nàng tình yêu có thể có trong người đại phôi đàn. Nàng thường gọi ta là tên vô lại, cũng nên nói là trong tim nàng xem ta là tên vô lại đó. Thương thay, Tiểu Nhu Vân đáng yêu, nàng đã yêu chính kẻ thù của nàng. Thi Nhu Vân không tưởng rằng, cái con người dở hơi này ở điểm này lại quá tự cao tự đại. Nam nhân này hắn biết thế nào là tình yêu sao? Ba người vừa bước vào phòng của Vưu Túy thì thấy Tuyết Nhi khóc nói, cha, Bạch Tư A Di bị bệnh rồi. Thi Bình đặt Thi Nhu Vân xuống, bước đến trước giường của Bạch Tư quan tâm hỏi, có nghiêm trọng không? Bạch Tư đáp, chỉ hơi khó chịu một chút thôi, có cái gì đó như bị nghẽn vậy. Hoa Tiểu Mạn ngồi xuống bên cạnh Bạch Tư thăm mạch sau đó nói, không có vấn đề gì. Tất cả các triệu chứng y học đều rất tốt nhưng... Nàng ta đột nhiên hướng nhãn thần quái dị nhìn Bạch Tư muốn nói rồi lại thôi. Hi Bình khẩn trương hỏi, Tiểu Mạn sao thế? Hoa Tiểu Mạn không trả lời nhìn Hi Bình rồi quay sang Bạch Tư nói, Tư tỷ, hãy nói xem đứa trẻ này có phải là của Lãng Vô Tâm không?